Chương 452 đêm nay liền cấp định ra tới. Phòng thẩm vấn ngoại, một người thân xuyên thường phục, nhìn qua 50 tới tuổi trung niên nam nhân đẩy ra phòng thẩm vấn đại môn, đi vào. Trung niên nam nhân nhìn mắt bị khảo ở trên chỗ ngồi Trương Huyền, hỏi hướng tên kia hiệp cảnh, thế nào? Hiệp cảnh nhìn trong mắt năm nam nhân, vội vàng đứng dậy, mới mở miệng, sở. Hiệp cảnh lời nói còn chưa nói xong, đã bị trung niên nam nhân một ánh mắt chừng mắt nhìn trở về. Hiệp cảnh vội vàng thấp hèn đầu, Vương tiên sinh, hắn không muốn chiêu. Không chiêu, trung niên nam nhân cười một chút, vậy đem chứng cứ lấy ra tới, làm người tới thẩm, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải do hắn không chiêu. Đúng vậy, hiệp cảnh vội vàng gật đầu, chạy đi ra ngoài. Tối tăm ánh đèn hạ, trung niên nam nhân nhìn Trương Huyền, người mưu sát tội danh đã thành lập, chiêu đi, sớm chiêu cũng ít chịu điểm tội. Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, không có hé răng. Quật tính tình ta thấy nhiều, ta đảo muốn nhìn, người có thể quật tới trình độ nào. Trung niên nam nhân thấy Trương Huyền không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, lắc lắc tay áo, đi ra phòng thẩm vấn. Liền tại đây quốc lộ thượng phân sở ngoại, dừng lại một chiếc màu đen chạy băng băng ngồi ba người. Y phục thường trung niên rời đi phòng thẩm vấn sau, đi ra phân sở đại môn, vẻ mặt cung kính đi vào chạy băng băng xa tiền, Kha thiếu, Trình tiểu thư, Trịnh thiếu. Ngồi ở bên trong xe, đúng là Kha Bân, Trịnh Sở, cùng với Trình Giai Hân ba người. Cùng ngày Kha Bân cấp Trịnh Sở nói phải đối Trương Huyền động thủ Trình ra người, chính là mới lưu học trở về không lâu Trình Giai Hân. Người đâu, ngồi ở chủ điều khiển thượng Kha Bân hỏi một tiếng. Ở bên trong, trung niên nam nhân cung kính trả lời nói. Hảo, Kha Bân vừa lòng gật gật đầu, nên cho ngươi công đạo đồ vật, ta đã cho ngươi công đạo hảo, trại tạm giam bên kia, ta đã nói chuyện. Hôm nay buổi tối khiến cho hắn đem tội nhận, dùng biện pháp gì ta mặc kệ ngươi, đuổi Hừng Đông trước, đưa đến trại tạm giam nhốt lại, hiểu sao? Minh bạch, minh bạch, trung niên nam nhân liên tục gật đầu. Hành, sự tình xử lý xinh đẹp điểm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Kha Bân lấy ra một cái túi giấy, giao cho trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân ánh mắt lộ ra vui mừng, vội vàng đem túi giấy tiếp nhận, hắn căn bản không cần xem, chỉ là một sờ. Liền biết bên trong ít nhất là 10 vạn khối trở lên. Này chỉ là tiền đặt cọc, sự thành lúc sau, lại cho ngươi gấp 10 lần, đừng làm ta thất vọng. Kha Bân khinh phiêu phiêu nói. Nhất định, nhất định, trung niên nam nhân liên tục gật đầu, chỉ là Kha thiếu, còn có một việc, chính là người kia. Trung niên nam nhân nói đến này, muốn nói lại thôi. Kha Bân quay đầu nhìn mắt ngồi ở hàng phía sau Trịnh Sở. Trịnh Sở trừng mắt nhìn trong mắt năm nam nhân. Quát lớn một tiếng, hiểu hay không quy củ? Hiểu, hiểu, thực xin lỗi Trịnh thiếu, là ta đại ý. Trung niên nam nhân vội vàng từ trong túi lấy ra di động, điều thành tắt máy. Đãi Trịnh Sở nhìn đến trung niên nam nhân di động hoàn toàn tắt đi sau, mới mở miệng, thi thể liền ở bên cạnh trong rừng cây, ngươi làm người đi tìm là được, làm tốt ghi hình, ta đã an bài người cùng ngươi liên hệ, đại khái 10 phút sau, hắn sẽ qua tới. Hảo. Trung niên nam nhân lên tiếng. Kia bên này sự liền giao cho ngươi, ngày mai buổi sáng, ta muốn nghe đến tốt tin tức. Kha Bân nói một tiếng, diêu khởi cửa sổ xe. Tại đây đồng thời, Lạc Hà. Trình Thanh cùng đi Lâm Thanh Hạm tới rồi Lạc Hà cục cảnh sát. Trình thiếu, như vậy muộn, là có cái gì việc gấp sao? Lạc Hà cục cảnh sát Triệu cục trưởng nhận được Trình Thanh điện thoại sau, liền vội vội vàng vàng tới rồi, đầy đầu đổ mồ hôi. Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay là phái người đến Ngân Châu đi bắt người. Trình Thanh nhìn Triệu cục trưởng, chất vấn nói. Triệu cục trưởng vẻ mặt nghi hoặc, không có a. Không có, Trình Thanh lông mày một hoành, thành thật công đạo. Triệu cục trưởng vừa thấy Trình Thanh bộ dáng này, đầy mặt chua xót, Trình thiếu, ta nào dám cùng ngươi nói bậy a, ta thật sự không có làm người đi Ngân Châu bắt người, thật sự đi Ngân Châu, kia không được chụp cấp hội báo sao? Lâm Thanh Hạm lấy ra di động, điều ra một chương ảnh chụp tới. Này ảnh chụp đúng là phía trước những cái đó cảnh sát đi cửa nhà bắt người thời điểm, nàng cầm di động chụp lén. Triệu cục trưởng, người nhìn xem, những người này, có phải hay không các ngươi cục? Triệu cục trưởng Triều Lâm Thanh Hạm di động thượng nhìn mắt, gật đầu nói, thật là chúng ta cục, nữ sĩ, người này ảnh chụp, là từ đâu chụp? 40 phút trước, ở cửa nhà ta, Ngân Châu. Lâm Thanh Hạm lạnh lùng nói, các ngươi người, nói ta trưởng phu cùng nhau mưu sát án có quan hệ. Đem người mang đi. Cái gì? Triệu cục trưởng sắc mặt cả kinh, vội vàng cú đánh thanh giải thích, Trình thiếu,
việc này ta thật sự không biết gì à. Triệu cục trưởng có thể ngồi vào hiện tại vị trí này thượng, đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên là xem rất rõ ràng, trước mặt nữ nhân này trưởng phu bị trảo, Trình gia tương lai người thừa kế tự mình tìm tới, việc này khẳng định không phải có thể dễ dàng giải quyết. Trình Thanh hừ lạnh một tiếng, chính mình thủ hạ đi Ngân Châu bắt người cũng không biết, ta xem ngươi này cục trưởng, cũng ngồi vào đầu. Triệu cục trưởng trên mặt hiện lên một mạt hoảng loạn, Trình thiếu, ngươi đừng vội, ta lập tức đi tra. Cho ngươi 10 phút thời gian, nếu tra không ra, hậu quả chính mình suy xét đi. Trình Thanh trong lời nói, để lộ nồng đậm uy hiếp ý vị. Triệu cục trưởng liên tục gật đầu, lập tức móc di động ra gọi điện thoại đi. Triệu cục trưởng đem Lâm Thanh Hạm lấy ra kia bức ảnh người, triệu cục trưởng từng cái gọi điện thoại qua đi, nhưng không ai tiếp nghe. Quốc lộ phân sở. Vừa mới đem Trương Huyền chào trở về những cái đó cảnh sát, đang ngồi ở một cái bàn thượng, ăn nướng BBQ, uống bia. Với đội, triệu cục gọi điện thoại, một người tuổi trẻ điểm cảnh sát, hướng tên kia hơn 30 tuổi trung niên cảnh sát nói. Không tiếp, bị gọi với đội trung niên cảnh sát không hề nghĩ ngợi, liền lắc đầu nói. Từ giờ trở đi, các người bất luận kẻ nào điện thoại đều không cần tiếp, di động hoặc là tắt máy, hoặc là tĩnh âm, ngày mai hỏi tới, chính mình tìm lấy cớ. Với đội nói xong, cầm lấy bia chiều trong miệng mãnh đột nhiên rót một mồm to, chỉ cần hôm nay buổi tối sự làm xinh đẹp, chính mình căn bản là không cần để ý kia cái gì triệu cục, Kha thiếu đều hứa hẹn, cho chính mình điều đến phân sở, trực tiếp đương cái sở trường, trời cao hoàng đế xa, không thể so ở người khác thủ hạ làm việc muốn sung sướng nhiều. Lạc Hà cục cảnh sát. 10 phút qua đi, triệu cục vẫn là một chiếc điện thoại cũng chưa đả thông. Trình Thanh cau mày đã đi tới, thế nào? Hỏi rõ ràng sao? Này, triệu cục há miệng thở dốc, nói không ra lời. Rốt cuộc có hay không ta lão công tin tức? Lâm Thanh Hạm vẻ mặt nôn nóng hỏi. Vị này nữ sĩ, người đừng vội, ta. Triệu cục vừa muốn mở miệng, đã bị Lâm Thanh Hạm đánh gãy. Không vội, ta có thể không vội. Ta lão công liền như vậy không duyên cớ bị các ngươi cấp bắt đi, bắt người còn cầm các ngươi Lạc Hà cục cảnh sát cấp bắt bớ lệnh. Ngươi thân là cục trưởng, cũng không biết ta lão công vì cái gì bị trảo, ngươi làm ta không nóng này. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp xâm hàn, hiển nhiên đã tức giận. Đang ở Lâm Thanh Hạm nôn nóng vạn phần khi, di động của nàng đột nhiên vang lên. Chương 453 định tội. Lâm Thanh Hạm lấy ra di động, điện báo là cái xa lạ dãy số. Uy, Lâm Thanh Hạm tiếp khởi điện thoại, nàng có trực giác, cái này điện thoại, khả năng lần này sự có quan hệ. Lâm Thanh Hạm, Trương Huyền ở nhà sao? Điện thoại giữa, vang lên một đạo giọng nữ, thanh âm giữa mang theo một loại co quắp, ta cho hắn gọi điện thoại, hắn điện thoại tắt máy. Lâm Thanh Hạm nghe trong điện thoại thanh âm, trước tiên liền phân biệt ra đối phương là ai? Tần Nhu, là ta, Trương Huyền đâu? Tần Nhu nôn nóng hỏi. Hắn. Lâm Thanh Hạm muốn nói lại thôi. Hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tần Nhu nghe Lâm Thanh Hạm khẩu khí, một chút liền làm ra suy đoán. Lâm Thanh Hạm trầm ngâm một phen, hỏi, Tần Nhu, người có phải hay không biết cái gì? Còn nhớ rõ lần trước kia sự kiện sao? Trịnh Sở ra tới, Tần Nhu trực tiếp ở trong điện thoại nói, ngày đó đem ta bắt đến trong phòng người, một lần nữa đi cục cảnh sát phản cung, nói cho cảnh sát hắn kỳ thật là chịu Trương Huyền hiếp bức. Phía sau màn làm chủ giả là Trương Huyền, vừa mới cảnh sát cho ta biết đi cục cảnh sát một lần nữa làm ghi chép, lại tìm người kia thời điểm, đã tìm không thấy. Nguyên lai là Trịnh Sở, Lâm Thanh Hạm ánh mắt một ngưng. Không ngừng đơn giản như vậy, chỉ bằng vào một cái Trịnh Sở, hắn đừng nói vụ oan Trương Huyền, chính là lần này ra tới đều khó, hắn phía sau tuyệt đối có người khác. Tần Nhu nôn nóng hỏi, hiện tại Trương Huyền đâu? Hắn rốt cuộc thế nào? Không, không biết. Lâm Thanh Hạm ngữ khí mỏng manh, có điểm không dám trả lời Tần Nhu vấn đề. Không biết, cái gì kêu không biết, Tần Nhu chất vấn ngữ khí vang lên, Lâm Thanh Hạm, ngươi cho ta nói rõ ràng. Lâm Thanh Hạm nghe Tần Nhu nói, cảm thụ được Tần Nhu nói chuyện khi ngữ khí, chẳng sợ chưa thấy được Tần Nhu, nàng đều có thể nghĩ đến đối phương phẫn nộ bộ dáng, nàng hít sâu một hơi, nói, Trương Huyền bị Lạc Hà cảnh sát bắt đi, ta hiện tại liền ở Lạc Hà triệu cục căn bản là không biết chuyện này. Khẳng định không biết, loại sự tình này có thể thấy quang sao. Hiện tại có người phản cung người lại không thể hiểu được biến mất, đối phương khẳng định là muốn giao sắc chặt đay rối, đêm nay liền phải đem sự tình thu phục, làm Trương Huyền nhận tội. Sao có thể hồi cục cảnh sát, ta hiện tại liền đi tìm Ngân Châu cảnh sát, làm cho bọn họ tra theo dõi, người cũng làm Lạc Hà cảnh sát ngẫm lại,
người có thể mang đi đâu. Tần Nhu nói xong, vội vàng cắt đứt điện thoại. Lâm Thanh Hạ nghe trong điện thoại vội âm, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Tại đây một khắc, nàng đột nhiên cảm giác, chính mình cái này thê tử làm, giống như quá không xứng chức. Trượng phu xảy ra chuyện, chính mình liền cùng cái ruồi nhặng không đầu giống nhau, kết quả là, còn phải làm Tần Nhu tới giáo dục chính mình. Thanh Hạm, làm sao vậy? Trình Thanh vội vàng đi lên hỏi. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, sửa sang lại một chút ý nghĩ, nói, là Trịnh gia người, Trình Thanh, người giúp ta tra một chút, là ai làm người đem Trịnh Sở Tử đệ nhị trại tạm giam thả ra? Hảo, Trình Thanh lập tức gật đầu, trong mắt xuất hiện chút ngưng trọng. Quốc lộ phân sở. Trương Huyền Như cũng bị khảo đang ngồi ghế, hiện tại hắn, chỉ cần nguyện ý đi, này thiết khảo cùng cửa sắt, căn bản là ngăn không được hắn, chỉ là hắn vẫn là tưởng thông qua bình thường con đường tới giải quyết vấn đề này, có thể không cho Lâm Thanh Hạm tạo thành ảnh hưởng, tận lực không cho Lâm Thanh Hạm tạo thành ảnh hưởng. Kéo kẹt một tiếng, phòng thẩm vấn cửa sắt bị người đẩy ra, Trương Huyền nhìn đến, vừa mới tên kia hiệp cảnh đi đến. Ta hỏi ngươi, hôm nay buổi tối 6 giờ đến 10 giờ chi gian, ngươi đi nơi nào? Tên kia hiệp cảnh hỏi. Cùng bằng hữu ở Ngân Châu Tân Khải khách sạn ăn cơm. Trương Huyền đúng sự thật trả lời nói. Ăn cơm, cái nào ghế lô, hiệp cảnh cầm vở cùng bút ký lục. 3 điều 8. Hiệp cảnh bỗng nhiên một phách cái bàn, nói bậy. Trương Huyền, ta khuyên ngươi đúng sự thật công đạo, đây là chúng ta vừa mới điều lấy khách sạn theo dõi, ngươi căn bản là không có xuất hiện ở Tân Khải khách sạn. Hiệp cảnh lấy ra di động, mặt trên đúng là một đoạn video theo dõi. Trương Huyền nhướng mắt ra, xem cũng chưa hướng đối phương di động thượng xem một cái, chính mình mới nói ở Tân Khải khách sạn, bọn họ liền biết trước đem video theo dõi lấy ra tới, không nhúc nhích qua tay chân mới quỷ. Trương Huyền hiện tại chỉ là suy nghĩ, là ai đang làm chính mình? Lạc Hà cảnh sát, chẳng lẽ, là Trình gia? Trương Huyền, ngươi là sợ lần trước với Hằng Viễn chủ tịch Tần Nhu sự tình bại lộ, mới giết người diệt khẩu đi. Hiệp cảnh cười lạnh một tiếng. Tần Nhu. Trương Huyền mày nhăn lại. Người này, người nhận thức sao? Hiệp cảnh lấy ra một chương ảnh chụp, ném tới Trương Huyền trước mặt. Trên ảnh chụp người, thình lình chính là lần trước ở tư nhân hội sở, chịu Trịnh Sở chi mệnh, đem Tần Nhu hôn mê bắt đi người. Trương Huyền lắc lắc đầu, gặp qua, không quen biết. Không quen biết, hiệp cảnh lại lần nữa hỏi, người lần trước, ủy thác hắn bắt đi Hằng Viễn chủ tịch Tần Nhu, cưỡng gian chưa toại, cũng thu mua hắn vì ngươi làm giả cung. Ngươi nói không quen biết. Nghe đến đó, Trương Huyền tức khắc minh bạch, lần này sự, là ai làm đến quỷ, xem ra, Trịnh Sở còn muốn xoay người a. Trương Huyền lắc lắc đầu, không nói gì. Hiệp cảnh tiếp tục nói, chiều nay, người này đi trước cục cảnh sát, tiến hành phản cung, ở đối phương lời khai chung, ngươi mới là lần trước sự kiện chủ đạo giả, ở đêm nay 6 giờ, cũng chính là ngươi nói dối chính mình cùng bằng hữu ăn cơm thời gian điểm, chứng nhân không thể hiểu được biến mất. Chúng ta ở khoảng cách nơi này không xa trong rừng cây, tìm được chứng nhân thi thể. Hiệp cảnh nói, lại lấy ra một chương ảnh chụp, đúng là đối phương nằm ở trong rừng cây một màn, yết hầu bị người hoàn toàn cắt lạn. Hiệp cảnh đem ảnh chụp hướng trên bàn vung, Trương Huyền, người còn có cái gì tưởng nói? Người như thế nào chứng minh người là ta giết? Trương Huyền kỳ quái hỏi, chẳng lẽ Lạc Hà cảnh sát, như vậy liền tưởng cho chính mình định tội? Người còn cãi bướng đúng không? Hiệp cảnh lại lần nữa từ di động thượng mở ra một cái video, hảo hảo xem, bắt cả người lẫn tang vật, người còn có cái gì hảo thuyết. Trương Huyền nhìn lại, liền ở hiệp cảnh di động thượng, là một đoạn video theo dõi, video chung, một người dáng người cùng chính mình tương đồng, kiểu tóc tương đồng, ngay cả ăn mặc đều tương đồng người, chính khiêng một cái bao tải, lén lút chui vào trong rừng cây, theo sau đem một khối thi thể từ bao tải chung đảo ra, sau đó bay nhanh biến mất ở bóng đêm giữa. Trương Huyền khóe miệng cười, nhìn dáng vẻ, này Trịnh Sở chuẩn bị còn rất nguyên vẹn a, bất quá thủ pháp vẫn là có chút quá non, nếu là đổi chính mình tới làm chuyện này, sẽ làm thay thế người lộ một cái sườn mặt ra tới. Trương Huyền, ta đại biểu Lạc Hà cảnh sát, lên án ngươi tham dự cùng nhau mưu sát án, vì giấu giếm sự thật, mưu sát chứng nhân, hiện tại muốn đem ngươi theo nếp giam giữ. Hiệp cảnh vừa nói, một bên lấy ra mực đóng dấu, chủ động chiều Trương Huyền ngón tay thượng cái đi. Chỉ cần này mực đóng dấu che đến Trương Huyền trên tay, này phân tội, Trương Huyền liền tương đương với là nhận xuống dưới. Trương Huyền nhìn trước mắt càng ngày càng tiếp cận hiệp cảnh, nếu đối phương muốn như vậy làm chính mình, hắn cũng chỉ có thể dùng cực đoan thủ đoạn tới xử lý. Đang ở Trương Huyền chuẩn bị tránh ra còng tay thời điểm, liền nghe loảng xoảng một tiếng trọng vang,
phòng thẩm vấn đại môn, bị người một chân đá văng. Chương 454 Ngân Châu Cảnh Sát. Phòng thẩm vấn bị đá văng một màn, làm tên này hiệp cảnh cả kinh, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy một đội súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát vọt tiến vào, này đó cảnh sát mỗi người đều ăn mặc chống khủng bố chiến phục, trang bị đầy đủ hết. Trong nháy mắt này, vô số chỉ đen như mực họng súng, nhắm ngay hiệp cảnh, túc sát chi khí lan tràn, hiệp cảnh hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi tới rồi trên ghế. Thế nào, người ở bên trong sao? Tần Nhu nôn nóng thanh âm, từ phòng thẩm vấn bên ngoài truyền tiến vào. Trương tiên sinh, người không sao chứ? Một người mang đội cảnh sát, lập tức đi lên tới, thế Trương Huyền cởi bỏ còng tay. Trương Huyền nhìn thoáng qua, này đó đột nhiên đã đến cảnh sát, tất cả đều là thuộc về Ngân Châu cảnh sát. Không có việc gì, Trương Huyền lắc lắc đầu. Không có việc gì liền hảo, Trương tiên sinh, người không biết, này trong chốc lát, nhưng cấp Tần Tổng lo lắng. Tên kia cảnh sát nói chuyện thời điểm, cố ý nhìn mắt phòng thẩm vấn đại môn phương hướng. Một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở phòng thẩm vấn trước cửa, đương nhìn đến đang ngồi ở thẩm vấn ghế Trương Huyền khi, này đạo thân ảnh mang theo một trận làn gió thơm, như nhũ yến giống nhau, nhào vào Trương Huyền trong lòng ngực. Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi, ngươi không sao chứ, bọn họ có hay không đối với ngươi làm cái gì? Tần Nhu một đôi mắt đẹp không ngừng ở Trương Huyền trên người đánh giá, trên mặt toàn là lo lắng. Trương Huyền mở ra đôi tay, nhìn nhào vào chính mình trong lòng ngực nữ nhân này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Nhu phía sau lưng, yên tâm đi, ta không có việc gì. Tên kia hiệp cảnh nhìn chằm chằm này đó đã đến Ngân Châu cảnh sát, môi đều ở phát run, ngươi, ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ngân Châu đi đầu cảnh sát. Vừa nghe hiệp cảnh nói, tức khắc gầm lên một tiếng, hỏi chúng ta là người nào? Ta còn muốn hỏi hỏi, các ngươi là người nào? Ta thuộc về Lạc Hà cảnh sát, các ngươi như vậy trực tiếp vọt vào tới, tự mình phóng thích nghi phạm, là trái pháp luật. Hiệp cảnh cố nén một viên run rẩy tâm, lớn tiếng nói. Trái pháp luật, Ngân Châu cảnh sát cười cười, các ngươi vượt khu vực bắt người, bản thân liền không hợp lý, không có bất luận cái gì thông báo, vi phạm quy định trước đây. Các ngươi lãnh đạo đâu? Cảnh sát vừa dứt lời, ở phòng thẩm vấn ngoại, lại vang lên một đạo thanh âm. Ai a, ai a, lớn như vậy tư thế, mang thương cường sấm đồn công an. Theo thanh âm này vang lên, vừa mới tên kia thân xuyên y phục thường trung niên nam nhân đi đến. Y phục thường trung niên đánh giá liếc mắt một cái này đó Ngân Châu tới cảnh sát, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới tên kia hiệp cảnh trên người, nhíu mày nói, tiểu lưu, sao lại thế này? Những người này là đang làm gì? Ngô sở, hiệp cảnh nhìn thấy y phục thường trung niên, tâm rơi xuống không ít, chỉ hạ Trương Huyền, mở miệng nói, đây là hôm nay thì cục với đội đưa tới người, cùng cùng nhau mưu sát án có quan hệ, chứng cứ vô cùng xác thực, ta mới vừa thẩm trong chốc lát, những người này liền vọt vào tới, nói là Ngân Châu cục cảnh sát. Nga, Ngô sở lộ ra một mặt nghi hoặc, hắn làm bộ không có gặp qua Trương Huyền bộ dáng, nhìn về phía Ngân Châu tới cảnh sát, chư vị. Ta này quốc lộ phân sở, hẳn là không về các ngươi Ngân Châu quản đi, các ngươi Ngân Châu cảnh sát trực tiếp cường sấm quốc gia của ta nói phân sở, tự mình phóng thích nghi phạm, chỉ sợ có chút không thích hợp, này muốn báo đi lên, đối với các ngươi cũng không phải là cái gì chuyện tốt ha. Ngân Châu mang đội cảnh sát khinh thường bĩu môi, vậy ngươi liền hướng lên trên báo hảo, hôm nay người này, ta là nói cái gì đều phải mang đi, liền tính hắn có tội, cũng nên chúng ta Ngân Châu cảnh sát tới thẩm, không cần làm phiền các ngươi Lạc Hà cảnh sát. Ở này đó Ngân Châu cảnh sát xuất phát trước, Ngân Châu cục cảnh sát cục trưởng đã đi xuống tử mệnh lệnh, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, cần thiết muốn đem Trương Huyền hoàn hảo không tổn hao gì mang về. Người là ở chúng ta Lạc Hà chết, án này, tự nhiên có chúng ta Lạc Hà tới phụ trách. Ngô theo như lời nói. Ngân Châu mang đội cảnh sát nhìn hắn một cái, ai đi Ngân Châu chào người. Ta chào, làm sao vậy, hôm nay đi bắt người với đội đám người đi đến. Ý tứ hiện tại chúng ta cảnh sát chảo phạm nhân, đều không thể bắt sao. Các ngươi trình tự đâu? Ngân Châu mang đội cảnh sát nhìn về phía với đội, vượt khu vực bắt người, là vi phạm quy định đi. Ha ha, với đội cười lạnh một tiếng, chúng ta chảo, là cực có tính nguy hiểm tội phạm giết người, chẳng lẽ còn muốn chậm rãi hội báo lại chảo? Ngươi nói bậy, Tần Nhu hô to một tiếng, Trương Huyền sao có thể là giết người phạm? Với đội ánh mắt hạ lưu đánh giá Tần Nhu kia hoàn mỹ dáng người liếc mắt một cái, tâm than tiểu tử này thật là hảo phúc khí, có cái như vậy cực phẩm lão bà, hiện tại cái này, vừa thấy chính là hắn tình nhân, chờ hắn đi vào,
chính mình nhưng đến ngẫm lại biện pháp, hảo hảo tại đây hai nữ trên người chơi chơi. Với đội lưu luyến đem ánh mắt từ Tần Nhu trên người rời đi, hướng tên kia hiệp cảnh chu chu môi, còn chờ cái gì đâu, tới đem chứng cứ cấp chúng ta tỉnh thành đại cảnh sát nhóm xem một cái. Hiệp cảnh vừa nghe, lập tức lấy ra vừa mới cấp Trương Huyền xem ảnh chụp, cùng với theo dõi ở rừng cây nhỏ kia lục hạ video. Ở hiệp cảnh lấy ra người chết ảnh chụp trước tiên, này đó Ngân Châu cảnh sát lập tức nhận ra người chết, người này, ở chiều nay, chuyên môn chạy đến Ngân Châu cục cảnh sát, nói hắn muốn đổi khẩu cung, liền lần trước Trịnh Sở đối Hằng Viễn chủ tịch Tần Nhu cưỡng gian chưa toại một chuyện, hắn có tân nói muốn nói. Lúc ấy Ngân Châu cảnh sát hỏi hắn có cái gì, hắn chỉ nói Trịnh Sở là bị oan uổng, chân chính độc thủ là cái kia kêu Trương Huyền, kế tiếp nói đều không muốn nhiều lời, hy vọng Ngân Châu cảnh sát có thể cho hắn cung cấp bảo hộ. Hắn câu nói kế tiếp mới nguyện ý nói tiếp, kết quả lúc này mới qua mấy cái giờ, liền chết ở quốc lộ bên trong rừng cây. Mọi người lại nhìn về phía cái kia video theo dõi, video chung vứt xác người, từ bối cảnh cùng trang phục thượng xem, cùng Trương Huyền giống nhau như đúc. Với đội trưởng chờ này đó Ngân Châu cảnh sát đem video cùng ảnh chụp xem xong sau, còn nói thêm, tới, cấp tỉnh thành cảnh sát nhóm nói, vừa rồi thẩm vấn chính là tình huống như thế nào. Tên kia hiệp cảnh thấy có hai vị lãnh đạo tọa trấn tại đây, một lòng buông xuống không ít, mở miệng nói, căn cứ vừa mới sở lục khẩu cung, nghi phạm Trương Huyền miệng xưng chính mình vào buổi chiều 6 giờ đến 9 giờ chi gian, với Tân Khải khách sạn cùng bằng hữu ăn cơm, bất qua chúng ta đều lấy Tân Khải khách sạn video theo dõi phát hiện, nghi phạm Trương Huyền ở thời gian kia điểm cũng không có xuất hiện ở Tân Khải khách sạn chung, mà bên cạnh video giám sát tỏ vẻ, vứt xác thời gian, là 7 giờ 40 phân. Cùng nghi phạm Trương Huyền hư báo lịch trình thời gian hoàn toàn ăn khớp. Đãi tên này hiệp cảnh nói xong, với đội nhìn về phía Ngân Châu tới cảnh sát, lớn tiếng mở miệng nói, chư vị cảnh sát, đều nghe được đi. Chứng cứ bãi ở trước mắt các ngươi, chúng ta chỉ là theo nếp làm công. Ngân Châu cảnh sát ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trên mặt toàn lộ ra một tia khó xử, liền hiện tại Lạc Hà cảnh sát sở lấy ra đồ vật tới giảng, vô luận từ cái nào phương hướng, liền đối Trương Huyền phi thường bất lợi. Nếu hiện tại đem người mang đi, việc này rất có thể sẽ làm đến phi thường đại. Như thế nào, chư vị, khí thế vội vàng giết đến chúng ta phân sở tới, không lời nào để nói. Với đội nhìn Ngân Châu tới cảnh sát, chuyện này, ta nhất định sẽ báo cấp mặt trên nghiêm tra. Với đội nói xong, nhìn về phía Tần Nhu, liếm liếm môi, cái này nữ, đi đầu nháo sự, bắt lại đi. Chương 455 ta làm chảo. Hiệp cảnh vừa nghe với đội nói, không có do dự. Lập tức chiều Tần Nhu chụp tới. Ở Tần Nhu tiến vào thời điểm, hắn đôi mắt liền không ngừng hướng Tần Nhu trên người ngó, như vậy cực phẩm mỹ nữ, thật là khó gặp a. Ở bắt người trong quá trình, có điểm tứ chi tiếp xúc cũng là khó tránh khỏi sao. Bắt người, ta xem ai dám chảo. Ngân Châu đi đầu cảnh sát hướng Tần Nhu trước người một chắn. Như thế nào, Ngân Châu cảnh sát có phải hay không so với chúng ta Lạc Hà cảnh sát quyền lực đại? Người đều đến chúng ta đồn công an nháo sự, còn không cho chúng ta bắt. Với đội cười nhạo một tiếng. Vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không nói gì Trương Huyền, giờ phút này vỗ vỗ trên người cho bụi, đứng lên, với đội đúng không? Như thế nào, người một cái tội phạm, còn muốn nói cái gì? Với đội nhìn về phía Trương Huyền, hôm nay chứng cứ, toàn bộ giả tạo hoàn thành, đêm nay là có thể đem hắn đưa vào đi. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta có phải hay không tội phạm, sau đó tự nhiên có thể định luận, chỉ là ta có hai cái kiến nghị cho ngươi. Nga, cái gì kiến nghị, với đội giống một cái người thắng, bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Trương Huyền vươn một ngón tay, đệ nhất, vĩnh viễn không cần tin tưởng một ít đại thiếu gia nói, bọn họ hứa hẹn chuyện của ngươi, 90% là làm không được. Ở Trương Huyền nói xong câu đó sau, với đội sắc mặt thực rõ ràng thay đổi một chút. Đệ nhị, Trương Huyền lại lần nữa vươn một ngón tay, về sau làm ngụy chứng thời điểm, muốn nhiều lưu ý một ít chi tiết. Trương Huyền lời này vừa ra, ở đây người đồng thời trong lòng giật mình. Với đội mày nhăn lại, người có ý tứ gì? Ta ý tứ thực hiển nhiên, các người giả tạo cái kia video chung, tuy rằng vứt xác người dáng người, ngoại hình, quần áo, cùng ta đều giống nhau như đúc, nhưng các người trước kia ở cảnh giáo đi học thời điểm, lão sư không dạy qua các ngươi nhiều chú ý chi tiết sao? Các người sở tìm người kia, sau cổ áo chỗ, có một đạo màu đen xăm mình. Trương Huyền nói đến này thời điểm. Dùng ngón tay chỉ chính mình tác dụng chậm, các ngươi chờ hạ có thể hay không nói, ta vì trốn tránh hiểm nghi, ở 7 giờ 40 phân tiến hành vứt xác sau, lại tìm người đem ta tác dụng chậm xăm mình tẩy rớt.
Ở đây mọi người, theo bản năng chiều tên kia Hiệp Cảnh di động nhìn lại. Hiệp Cảnh vội vàng đem điện thoại thu hồi tới. Thỉnh đem video cho ta xem một chút, chúng ta yêu cầu lại lần nữa xác nhận. Ngân Châu đi đầu cảnh sát mở miệng nói. Các ngươi nói xem liền xem, với đội đi đến Hiệp Cảnh trước người, đem Hiệp Cảnh che ở phía sau, ta nào biết các ngươi có phải hay không cố ý hủy hoại chứng cứ đâu. Ngân Châu dẫn đầu cảnh sát thấy ở đội kia bừa bãi bộ dáng, quát, các ngươi làm việc hoàn toàn không hợp quy củ, chuyện này, ta cần thiết hiện tại liền hướng các ngươi thượng cấp lãnh đạo phản ánh. Báo đi, với đội đôi tay ôm ngực, ta đảo muốn nhìn, chúng ta thượng cấp lãnh đạo có thể nói như thế nào ta. Với đội vừa dứt lời, phòng thẩm vấn trước cửa, lại lần nữa đi vào vài tên thân ảnh, những người này đều thân xuyên cảnh sát chế phục, là phía trước đi theo với đội cùng đi bắt người cảnh sát. Với đội vừa thấy bọn họ tiến vào, mày nhăn lại, ai cho các ngươi tiến vào, đi ra ngoài nhìn đi. Với đội, này, đi tuốt đàng trước mặt người nọ mặt lộ vẻ khó xử, nhìn nhìn phòng thẩm vấn ngoài cửa lớn. Điện thoại cố ý không tiếp, tự mình bắt người, các ngươi rốt cuộc, còn có hay không đem ta cái này cục trưởng để vào mắt a? Một đạo tràn ngập tức giận tiếng quát từ ngoài cửa truyền đến. Triệu cục bước đi tiến vào. Triệu cục, sao ngươi lại tới đây? Với đội ngoài ý muốn nhìn đột nhiên xuất hiện triệu cục trưởng. Triệu cục vẻ mặt tức giận, ta lại không tới, hôm nay đều phải cho ngươi đâm thủng. Lão công, ngươi thế nào? Triệu cục phía sau, Lâm Thanh Hạm vẻ mặt nôn nóng chạy chậm xuất hiện, đương Lâm Thanh Hạm nhìn đến đứng ở Trương Huyền bên cạnh Tần Nhu khi, trong ánh mắt quang mang hơi chút ảm đạm rồi một phen. Tại đây đồng thời, Tần Nhu cũng vừa lúc chiều Lâm Thanh Hạm xem ra. Lâm Thanh Hạm ở cùng Tần Nhu ánh mắt giao tiếp chung, lại là theo bản năng phát sinh một trận né tránh. Ta không có việc gì, Trương Huyền lắc lắc đầu, làm ngươi lo lắng. Tô Mật đi theo Lâm Thanh Hạm phía sau, nhìn trước mắt một màn, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, Tô gia tương lai gia chủ nam nhân, thế nhưng sẽ bị vài tên cảnh sát bức như vậy chật vật, quả thực là buồn cười. Triệu cục trưởng nhìn với đội, chất vấn nói, ai cho các ngươi đi Ngân Châu bắt người? Có hay không trải qua ta cho phép? Chuyện này vì cái gì không cho ta hội báo? Ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này cục trưởng? Triệu cục vấn đề, giống như Liên Châu pháo đạn giống nhau, hỏi với đội là á khẩu không trả lời được. Với đội đối mặt Ngân Châu cảnh sát khi, kiêu ngạo ương ngạnh, đó là bởi vì không ở một hệ thống, đại gia ai cũng quản không đến ai, nhưng hiện tại, đối mặt chính mình trực thuộc cấp trên, với đội là kiêu ngạo không đứng dậy. Chạy nhanh thả người, chuyện này, người cần thiết viết cái báo cáo cho ta. Triệu cục vung tay lên. Triệu cục. Người không thể phóng. Với đội vội vàng lắc đầu nói. Một bên Ngô Sở Trường cũng mở miệng, đúng vậy Triệu cục, người không thể phóng. Vì cái gì không thể phóng? Triệu cục mày gắt gao nhăn lại, như thế nào, ta cái này cục trưởng nói chuyện còn không dùng được. Không phải, với đội phất phất tay, đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Ngô Sở. Ngô Sở vội vàng nói, Triệu cục, hắn hiện tại cùng nhau mưu sát án có quan hệ, chúng ta còn không có thẩm xong đâu. Mưu sát án, liền tính là cùng mưu sát án có quan hệ, cũng không tới phiên các ngươi tới thẩm, nhân ra Ngân Châu cục cảnh sát đồng chí sẽ không thẩm sao. Mau, thả người, Triệu cục lại lần nữa nói. Ngô Sở đổ ở phòng thẩm vấn trước cửa, một cái kính lắc đầu, không thể phóng, thật sự không thể phóng, Triệu cục, người đã trảo lại đây, nên từ chúng ta tới thẩm. Triệu cục xuất hiện, là Ngô Sở cùng với đội trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Thị là ở Ngân Châu có năng lực. Nhưng như thế nào đều tìm không thấy Lạc Hà tới a, rốt cuộc, Lạc Hà là trình ra địa giới. Triệu cục vừa nghe Ngô Sở để bắt người sự, càng là giận sôi máu, bắt người. Ngươi còn có mặt mũi cho ta để bắt người. Ta hỏi ngươi, ai cho các ngươi quyền lợi, cho các ngươi đi Ngân Châu bắt người. Ta cấp, một đạo ngạo khí thanh âm, từ phòng thẩm vấn ngoài cửa truyền đến. Nguyên bản liền nhỏ hẹp phòng thẩm vấn, giờ phút này đã tễ đến tràn đầy đều là người. Triệu cục nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, hướng cửa nhìn lại, liền thấy, ba đạo tuổi trẻ thân ảnh, xuất hiện ở tầm mắt giữa. Kha, Kha thiếu gia, Trình tiểu thư, các ngươi như thế nào tới? Triệu cục vừa thấy đến Kha Bân cùng Trình Giai Hân, lập tức bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười. Trình Giai Hân, đó là Trình gia đại tiểu thư, Triệu cục thân là Lạc Hà cục cảnh sát cục trưởng, tự nhiên không có khả năng không quen biết, mà Kha Bân đâu, hắn cha nuôi. Chính là Ninh Tỉnh một tay, Tiếu Thăng. Hai người kia, mỗi một cái đều không phải hắn Triệu cục có thể chọc đến khởi. Triệu cục trưởng, nghe người ý tứ, ta liền không nên tới Lạc.
Kha Bân vẻ mặt cười lạnh nhìn Triệu Cục. Triệu Cục vội vàng xua tay, Kha thiếu, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Kha Bân hỏi, ta làm chảo người, người Triệu Cục hiện tại liền kêu làm thả. Ngươi đây là không đem ta Kha Bân để vào mắt. Chương 456 quỳ xuống. Triệu Cục hiện tại nhìn trước mắt Kha Bân ba người, trong lòng là phá lệ khó xử. Một bên, là Kha thiếu làm chảo người, Trình Giai Hân tiểu thư cũng cùng bọn họ ở bên nhau, bên kia, lại là Trình Thanh Trình thiếu ra làm phóng người, hai bên đắc tội bất luận cái gì một cái, hắn Triệu Cục đều chiếm không được hảo. Ngân Châu cảnh sát nhìn đến Trịnh Sở, trên mặt nghi hoặc, người này, không phải bị chúng ta áp giải đến đệ nhị trại tạm giam sao? Như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Lão tử không tội, ra tới sao? Trịnh Sở khinh thường nhìn mắt Ngân Châu cảnh sát, các ngươi chẳng lẽ không biết lão tử là bị vu hãm sao? Chân chính cưỡng gian chưa toại, là cái này họ Trương. Liên tính như thế, chúng ta mới là kinh làm đơn vị, ngươi chẳng sợ thật là vô tội phóng thích, cũng muốn trải qua chúng ta đơn vị phê duyệt mới được. Ngân Châu dẫn đầu tên kia cảnh sát hét lớn một tiếng, người này tự mình trốn ngục, đem hắn bắt lấy. Ta cha nuôi là Tiếu Thăng, ai dám động hắn? Kha Bân hướng Trịnh Sở trước người một chắn, lớn tiếng nói. Tiếu Thăng hai chữ, ở toàn bộ Ninh tỉnh chính giới, đó chính là uy hiếp lực, đường đường Ninh tỉnh một tay tên, không có người sẽ làm lơ, chẳng qua, loại này uy hiếp lực, hôm nay đối mặt Ngân Châu cảnh sát, vô dụng. Ngân Châu hôm nay xuất động cảnh sát, tất cả đều là Ngân Châu cục cảnh sát tinh anh, ra tới trước, cục trưởng giao đãi quá, nhất định phải đem Trương Huyền mang về. Cho dù là lại đại nhân vật khó xử, chỉ cần là Trương Huyền không phạm sai lầm, bọn họ không cần sợ hãi bất luận cái gì quyền thế. Ngân Châu cục cảnh sát cục trưởng nói ra những lời này thời điểm, kia tự tin là 10 phần, hắn đại khái, là hiện tại Ngân Châu nhất rõ ràng Trương Huyền có bao nhiêu đại năng lượng người. Lần trước một sự kiện, kinh thành nhất trung tâm kia nhóm người tự mình tới rồi, Ngân Châu cục cảnh sát cục trưởng có tự tin, chỉ cần chính mình đem Trương Huyền giữ gìn hảo. Chẳng sợ đắc tội lại đại quan, chính mình cũng tuyệt đối là chuyện gì đều không có, thậm chí còn khả năng được đến ngợi khen. Người cha nuôi là ai, cũng vô pháp giữ được một cái đào phạm. Ngân Châu dẫn đầu cảnh sát hét lớn một tiếng, bắt lấy Trịnh Sở. Chúng ta Trình gia muốn bảo người, các ngươi cũng dám động sao? Trình Giai Hân cũng vào giờ phút này đứng ở Trịnh Sở trước mặt, các ngươi dám động Trịnh Sở, chính là đụng đến ta Trình gia. Hiện tại giết người phạm Trương Huyền các ngươi không chảo. Tới bắt ta bằng hữu. Ai cho các ngươi lá gan? Thật lớn khẩu khí a. Tần Nhu đôi tay ôm ngực, các ngươi Trình gia, chính là như vậy tùy ý vụ oan giá họa. Tần Nhu nhìn Trình Giai Hân, có chút không rõ, lần trước ở Lạc Hà Trình gia những người đó đối đãi Trương Huyền đều là cung cung kính kính, không, không thể nói cung kính, là sợ hãi. Trình lão gia tử ở đối mặt Trương Huyền thời điểm, liền nói chuyện thanh âm cũng không dám phóng đại. Hiện tại vì cái gì lại đột nhiên đối Trương Huyền động thủ? Phụ oan giá họa, Trình Giai Hân nâng nâng mí mắt, ngươi nói là chính là đi, chúng ta Trình gia liền tính phụ oan các ngươi, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn dám cùng chúng ta Trình gia đối nghịch? Các ngươi Trình gia, Trương Huyền nhíu hạ mi, ngươi là đại biểu ngươi cá nhân, vẫn là toàn bộ Trình gia. Họ Trương, ngươi là ở cùng ta khôi hài sao? Trình Giai Hân giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn Trương Huyền, vẫn là ngươi cho rằng ta cấp Trình gia không làm chủ được. Trương Huyền gật gật đầu, ta liền nói Trịnh Sở như thế nào có thể ra tới, nguyên lai tất cả đều là Trình gia âm thầm dùng sức a. Trình Giai Hân đi phía trước đi rồi một bước, nhìn chằm chằm Trương Huyền, cắn răng nói, họ Trương, người phía trước dám cùng ta Trình Giai Hân đối nghịch, liền chú định không kết cục tốt. Kha Bân nhìn Ngân Châu dẫn đầu cảnh sát, thế nào, người hiện tại còn dám bắt người sao? Một cái Tiếu Thăng, một cái Trình gia. Tới tiền nhiệm gì một người đứng ở chỗ này, cục cảnh sát trường đều đến run. Ngân Châu tới cảnh sát cắn chặt răng, chảo, các ngươi hiện tại muốn che chở Trịnh Sở, vậy lấy cùng phạm tội xử lý, tất cả đều bắt lại. Ta là Trình gia người, các ngươi ai dám bắt ta? Trình Giai Hân đôi tay chống nạnh, ai hôm nay muốn đụng đến ta một cây đầu ngón tay, các ngươi trên người tầng này ra, liền chờ bị bái đi. Trình Giai Hân lời này vừa ra, phòng thẩm vấn ngoại. Liền vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm. Trình gia phạm nhân pháp, nên chảo vẫn là đến chảo. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Trình Giai Hân sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Trình Thanh mang theo Trình lão gia tử, còn có Ninh tỉnh chính giới một tay Thiếu Thăng, đi đến. Gia gia, sao ngươi lại tới đây? Bọn họ muốn bắt ta, ngươi như thế nào còn giúp bọn họ nói chuyện?
Trình Giai Hân vẻ mặt ủy khuất. Cha nuôi, Kha Bân nhìn thấy Tiếu Thăng, cũng vội vàng hô một tiếng. Trình Gia Gia hảo, Tiếu Thúc hảo, Trịnh Sở cũng vội vàng gật đầu. Ngô Sở Trường cùng với đội vừa thấy Trình Lão Gia Tử, trên mặt lộ ra vui sướng, hôm nay sự, là Trình Gia người làm, này Trình Lão Gia Tử tới, xem Ngân Châu những người này còn như thế nào kiêu ngạo, tất cả đều đến kẹp chặt cái đuôi cút đi. Trình Lão Gia Tử bước đi đến Trình Giai Hân trước mặt. Gia Gia, ngươi nhưng đến cho ta làm chủ a. Trình Giai Hân bĩu môi, trong mắt nước mắt lưng tròng. Trình Lão Gia Tử nhìn Trình Giai Hân bộ dáng, giơ lên tay phải, theo sau hung hăng huy hạ. Bang một tiếng giòn vang, Trình Lão Gia Tử một cái tát, thật mạnh trừ ở Trình Giai Hân trên mặt. Trình Giai Hân mặt trắng nõn gương mặt, xuất hiện đỏ bừng năm ngón tay ấn. Trình Giai Hân vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chính mình Gia Gia, chậm rãi vươn tay, sờ lên chính mình gương mặt, có điểm không thể tin được. Kha Bân, ngươi cho ta quỳ xuống. Tiếu Thăng đi lên trước tới, hét lớn một tiếng. Nghe được Tiếu Thăng tiếng quát, Kha Bân cơ hồ không có do dự, theo bản năng liền hai đầu gối một loan, quỳ trên mặt đất, thẳng đến quỳ xuống, Kha Bân mới dám mở miệng dò hỏi, cha nuôi, ta không rõ. Không rõ, Tiếu Thăng hừ lạnh một tiếng, duỗi tay chỉ vào Trịnh Sở, người này, bị giam giữ ở đệ nhị trại tạm giam, ai làm ngươi lấy danh nghĩa của ta đem hắn thả ra. Hiện tại hắn chính là cái đào phạm, ngươi thế nhưng cùng một cái đào phạm trà trộn đến cùng nhau. Đứng ở một bên Trịnh Sở, vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc một mảnh tái nhợt. Kha Bân thân thể chấn động, không rõ chính mình cha nuôi vì cái gì sẽ phát lớn như vậy tính tình, cha nuôi, ta chỉ là. Ngươi chỉ là cái gì? Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay xông bao lớn hỏa. Tiếu Thăng quát lên, khí cả người đều ở phát run. Trương Huyền có bao nhiêu lợi hại, hắn là kiến thức quá, cũng nghe nói qua, Ninh xông dài bởi vì chính mình nhi tử Ninh một vòng, đắc tội vị này. Trực tiếp xuống ngựa. Lão Gia Tử biết việc này sau, liền hỏi cũng không dám hỏi đến một chút. Này đến bao lớn quyền thế? Trình Lão Gia Tử cùng Tiếu Thăng giáo huấn xong vãn bối sau, trước tiên liền đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Trương tiểu huynh đệ, lần này sự, là ta quản giáo vô phương. Trình Lão Gia Tử bồi vẻ mặt cười nịnh. Liền ở vừa mới, Trình Thanh ở đệ nhị trại tạm giam nghe được, Trịnh Sở là bị Tiếu Thăng thả sau, trước tiên liền cùng chính mình Gia Gia liên hệ. Trình Lão Gia Tử nghe xong sự tình tiền căn hậu quả, không hề nghĩ ngợi liền đem Tiếu Thăng gọi tới. Kha Bân cùng Trình Giai Hân nghe được Trình Lão Gia Tử đối Trương Huyền xưng hô, đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt mang theo không thể tin tưởng, đây là, ngang hàng luận giao. Trương Huyền đứng ở nơi đó, lắc lư một chút thủ đoạn, mở miệng nói, người lần trước không phải cho ta nói, người biết nên như thế nào quản giáo hậu bối sao. Chương 457 lại giúp người giáo huấn một lần. Phía trước ở Lạc Hà Trình Trang, Trương Huyền làm trò như vậy nhiều khách khứa mặt, lớn tiếng chất vấn Trình Lão Gia Tử có biết hay không như thế nào quản giáo hậu bối, cùng ngày, Trình Gia cũng là mặt mũi quét rác, hoàn toàn chịu thua. Nhưng thời gian này còn không có qua đi bao lâu, lại một người Trình Gia vãn bối, đắc tội Trương Huyền. Trình Giai Hân vừa mới xuất ngoại trở về, đối Trình Gia rất nhiều chuyện đều không hiểu biết, lần trước phát sinh ở Trình Gia Trang viên sự, nàng cũng tất cả đều không biết. Hiện tại Trương Huyền lại hỏi Trình Lão Gia Tử, hiểu hay không như thế nào quản giáo vãn bối. Trình Lão Gia Tử nhìn Trương Huyền trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì đó. Trương Huyền nhìn mắt Tiếu Thăng, nhàn nhạt mở miệng nói, có một số người, ở trên vị trí của mình ngồi không tốt, vậy đi địa phương khác ngồi ngồi. Tiếu Thăng vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệch, hắn oán hận trừng mắt nhìn mắt Kha Bân, chính mình cũng thật chính là bị hại thảm a. Đêm nay qua đi, chính mình vị trí này, rất có thể là thật sự ngồi không yên. Trương Huyền đi phía trước đi rồi hai bước, vỗ vỗ Trình Lão Gia Tử bả vai, lúc này đây, ta lại cuối cùng giúp ngươi giáo dục một lần nhà ngươi vãn bối, nếu còn có lần sau nói, khả năng liền không phải nhà ngươi vãn bối có vấn đề, mà là ngươi người này, có vấn đề. Trình Lão Gia Tử trong ánh mắt có chứa một tia hoảng sợ nhìn Trương Huyền. Trương Huyền duỗi tay, ở Trình Lão Gia Tử trước mặt búng tay một cái. Tại đây vang chỉ thanh lạc đồng thời, một đạo thật lớn tiếng nổ mạnh, từ đồn công an ngoại vang lên. Theo này tiếng nổ mạnh vang lên, mọi người cảm giác dưới chân đều ở chấn động. Một trận khói trắng, tự phòng thẩm vấn trước cửa toát ra, cơ hồ ở hai giây nội, liền trải rộng toàn bộ phòng thẩm vấn, làm mọi người thấy không rõ trước mắt. Này khói trắng tới mau, đi cũng mau, 5 giây sau, khói trắng tan đi,
mọi người mới có thể thấy rõ trước mắt cảnh tượng. Đường khói trắng tan đi sau, Trình lão gia tử trước tiên liền phát hiện, Trình Giai Hân cùng Kha Bân, không thấy. Bao gồm Trịnh Sở, cũng biến mất ở phòng thẩm vấn chung. Trương Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hướng Ngân Châu cục cảnh sát dẫn đầu cảnh sát hô, mau, kia đào phạm Trịnh Sở chạy, bao gồm hai cái tổng phạm, cũng chạy. Chào trở về. Ngân Châu vài tên cảnh sát vừa nghe, lập tức chiều phòng thẩm vấn ngoại đuổi theo. Trương Huyền giống như biến sắc mặt giống nhau, đang nói xong câu nói kia sau, một lần nữa lộ ra một bộ tươi cười, nhìn về phía kia với đội cùng Ngô Sở, hai vị, nếu không có gì chứng cứ khống cáo ta mưu sát, ta hẳn là có thể đi rồi đi. Với đội cùng Ngô Sở, hung hăng nuốt khẩu nước bọt, lần này sự, vốn dĩ chính là bọn họ chịu Kha Bân cùng Trình Giai Hân sai xử, hiện tại này hai người đều chạy, bọn họ tự nhiên không có khả năng lại mạnh mẽ xuất đầu. Có thể, có thể. Ngô Sở liên tục gật đầu. Cảm ơn, Trương Huyền hướng hai người cười một chút, đi ra phòng thẩm vấn. Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu, cũng đi theo Trương Huyền phía sau, đi ra ngoài. Vừa ra phòng thẩm vấn, mọi người liền nhìn đến, vừa mới đuổi theo ra đi Ngân Châu cảnh sát, tất cả đều vây quanh ở này quốc lộ phân sở trước cửa. Như thế nào, không đuổi theo người, tại đây đứng ở làm gì? Trương Huyền dò hỏi một tiếng. Trương Tiên Sinh, Đào Phạm, quăng ngã. Ngã chết, Ngân Châu tên kia dẫn đầu cảnh sát xoay người, ngữ khí có chút nói lắp nói. Ngã chết, kia thật là quá đáng tiếc, tuy rằng là đào phạm đi, nhưng nói như thế nào cũng là ba điều mạng người a. Trương Huyền đầy mặt tiếc nuối lắc lắc đầu, xem cũng chưa trông cửa khẩu một chút, phảng phất đã sớm biết giống nhau. Trình lão gia tử đi ra phòng thẩm vấn, nghe được kia vài tên Ngân Châu cảnh sát nói, lại nhìn đến Trương Huyền thái độ, lấy hắn lịch duyệt, sao có thể liên tưởng không đến cái gì. Ngân Châu một chúng cảnh sát xoay người, nhìn đến Trình lão gia tử sau, chậm rãi dịch khai một cái nói, làm Trình lão gia tử có thể nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Vừa mới bởi vì một cổ khói trắng biến mất ở phòng thẩm vấn Trình Giai Hân ba người, giờ phút này tất cả đều ghé vào phân sở trước cửa, vết máu lưu đầy đất đều là, ở ba người cái chán chỗ, tất cả đều dựng một khối bén nhọn cục đá, ba người chính là khái tại đây trên tảng đá. Trình lão gia tử chậm rãi nhắm mắt lại. Một hàng đục nước mắt từ hốc mắt giữa dòng ra, thanh âm run rẩy mở miệng, làm người lại đây, nhặt xác đi. Về ba người là chạy trốn ngã chết chuyện này, Trình lão gia tử căn bản là không có đi hướng phương diện này tưởng, cho nên hắn liền kêu xe cứu thương mấy chữ này cũng chưa nói ra, có người muốn chính mình này cháu gái chết, ai đều cứu không sống. Đang nói ra nhặt xác đi này ba chữ sau, Trình lão gia tử cả người, phảng phất lập tức già nua mười mấy tuổi, nguyên bản đi đường còn có loại long hành hổ bộ cảm giác. Nhưng hiện tại, lại là run run rẩy rẩy, ngay cả đều đứng không vững. Tiếu Thăng nhìn ghé vào nơi đó Kha Bân thi thể, trong lòng chua xót, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chính mình con nuôi a. Được rồi, nếu không có việc gì, ta cũng liền đi rồi. Trương Huyền đi đến trước cửa, hướng Ngân Châu tới vài tên cảnh sát nói, lần này thật là phiền toái các ngươi chạy một chuyến, lần này sự, cùng các ngươi cục trưởng nói tiếng, ta nhớ kỹ. Trương Tiên Sinh. Này vốn chính là chúng ta nên làm, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Vài tên cảnh sát nói một tiếng, cùng Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu chào hỏi, lái xe rời đi. Trương Huyền xoay người, nhìn đứng ở chính mình phía sau hai nữ nhân, một cái Tần Nhu, một cái Lâm Thanh Hạm. Lão bà, ngươi là như thế nào biết ta tại đây? Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm hỏi. Nhìn thấy Trương Huyền trước cùng Lâm Thanh Hạm nói chuyện, Tần Nhu trên mặt, lộ ra một cổ nồng đậm mất mát. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp thượng, còn lại là có chút tiểu kinh hỉ cảm giác, bất quá này tiểu kinh hỉ cũng liền một cái chớp mắt lướt qua, là Tần Tổng nói cho ta ngươi ở chỗ này, lần này sự, ít nhiều Tần Nhu. Trương Huyền đem ánh mắt phóng tới Tần Nhu trên người, Tần Nhu không để bụng vẫy vẫy tay, bài trừ một cái tươi cười, mọi người đều là bằng hữu, còn nói nhiều như vậy làm gì, việc này nói đến cùng, vẫn là bởi vì lần trước Trương Huyền đã cứu ta sao, được rồi, Trương Huyền, nếu ngươi không có việc gì. Liền mau cùng lão bà ngươi trở về đi, lão bà ngươi trước tiên liền chạy đến Lạc Hà, cũng là lo lắng hỏng rồi. Tần Nhu nói, hướng Trương Huyền phất phất tay, đi ra phân sở đại môn, ngồi vào chính mình kia chiếc bảo mã BMW, mặt trên, xử cách nơi này. Chúng ta cũng đi thôi, lão bà. Trương Huyền nhìn ra tới Lâm Thanh Hạm cảm xúc không đúng, đi lên trước, giữ chặt Lâm Thanh Hạm tay nhỏ. Lâm Thanh Hạm nhấp nhấp môi, đi thôi, về nhà. Đương Trương Huyền đám người rời đi nửa giờ sau, số chiếc xe cứu thương chạy đến phân sở trước cửa, đem nằm trên mặt đất ba người nâng lên xe.
Trình lão gia tử nhìn tam chiếc xe cứu thương xử xa, nhắm mắt lại, hướng bên cạnh Trình Thanh nói, thông chi đi xuống, từ hôm nay trở đi, Trình gia mọi người, không được gây chuyện, không được trương dương. Minh bạch, Trình Thanh gật đầu, kia ra ra, chúng ta hiện tại. Trở về đi, Trình lão gia tử thở dài, ngồi trên xe. Chờ Trình lão gia tử đám người vừa ly khai này phân sở mười mấy mét, một trận mãnh liệt khí lãng, từ bọn họ sở ngồi xe phía sau thổi quét mà đến, ánh lửa tận trời, ở ánh lửa sau, mấy người nghe được một tiếng vang lớn. Quay đầu nhìn lại, với đội cùng Ngô sở xe, ở cùng thời gian đã xảy ra nổ mạnh, kia hai người, còn ở bên trong xe ngồi. Chương 458 đối hắn là chuyện tốt. Hồi Ngân Châu trên đường, Tô Mật đảm đương tài xế nhân vật, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm ngồi ở ghế sau. Trương Huyền phát hiện, Lâm Thanh Hạm này dọc theo đường đi đều có vẻ tâm sự nặng nề. Lão bà, người làm sao vậy? Trương Huyền lo lắng hỏi. À, Lâm Thanh Hạm như là đã chịu kinh hách giống nhau, theo sau vội vàng lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì à. Trương Huyền cổ quái nhìn Lâm Thanh Hạm, sao có thể là không có việc gì bộ dáng, chỉ là Lâm Thanh Hạm không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Trở về đến nhà thời điểm, đã là đêm khuya, mấy người rửa mặt một phen, liền sớm nghỉ ngơi. Trương Huyền nằm ở trên giường, hồi tưởng Lâm Thanh Hạm biểu hiện ra bộ dáng, cảm giác Lâm Thanh Hạm có thực trọng tâm sự. Đưa điện thoại di động ném ở một bên, Trương Huyền nhắm hai mắt, buồn ngủ dần dần đánh úp lại, liền ở Trương Huyền lập tức muốn ngủ thời điểm, di động đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Trương Huyền thuận tay lấy qua di động, nhìn đến một cái bạch chỉ phát tới tin tức. Lão đại, đồ vật nghiên cứu ra tới, có đột phá tính tiến triển, người khả năng muốn đích thân tới một chuyến thành phố núi. Trương Huyền trầm ngâm vài giây, cấp bạch chỉ trở về cái tin tức qua đi. Cho ta định nhất ban ngày mai đi thành phố núi vé máy bay. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Huyền sớm rời giường, chuẩn bị tốt bữa sáng sau, chờ đợi Lâm Thanh Hạm. Lão bà, ăn bữa sáng. Trương Huyền ở nhìn đến Lâm Thanh Hạm từ phòng ngủ ra tới sau, tiếp đón một tiếng. Ân, Lâm Thanh Hạm gật đầu, cả người đều có vẻ thực mất tự nhiên ngồi vào trên bàn cơm, theo sau ánh mắt có chút dại ra ăn bữa sáng. Lão bà, người thật sự không có việc gì đi. Trương Huyền duỗi tay ở Lâm Thanh Hạm trước mắt vẫy vẫy. Lâm Thanh Hạm như cũ ngồi ở kia, như là không nhìn thấy giống nhau. Lão bà, Trương Huyền lại lần nữa phất tay. À, làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm cả người đột nhiên chấn động. Trương Huyền nhíu nhíu mày, trầm mặc vài giây sau, lắc lắc đầu, không có việc gì, ta liền cho ngươi nói hạ, ta hôm nay có chút việc, muốn đi tranh thành phố núi, khả năng muốn mấy ngày mới có thể trở về. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, nga, hảo, ngươi đi đi, vài giờ phi cơ. 10 giờ rưỡi, ta cơm nước xong liền phải đi sân bay. Ân, chú ý an toàn. Bữa sáng qua đi, Trương Huyền thu thập hạ chén đũa, rời đi ra môn. Lâm Thanh Hạm nhìn đình viện đại môn phương hướng, ngơ ngác ngây người. Lâm tiểu thư, ngươi còn đang suy nghĩ đêm qua kia sự kiện sao? Tô Mật đứng ở Lâm Thanh Hạm phía sau, kỳ thật, ngươi không cần có quá nhiều tự trách ý tưởng, chuyện này đối Trương tiên sinh tới nói, là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt, Lâm Thanh Hạm mặt mang nghi hoặc xoay người. Tô Mật gật gật đầu, không tồi, là chuyện tốt, Lâm tiểu thư, ngươi tương lai muốn kế thừa Lâm gia gia chủ vị trí, đây là lão gia tử trước khi đi lưu lại di nguyện, cũng là ngươi sinh ra đã có sẵn sứ mệnh, ngươi biết, vì cái gì cổ võ thế gia vẫn luôn không bị người ngoài biết sao. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu. Tô Mật mở miệng nói, cơ hồ 100% cổ võ thế gia, đều sẽ lựa chọn liên hôn, đệ nhất là vì bảo trì cổ võ thế gia ẩn nấp tính, đệ nhị, cũng là vì một nửa kia cường đại, Lâm tiểu thư, ngươi phải biết rằng, cổ võ thế gia, cùng người thường không giống nhau, ngươi về sau muốn tiếp xúc, là thế giới ngầm, ngươi một nửa kia nếu quá yếu ớt nói, sẽ trở thành ngươi nhất trí mạng điểm, ta thừa nhận, Trương tiên sinh ở sinh ý thượng rất có bản lĩnh, nhưng sinh ý làm được lại đại, phóng tới thế giới ngầm chung. Cũng cái gì đều không tính, chỉ cần hai ngươi như cũ ở bên nhau, chỉ cần ngươi là Tô gia người, về sau chuyện như vậy, Trương tiên sinh sẽ đụng tới rất nhiều, địch nhân cũng sẽ càng cường đại hơn. Hắn ngày hôm qua trải qua, bất quá là trước tiên thích ứng mà thôi. Lâm Thanh Hạm nghe Tô Mật nói, hít sâu một hơi, người phía trước vẫn luôn nói thế giới ngầm, rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Tô Mật trong mắt hiện lên ngưng trọng thần sắc, một người ăn người địa phương, nơi đó thực lực phi tôn, tiền ở nơi đó, cái gì đều không tính, lại có tiền người, đắc tội thế giới ngầm cường giả, cũng sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày,
thời khắc vì chính mình tánh mạng lo lắng, lập tức liền đến thế giới ngầm đại hội, Lâm tiểu thư, đến lúc đó ngươi làm Tô gia người thừa kế, là muốn tham dự. Lâm Thanh Hạm lại hỏi, kia Tô gia, dưới mặt đất thế giới, có cái dạng gì địa vị? Tô Mật cười khổ một chút, lắc lắc đầu, đặt ở Hoa Hạ cổ võ thế gia chung, Tô gia còn tính rất có địa vị, nhưng phóng tới toàn bộ thế giới ngầm, Tô gia chỉ có thể tính trung hạ tầng, cho dù là Hoa Hạ đệ nhất cổ võ thế gia Cơ gia, cũng chỉ có thể xếp hạng trung thượng. Lâm Thanh Hạm kinh ngạc một chút, Hoa Hạ cổ võ thế gia mạnh nhất Cơ gia, cũng chỉ có thể bài trung thượng. Kia đứng đầu thế lực, là cái nào quốc gia? Đều không phải là bất luận cái gì một quốc gia. Tô Mật trả lời nói, không có bất luận cái gì một quốc gia, có thể nói chiếm cứ ngầm thế lực đứng đầu vị trí, kia thế lực cường đại nhất, thuộc về một cái tự do tổ chức, gọi là Quang Minh Đảo. Quang Minh Đảo, Lâm Thanh Hạm lẩm bẩm tên này, đó là một chỗ sao? Đúng vậy, Tô Mật gật đầu, một tòa phiêu phù ở vùng biển quốc tế thượng đảo nhỏ, này lực lượng quân sự, muốn viễn siêu trên thế giới bất luận cái gì một quốc gia, tục truyền, trên đảo người, cực đoan tà ác, tất cả đều là giết người không chớp mắt ác ma, mỗi năm chết ở Quang Minh Đảo trong tay người, tuyệt đối ở năm vị số trở lên, Quang Minh Đảo lãnh tụ, lại bị xưng là địa ngục quân vương, dùng Hoa Hạ ngữ tới giảng, chính là Sa Tăng. Lâm Thanh Hạm thân thể chấn động. Liền nàng hiện tại sở tiếp xúc xã hội tới nói, ngày thường nếu có cùng nhau mưu sát án, đó chính là trọng bàng tin tức, nhưng này đặt ở thế giới ngầm chung, giống như thực thường thấy giống nhau, nghe thấy Tô Mật theo như lời, kia Quang Minh Đảo, liền mang cho Lâm Thanh Hạ một loại cực đại sợ hãi cảm, địa ngục quân vương, Sa Tăng. Mỗi năm Quang giết người, liền ở năm vị số trở lên, kia tòa đảo, sẽ là bộ dáng gì? Lâm Thanh Hạm trong đầu, không khỏi hiện lên thổ địa đen nhánh. Mỗi người trên người tắm máu một màn. Tô Mật đi lên trước tới, bắt lấy Lâm Thanh Hạm cánh tay, Lâm tiểu thư, cho nên ta nói, tối hôm qua sự, đối Trương tiên sinh tới nói, là chuyện tốt, hắn chỉ là trước tiên thích ứng vật như vậy mà thôi, một khi tiếp xúc thế giới ngầm, địch nhân thủ đoạn, sẽ so ngày hôm qua những cái đó cảnh sát muốn tàn nhẫn rất nhiều, giống như là ngày hôm qua cái loại này tình huống, nếu Trương tiên sinh là bị thế giới ngầm người mang đi, hắn tuyệt đối vô pháp chống được chúng ta đi cứu hắn. Lâm Thanh Hạm trong lòng nổi lên chua xót, nàng không nghĩ tới, chính mình tồn tại, thế nhưng sẽ cho Trương Huyền mang đến nhiều như vậy tai họa ngầm, là, Trương Huyền là lợi hại, hắn thân thủ cũng không tồi, ở hàng thị đánh giá trung tâm đạt tới lương một năm thượng trăm triệu bình chắc kết quả, nhưng này muốn đặt ở Tô Mật trong miệng thế giới ngầm, lại tính cái gì? Ngươi nói, Lâm Thanh Hạm ánh mắt nhìn ngoài phòng, trong miệng lẩm bẩm, ta cùng hắn ở bên nhau, có phải hay không tương đương hại hắn? Là... Lâm Thanh Hạm lời này vừa ra, Tô Mật liền chém đinh chặt sắt trả lời nói, Trương tiên sinh không thuộc về thế giới ngầm, đó là hắn sở vô pháp tiếp xúc đến địa phương, hắn không có hậu trường, không có chính mình thế lực, đặt ở thế giới ngầm chung, giống như con kiến nhỏ yếu, một khi Lâm tiểu thư ngươi tiếp nhận chức vụ Tô gia gia chủ, muốn đối phó Tô gia người, đều sẽ đem Trương tiên sinh coi như đột phá khẩu. Chương 459 so hỏa tinh còn đại. Buổi sáng 10 giờ. Lâm Thanh Hạm ngồi ở chính mình văn phòng chung, trước mặt một sấp sấp văn kiện, nàng cũng không tâm đi xem, liền như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ này, đã liên tục suốt một giờ. Tô Mật nói, không gián đoạn vang ở Lâm Thanh Hạm trong óc. Thế giới ngầm, cường đại địch nhân, tàn nhẫn thủ đoạn, cùng với Trương Huyền khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Lâm Thanh Hạm thừa nhận, lúc trước cái kia nói chuyện không đâu nam nhân, sớm đã chiếm cứ chính mình nội tâm, chẳng sợ hai người hiện tại chỉ có phu thê chi danh. Cũng không có phu thê chi thật, nhưng nàng ở trong lòng, sớm đã đem Trương Huyền coi như chính mình nửa đời sau bạn lữ. Nhưng hiện tại, Tô Mật nói, chính mình Tô gia tương lai gia chủ thân phận, đều như là một cái búa tạ, đem Lâm Thanh Hạm gõ tỉnh. Tương lai, không phải chính mình dự đoán như vậy, Trương Huyền nếu tiếp tục cùng chính mình ở bên nhau, tương lai hắn, gặp mặt Lâm vô số nguy hiểm, vốn nên không thuộc về hắn nguy hiểm. Lâm Thanh Hạm sớm nhất là khinh thường Trương Huyền, hiện tại nàng thừa nhận. Trương Huyền thực ưu tú đến chính mình đều cảm thấy hay không có thể xứng đôi hắn trình độ, hắn có tài hoa, hắn có tương lai, không nên liền như vậy hủy ở chính mình trong tay. Lâm Thanh Hạm tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm thế giới ngầm rốt cuộc là cái thế nào địa phương, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đi liên tưởng, Lâm Thanh Hạm thậm chí đều có thể nghĩ đến, thực sự có nào một ngày, Trương Huyền bởi vì chính mình đã chịu thế giới ngầm hãm hại, nhìn người nam nhân này ngã vào chính mình trước mặt một màn. Chính mình sẽ thế nào, đại khái, sẽ điên rồi đi. Lâm Thanh Hạm lấy ra di động chung, có một chương nàng cùng Trương Huyền chụp ảnh chung,
nhìn cái kia đứng ở chính mình trước người, như kiên tuẫn nam nhân, Lâm Thanh Hạm hốc mắt dần dần trở nên ướt át lên. Khả năng, người chung quy không thuộc về ta, hay ta tương ngộ, chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi, còn có người khác ái ngươi, nàng so với ta càng muốn để ý ngươi cảm thụ, càng thêm có thể chiếu cố ngươi, ngươi có càng rộng lớn không chung, ta không nên đem ngươi trói chặt ở ta trên người. Lâm Thanh Hạm ấn diệt màn hình di động, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, đi đến làm công ty trước cửa, mở cửa ra. Lâm Tổng, người muốn đi ra ngoài sao? Bí thư Lý Na hỏi. Giúp ta hẹn trước Hạ Hằng Viễn Tần Tổng, liền nói ta có việc muốn tìm nàng tâm sự. Lâm Thanh Hạm nói xong, trầm mặc 2 giây, tư nhân sự. Hảo, Lý Na gật đầu. Giữa trưa 12 giờ rưỡi, một trận tử Ngân Châu cất cánh máy bay hành khách, với thành phố núi rớt xuống. Thành phố núi, được xưng một cái có thể đem hướng dẫn đều làm điên thành thị, ngươi nhìn như chính mình đứng ở trên đất bằng, phía trước là điều rộng lớn đường cái, trên thực tế, ngươi đang đứng ở 9 tầng lâu tầng cao nhất. Trương Huyền không ngừng một lần đã tới thành phố núi, trước kia liền thường xuyên sẽ mãn hoa hạ chạy, phàm là hắn đi qua địa phương, đều có thể đem con đường chặt chẽ nhớ kỹ. Trương Huyền nhìn mắt di động thượng bạch chỉ cho chính mình phát địa chỉ, đánh chiếc xe, tìm qua đi. Đây là một nhà tư nhân nghiên cứu khoa học trung tâm, chiếm địa diện tích không lớn, cũng liền 300 nhiều bình phương, cùng bình thường nghiên cứu khoa học trung tâm so sánh với, có thể nói thượng là nhỏ hẹp, nhưng phải có chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu nhìn đến này tư nhân nghiên cứu trung tâm thiết bị, nhất định sẽ kinh rất trong mắt, mỗi một khoản thiết bị, đều là toàn cầu đứng đầu, thậm chí một ít toàn cầu chỉ có một bộ, đều bãi tại nơi này. Một người nhìn qua không đến 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ, chính ăn mặc áo blau trắng. Không ngừng ở này đó thiết bị chi gian qua lại xuyên qua, mà có chút lớn tuổi nhân viên nghiên cứu, giờ phút này liền cùng cái học sinh giống nhau, dùng một loại ham học hỏi ánh mắt, nhìn thiếu nữ động tác. Lăng cái gì lăng, liền các ngươi như vậy trả lại cho ta đương trợ thủ. Không biết hiện tại nên làm gì sao, thiếu nữ thường thường quát lớn một tiếng, những cái đó lớn tuổi nhân viên nghiên cứu lập tức động đứng dậy tới, so với thiếu nữ ăn xài phung phí động tác, này đó nhân viên nghiên cứu liền có vẻ cẩn thận rất nhiều. Ở một đống nghiên cứu thiết bị bên cạnh, một người diện mạo soái khí thanh niên, chính nhàn nhã nằm ở một trương mộc chất trên ghế nằm mặt, hưởng thụ một ly ướp lạnh dưa hấu nước. Ngu ngốc, lão đại khi nào tới a, ta đã có chút chờ không vội. Thiếu nữ đi đến thanh niên trước người, dùng sức ở thanh niên cẳng chân thượng đá một chân. Này thiếu nữ, đúng là tương lai. Còn nằm ở kia bạch trì nhe răng, ngươi nhà đầu này, ta sao nói cũng so ngươi hơn mấy tuổi. Nhà ngươi kia đại ca thấy ta đều đến cong cái eo, ngươi liền như vậy xưng hô ta. Được, hoặc là ngươi muốn cho ta kêu ngươi kêu cái gì? Kêu ngươi bạch tương đương ca tương đương ca tương đương được không? Tương lai đang nói ra bạch ca ca ba chữ thời điểm, cố ý phát ra thực đà cái loại này thanh âm. Bạch trì không khỏi dùng mình một cái, trên mặt một trận ác hàn, tính, tùy ngươi thích đi, tưởng như thế nào kêu như thế nào kêu. Tương lai hì hì cười, lão đại gì thời điểm tới a? Bạch trì nhìn mắt trên cổ tay Patek Philippe định chế khoản, hẳn là liền đến đi, cái này điểm sớm xuống phi cơ. Bạch trì vừa dứt lời, liền nghe phòng thí nghiệm ngoại chuyện tới một đạo thanh âm. Nhà đầu, người cứ như vậy cấp tìm ta, là lại chuẩn bị lấy ta làm thực nghiệm. Trương Huyền đôi tay cắm ở túi quần, chiều phòng thí nghiệm bên này đi tới. Oa, lão đại, ta muốn chết ngươi lạp. Tương lai vừa thấy Trương Huyền, liền hai mắt mạo quang chiều Trương Huyền đánh tới. Đến Trương Huyền trước mặt, bắt lấy Trương Huyền cánh tay, lão đại, mau tới, có tân phát hiện. Trương Huyền trên mặt hiện lên một mặt cười khổ, tùy ý tương lai lôi kéo hắn. Bạch trì quơ quơ đầu, than một tiếng, lão đại, liền dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, hôm nay ngươi lại đến chịu khổ. Ngươi cái ngu ngốc, hiểu hay không a? Tương lai hướng bạch trì trợn trắng mắt, này cái gì kêu chịu khổ? Lão đại là vì khoa học phụng hiến. Bạch trì bĩu môi, không nói gì. Trước kia, tương lai làm rất nhiều thực nghiệm, đều là người bình thường thừa nhận không được, tất cả đều muốn bắt Trương Huyền đảm đương thí nghiệm phẩm. Ở lần lượt thực nghiệm chung, Trương Huyền có đôi khi thật cảm giác, chính mình có thể sống sót, đều phải cảm tạ tương lai không giết tri ân. Phòng thí nghiệm nhất trung tâm, có một đài thiết bị thượng kéo dài ra một con cánh tay máy cánh tay trung cầm một khối nho nhỏ hình vuông tinh thể. Ở tinh thể bên, hình chiếu ra rậm rạp phức tạp số liệu. Nguyên bản nhảy nhót tương lai, ở đi vào này đài thiết bị bên cạnh khi, có vẻ ổn trọng không ít. Lão đại, người này khối tinh thể, rốt cuộc là từ đâu tới? Tương lai vẻ mặt chính xác hỏi.
một cục đá cắt ra tới. Trương Huyền trả lời, ta lúc ấy cảm giác cùng hỏa tinh không sai biệt lắm, có cái gì phát hiện sao? Ân, Tương Lai dùng sức gật gật đầu, lão đại, này khối tinh thể, thật là giống như hỏa tinh giống nhau năng lượng thể, chẳng qua, hỏa tinh nội ẩn chứa năng lượng càng thêm cuồng bạo, mà này khối tinh thể, muốn nhu hòa không ít, hơn nữa, này khối tinh thể ẩn chứa năng lượng, so hỏa tinh còn muốn đại. So hỏa tinh còn đại, Bạch Chỉ ở một bên nghe được, kinh ngạc cảm thán một tiếng. Phải biết rằng, một khối hỏa tinh ẩn chứa năng lượng, là có thể so với một cái nhà máy năng lượng nguyên tử, như vậy một tiểu khối tinh thể, thế nhưng so hỏa tinh ẩn chứa năng lượng còn đại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 460 thực nghiệm. Bạch Trì lại xem này khối màu trắng tinh thể thời điểm, trong lòng có điểm e ngại, hồi tưởng chính mình ngày hôm qua vận chuyển tinh thể thời điểm, trực tiếp hướng trong túi một trang, đều có chút nghĩ mà sợ. Này ngoạn ý thật muốn bị chính mình không cẩn thận cấp nháo hỏng rồi, phát sinh cái nổ mạnh gì, kia uy lực so đạn hạt nhân đều mãnh. Nghĩ lại lúc ấy từ chính mình túi quần nổ mạnh, khoảng cách túi quần gần nhất vị trí đứng mũi chịu sào. Nghĩ vậy, Bạch Trì theo bản năng thu thu mông, dùng mình một cái. Trương Huyền chú ý điểm cùng Bạch Trì không giống nhau, hắn hỏi hướng Tương Lai, người nói năng lượng càng thêm nhu hòa, là có ý tứ gì? Lão đại, người nhìn xem cái này. Tương Lai duỗi tay chỉ một chút bên cạnh một cái trường cao các 50cm trong suốt thí nghiệm dương. Ở cái kia thí nghiệm dương, có một khối độ dày đạt tới 5mm thép tấm, còn có hai chỉ thực nghiệm dùng tiểu lão thử. Tương Lai mở miệng, lão đại, ta hiện tại dùng một loại đặc thù phương pháp, đem này khối tinh thể giữa năng lượng đảo ra, lấy khí thể hình thức dẫn đường tiến nơi này. Tương Lai vừa nói, trên tay một bên thuần thục vận tác. Trương Huyền nhìn đến, ở thí nghiệm dương tầng ngoài. Có một loạt LED biểu hiện con số sáng lên. Tương Lai giải thích nói, đây là từ kia khối tinh thể trung sở đưa ra năng lượng nguyên, hiện tại đại khái tràn ngập toàn bộ thí nghiệm dương nội 10%, người chú ý một chút hai cái thực nghiệm thể biến hóa. Trương Huyền đem ánh mắt tỏa định ở kia hai chỉ tiểu bạch thử trên người, ở thí nghiệm dương tầng ngoài con số đạt tới 15 giây sau, hai chỉ chuột bạch đột nhiên trở nên có chút cuồng bạo lên, ở thí nghiệm dương nội không ngừng xoay quanh, tốc độ cũng phá lệ mau. Trong đó một con chuột bạch, ở xoay tròn vài vòng sau, bỗng nhiên chiều trước mặt kia thép tấm đánh tới. Này va chạm sở sinh ra lực lượng, ngạnh sinh sinh làm thí nghiệm dương đều hoạt động mấy mm. Trương Huyền lại xem, bị chuột bạch đâm quá thép tấm, thế nhưng sinh sôi lõm xuống đi một tiểu khối, mà kia chỉ chuột bạch ở trải qua mãnh liệt như vậy va chạm sau, một chút thương cũng chưa chịu, chỉ là có vẻ thực suy yếu, ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mặt khác một con chuột bạch. Cũng vào lúc này chiều thép tấm thượng đánh tới, đã xảy ra cùng vừa mới đồng dạng tình huống. Sao có thể, Trương Huyền mày nhăn lại, loại này không có bao lớn lực lượng chuột bạch, thế nhưng có thể đem thép tấm đâm lõm vào đi, quan trọng nhất chính là, này hai chỉ chuột bạch một chút việc đều không có. Hơn nữa, hai chỉ chuột bạch sở phát huy ra uy lực, không riêng gì đối với này khối thép tấm thượng thương tổn, còn có tự thân sở hình thành đánh sâu vào, làm cái này thí nghiệm dương đều lệch vị trí. Lão đại. Có phải hay không cảm giác thực không thể tưởng tượng, lúc ấy ta thấy như vậy một màn thời điểm, cũng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Tương Lai vẻ mặt hưng phấn, bất luận cái gì tân nghiên cứu thành quả, đều là đáng giá các nàng loại này nghiên cứu viên sở hưng phấn đổ vật. Là không thể tưởng tượng, Trương Huyền gật đầu. Lão đại, người tới xem cái này. Tương Lai lại lần nữa kéo Trương Huyền cánh tay, đem Trương Huyền chiều một bên kéo đi. Tương Lai đem Trương Huyền đưa tới một cái màn hình trước, trên màn hình. Biểu hiện đúng là vừa mới thí nghiệm dương nội cảnh tượng. Lão đại, đây là đem vừa mới kia một màn thả chậm 20 lần tốc độ, đồng thời lúc ấy sở hữu số liệu đều sẽ giám sát ra tới, người xem hạ đi. Tương Lai ấn một chút bắt đầu kiện. Trên màn hình, hai chỉ chuột bạch thong thả động lên, Trương Huyền chú ý tới, ở trên màn hình có một cái chắc tốc số liệu, liền trong Tương Lai đem tinh thể nội năng lượng thông qua khí thể hình thức tiến cử thí nghiệm dương sau, hai chỉ chuột bạch chạy vội tốc độ. Đạt tới mỗi giây 10 mét. Bình thường tới nói, chuột bạch cực hạn chạy vội tốc độ, ở mỗi giây 7 đến 8 mét chi gian, thả có thể liên tục tốc độ quá ngắn, chỉ có 4-5 giây thời gian. Mà liền ở vừa mới, hai chỉ chuột bạch đều đột phá cực hạn tốc độ, đây là thực không thể tưởng tượng một sự kiện. Cái gì kêu cực hạn, từ xưa đến nay sở vô pháp siêu việt, đó là cực hạn. Đột phá cực hạn 4 chữ, nghe tới đơn giản, khả năng làm được, đó chính là vượt qua tính. Theo sau, Trương Huyền lại chú ý chuột bạch đụng phải thép tấm một màn.
Lão đại, chính là này, người nhìn kỹ. Tương Lai ở một bên nhắc nhở một câu. Chuột Bạch lấy thả chậm 20 lần tốc độ chiều thép tấm thượng đánh tới, làm Trương Huyền có thể rõ ràng nhìn đến sở hữu biến hóa. Ở Chuột Bạch đầu khoảng cách thép tấm còn có không đến 1 cm thời điểm, Trương Huyền rõ ràng nhìn đến, thép tấm cũng đã bắt đầu đã xảy ra ao hãm, lúc này, Chuột Bạch đầu còn không có cùng thép tấm tương chạm vào đâu. Trong nháy mắt này, Trương Huyền trong đầu, nhảy ra một cái từ ngữ, khí. Kia thép tấm ao hãm, căn bản là không phải bị Chuột Bạch đâm ra tới, mà là bị một loại vô hình lực lượng đè ép gây ra. Theo sau, ở Chuột Bạch hoàn toàn đụng phải thép tấm thời điểm, một cổ vô hình lực lượng, từ Chuột Bạch cùng thép tấm chi gian bùng nổ, giống như là hạch bạo tâm giống nhau, mang theo một cổ khí lãng, đúng là này cổ khí lãng, đạo thực nghiệm dương đã xảy ra rất nhỏ di động. Nhìn như vậy một màn, thẳng đến video truyền phát tin xong, Trương Huyền cũng chưa hồi quá mức tới. Lão đại, có phải hay không phi thường không thể tưởng tượng? Trương Huyền theo bản năng gật đầu, lấy bản thân chi lực, thay đổi toàn bộ hoàn cảnh chung hướng đi, này cũng quá kinh người. Đối với kia chỉ Chuột Bạch tới nói, toàn bộ thí nghiệm dương, khả năng chính là nhất rộng lớn thiên địa, một con Chuột Bạch là có thể làm được như vậy, nếu đem cổ lực lượng này đặt ở người trên người, lại sẽ phát sinh chuyện gì? Một quyền đánh ra đi, chung quanh mặt đất đều sẽ nứt toạc. Tương Lai tắt đi màn hình, nhìn Trương Huyền, lão đại, ta chuẩn bị. Không được, Tương Lai lời nói còn chưa nói xong, đã bị một bên Bạch Chí Cấp đánh gãy. Tương Lai, ngươi ngày thường như thế nào nháo, đều không có việc gì, nhưng chuyện này không thể trò đùa, này tinh thể ẩn chứa năng lượng thật sự là quá lớn, không thể trực tiếp lấy lão đại tới làm thực nghiệm. Không có việc gì, khiến cho ta đến đây đi. Trương Huyền dùng ánh mắt ý bảo một chút Bạch Trì, theo sau hỏi hướng Tương Lai, ta nên làm như thế nào? Lão đại, không được a. Bạch Trì vội vàng nói, luồng năng lượng này là cái gì, chúng ta ai cũng không biết, căn bản không cần thiết làm loại này vô dụng thực nghiệm. Trương Huyền lắc lắc đầu, cần thiết, có người biết, này khối tinh thạch là cái gì? Trương Huyền nghĩ đến ngày đó ở gara ngầm một nam một nữ, hơn nữa, bọn họ còn biết, này tinh thạch muốn dùng như thế nào? Tương Lai mở miệng, lão đại, lần này sự cũng là ta tưởng cho ngươi nói, như vậy khổng lồ năng lượng, chẳng sợ ta cũng không có bao lớn tin tưởng, tuy rằng Chuột Bạch ở thực nghiệm tính đi lên giảng, là nhất tiếp cận nhân loại, nhưng chung quy là có khác nhau, ở thực nghiệm trong quá trình, người khả năng sẽ chịu đựng thật lớn thống khổ, yêu cầu hảo hảo chuẩn bị tâm lý. Yên tâm đi, không gì sự, Trương Huyền vẫy vẫy tay, làm thực nghiệm thể hắn, chủ động ra tiếng an ủi Tương Lai cùng Bạch Trì, chúng ta tựa như trước kia giống nhau. Có cái gì không thích hợp địa phương, đình chỉ thực nghiệm là được sao? Tương Lai gật gật đầu, hảo. Đối với thực nghiệm, Trương Huyền sớm đã có kinh nghiệm, không cần Tương Lai dẫn đường, hắn liền biết nên đi nơi đó. Có một gian 20 cái bình phương độc lập phòng, là chuyên môn cấp Trương Huyền chuẩn bị, phòng vách tường, dùng chính là một loại cao cường độ tài liệu, chẳng sợ đạn đạo rơi xuống, cũng không nhất định dám nói có thể đem vách tường tạc hủy. Chương 461 cùng nhau bồi hắn. Ngân Châu. Hằng Viễn Thương Mậu công ty dưới lầu một gian quán cà phê chung. Tần Nhu thân xuyên màu trắng tây trang áo khoác, nội sấn một kiện màu đen áo sơ mi, hạ thân ăn mặc một cái màu trắng chín phần quần, có vẻ giỏi giang hào phóng. Lâm Thanh Hạm tắc cực kỳ vẽ trang điểm nhẹ, ngồi ở Tần Nhu đối diện, ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc áo gió. Này hai nữ nhân, ngồi ở một khối, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, hai người đều là cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm giác. Lại đều làm người cảm giác mỹ không thể bắt bẻ. Tần Nhu bưng lên một cái tinh xảo cái ly, uống một ngụm ly chung lấy thiết, ta không nghĩ tới, Lâm Tổng thế nhưng sẽ chủ động ước ta ra tới. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, ta cũng không nghĩ tới, bất quá sinh hoạt, chính là làm người ở rất nhiều không nghĩ tới chi gian bồi hồi, người nói đúng sao, Tần Tổng. Tần Nhu buông trong tay cái ly, Lâm Tổng, người tới này, không phải cùng ta nói nhân sinh đi. Không phải. Lâm Thanh Hạm khẽ lắc đầu, nhìn Tần Nhu, vài giây sau, lại gật đầu, cũng coi như là. Lâm Tổng, người khí sắc không phải thực hảo. Tần Nhu nhìn Lâm Thanh Hạm, người ánh mắt vẫn luôn mơ hồ không chừng, này không nên là Ngân Châu thương nghiệp nữ vương nên có trạng thái, có chuyện gì, Lâm Tổng ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hảo, Lâm Thanh Hạm sửa sang lại một chút cổ áo, nếu Tần Tổng ngươi sảng khoái nhanh nhẹn, ta Lâm Thanh Hạm cũng liền không cất giấu, Tần Tổng, ngươi thực thích Trương Huyền sao? Đối mặt Lâm Thanh Hạm vấn đề này, Tần Nhu không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, thích. Lâm Thanh Hạm mở miệng, Tần Tổng, ta tưởng đề một cái ích kỷ thỉnh cầu,
tuy rằng đối với ngươi thực không công bằng, nhưng ta thật là... Tần Nhu trực tiếp đánh gãy Lâm Thanh Hạm nói, Lâm Tổng, muốn nói cái gì, ngươi liền nói đi. Ta muốn cho ngươi giúp ta chiếu cố Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm nói thẳng. Cái gì, Tần Nhu hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, chiếu cố Trương Huyền. Trương Huyền hắn làm sao vậy, chẳng lẽ nói là đêm qua? Không, Lâm Thanh Hạm lắc đầu, Trương Huyền chuyện gì đều không có, là ta không thể lại tiếp tục bồi ở hắn bên người, ta tưởng thỉnh ngươi thay ta chiếu cố hắn. Tần Nhu cười cười, Lâm Tổng, Trương Huyền lớn như vậy người, chỉ sợ không cần người khác tới chiếu cố đi. Ngươi không rõ ta ý tứ, Lâm Thanh Hạm bưng lên cà phê, người ta đều biết, Trương Huyền là ưu tú, sao người ta nhận thức bất luận cái gì một người nam nhân đều phải ưu tú, hắn có tài hoa, có can đảm, thực hấp dẫn người, nhưng là... Ta không thể tiếp tục bồi ở hắn bên người. Lâm, Tần Nhu vừa mới mở miệng. Lâm Thanh Hạm trực tiếp đánh gãy Tần Nhu nói. Tần Tổng, người biết đến, giống Trương Huyền như vậy nam nhân, thực chiêu nữ nhân thích, chính là, chân chính thích hắn người này, quan tâm hắn, ta có khả năng nhìn đến, chỉ có ngươi. Lâm Thanh Hạm nói đến lúc này, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhu. Lâm Tổng, theo ta được biết, người tính cách, không phải một cái dễ dàng sẽ lựa chọn từ bỏ người. Ngươi là gặp được cái gì khó khăn sao? Tần Nhu hỏi, nàng thừa nhận, chính mình thích Trương Huyền, chỉ cần Trương Huyền hướng chính mình mở ra ôm ấp, chính mình sẽ nghĩa vô phản cố nhào hướng Trương Huyền trong lòng ngực, nhưng nàng cũng không hy vọng là cái dạng này, Lâm Thanh Hạm chủ động tìm tới chính mình, muốn đem Trương Huyền, nhường cho chính mình. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, đây là ta chính mình vấn đề, ta chính mình làm lựa chọn. Ở hôm nay buổi sáng, Tô Mật cấp Lâm Thanh Hạm nói những cái đó sự thời điểm. Lâm Thanh Hạm liền suy nghĩ, chính mình muốn hay không tiếp tục đương cái này Tô gia gia chủ, nếu từ bỏ, sở hữu vấn đề, liền đều sẽ không trở thành vấn đề. Nhưng mỗi khi Lâm Thanh Hạm nghĩ đến từ bỏ hai chữ khi, mẫu thân Lâm Trung trước biểu tình, liền sẽ xuất hiện ở nàng trong đầu, cái loại này hy vọng trở lại Tô gia bức thiết, kia giữa mày không cam lòng, cái loại này muốn được đến Tô gia tán thành quyết tâm, chẳng sợ đến chết. Mẫu thân cũng chưa nhắm hai mắt. Trở lại Tô gia. Là Lâm Thanh Hạm mẫu thân cả đời này lớn nhất tâm nguyện. Mang mẫu thân về nhà, cũng là Lâm Thanh Hạm cho tới nay phấn đấu phương hướng, hiện tại lựa chọn từ bỏ gia chủ, từ bỏ lão gia tử Lâm Trung trước di nguyện. Lâm Thanh Hạm làm không được, nàng không nghĩ làm mẫu thân ở dưới chín suối, đều không cam lòng. Hiện tại Lâm Thanh Hạm, ở trong lòng, đối Trương Huyền tràn ngập áy náy. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, Tần Tổng, người hẳn là nghe nói qua. Ta cùng Trương Huyền phía trước là cái gì quan hệ đi? Tần Nhu gật gật đầu, nghe nói qua một chút. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, tươi cười chung mang theo tia ngọt ngào. Trương Huyền A, lúc trước tới nhà của ta đương một cái tới cửa con rể. Ta cũng không biết ta ba là thấy thế nào thượng hắn. Ở thấy Trương Huyền ánh mắt đầu tiên, nói thật, ta thực không thích người nam nhân này. Cảm giác hắn lôi thôi, lười nhác, không có tiến tới tâm. Ngay lúc đó ta, một lòng liền tưởng đem hắn đuổi ra gia môn. Lâm Thanh Hạm nói này đó thời điểm, trong đầu không cấm nhớ lại phía trước cùng Trương Huyền điểm điểm tích tích, cái loại này hạnh phúc tươi cười không tự giác hiện lên ở trên mặt. Theo thời gian trôi qua, Trương Huyền biểu hiện ra hắn bất đồng một mặt, lúc ấy có người muốn từ ta trong tay đem Lâm thị cướp đi, hơn nữa đến ta trụ địa phương nhục nhã ta, đương nhiên, bị nhục nhã đối tượng, cũng bao gồm Trương Huyền, người biết không, Trương Huyền vô luận như thế nào bị người nhục nhã, hắn đều không rên một tiếng. Nhưng cố tình chờ những người đó đối ta nói chút không khách khí nói sau, hắn bạo phát, hắn nói, khi dễ hắn có thể, nhưng có người muốn khi dễ ta, liền không được. Tần Nhu nhìn Lâm Thanh Hạm trên mặt kia hạnh phúc tươi cười, cùng với nói chuyện khi trong mắt hiện lên ngọt ngào, rất rõ ràng, trước mặt nữ nhân này đối Trương Huyền ái, một chút đều không thể so chính mình thiếu, chỉ là, nàng khả năng sẽ không biểu đạt chính mình tình cảm, tất cả đều giấu ở trong lòng. Lâm Thanh Hạm tiếp tục hồi ức nói. Ngày đó, ta cảm giác, chính mình giống như có nào đó hậu thuẫn ở chống đỡ, làm chính mình ở bất lực thời điểm, có một cái điểm dừng chân, từ lúc ấy, hắn liền dần dần đi vào ta tâm, sau lại, hắn mang ta uống lên coca, chơi hạt cát, ăn bên đường quán, ta cảm giác, kia một ngày, mới là ta này hơn 20 năm qua, vui sướng nhất thời gian, vô ưu vô lự, ta không hề là cái kia băng sơn nữ tổng tài, không hề là cái kia Lâm thị cầm lái giả, chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ hài. Tần Nhu chú ý tới, Lâm Thanh Hạm ở nhắc tới uống coca, chơi hạt cát, ăn bên đường quán thời điểm, trong mắt nhảy lên, là một loại hân hoan, một loại tiêu sái, cái này làm cho Tần Nhu phát ra một tiếng thở dài,
Thế Lâm Thanh Hạm cảm thấy một trận bi ai, nữ nhân này, nhìn như ưu tú, làm người hâm mộ, kỳ thật, nàng cũng bị tước đoạt rất nhiều vui sướng, thường nhân giơ tay có thể với tới đồ vật, đối nàng tới nói, lại chỉ có thể nhìn xa. Chính Lâm vào hồi ức Lâm Thanh Hạm, ở nghe được Tần Nhu kia tiếng thở dài thời điểm, một chút phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng Tần Tổng, ta có điểm thất thố. Không có việc gì, Tần Nhu lắc lắc đầu, ta thật cao hứng, ngươi có thể đem ta coi như bằng hữu giống nhau, cho ta nói này đó. Lâm Thanh Hạm lấy lại bình tĩnh, Tần Tổng, ta kế tiếp nói, khả năng có chút ích kỷ, ta phải rời khỏi, nhưng sẽ không theo Trương Huyền ly hôn, ta tưởng thỉnh cầu ngươi, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, ta muốn cho ngươi thay thế ta vị trí, bồi hắn bên người, nếu ta có thể có đủ thực lực, ta sẽ trở về, nếu lúc ấy, ngươi như cũ còn ở Trương Huyền bên người nói, ta nguyện ý cùng ngươi, cùng nhau bồi hắn. Chương 462 ái hèn mọn. Lâm Thanh Hạm đang nói xong những lời này sau, dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn Tần Nhu. Tần Nhu khẽ lắc đầu, ta không tiếp thu. Lâm Thanh Hạm nghe thấy cái này trả lời, trong mắt xuất hiện một mạt ảm đạm, nàng bản thân, liền không có ôm có cái gì hy vọng, rốt cuộc cái này thỉnh cầu đối với Tần Nhu tới nói, thật sự là quá khó tiếp nhận rồi điểm. Tần. Lâm Thanh Hạm, Tần Nhu sắc mặt có chút lạnh băng nhìn đối diện nữ nhân, ta không biết ngươi gặp chuyện gì, này đó cùng ta không quan hệ, ta chỉ biết, chính mình muốn đổ vật, nên đi nỗ lực tranh thủ, ta là thích Trương Huyền. Ta cũng chờ mong có như vậy một ngày, ngươi có thể rời đi hắn bên người, nhưng ta không hy vọng, ngươi đem hắn coi như một kiện hàng hóa, tới biến thành đàm phán tư bản. Ta không có đem hắn coi như hàng hóa tới đàm phán. Lâm Thanh Hạm cuống quýt giải thích. Ngươi không cần cho ta nói này đó. Tần Nhu phất phất tay, trực tiếp đứng dậy, ta vẫn luôn đều đem ngươi coi như đối thủ, mặc kệ là ở sinh ý thượng, vẫn là nam nhân thượng, ta ảo tưởng quá ta chiến thắng ngươi kia một ngày. Cũng ảo tưởng quá hoàn toàn bại cho ngươi kia một ngày, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, ngươi Lâm Thanh Hạm có chủ động nhận thua một ngày. Tần Nhu cầm lấy trên bàn ly cà phê, một ngụm uống tịnh, xoay người rời đi. Lâm Thanh Hạm nhìn Tần Nhu rời đi bóng dáng, ngồi ở chỗ kia, thật lâu nói không ra lời. Tần Nhu đi ra quán cà phê, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng nhìn đến, Lâm Thanh Hạm còn ngồi ở chỗ kia, ánh mắt có chút dại ra, trên mặt mang theo một loại bàng hoàng. Ai, Trương Huyền, người này, rốt cuộc có bao nhiêu đại ma lực, có thể làm đường đường Lâm Thanh Hạm, ái người ái đến dáng vẻ này. Tần Nhu thở dài, lắc lắc đầu, đi nhanh rời đi. Đều là nữ nhân, Tần Nhu rất rõ ràng, nếu chính mình trên người đã xảy ra chuyện gì, làm chính mình vô pháp cùng ái người tiếp tục đi xuống đi, như vậy chính mình cũng tuyệt đối không cam lòng đem ái nhân chắp tay đưa cho nữ nhân khác, hơn nữa nói ra trở về sau trở về, có thể hai người cùng nhau loại này lời nói. Ái một người, có thể ái đến hèn mọn, Lâm Thanh Hạm hiện tại, giống như đã biến thành như vậy, nàng luyến tiếc rời đi Trương Huyền, lại không muốn Trương Huyền bởi vì chính mình lâm vào nào đó nguy hiểm hoàn cảnh, cho nên nàng lựa chọn tạm thời buông tay, chẳng sợ về sau, chính mình chỉ trở thành hắn sinh mệnh một bộ phận nhỏ, cũng nguyện ý. Lâm Thanh Hạm một người, ở tiệm cà phê ước chừng ngồi 2 cái giờ, mới đứng dậy rời đi. Ở đi ra tiệm cà phê thời điểm, Lâm Thanh Hạm lấy ra di động. Bát cái dãy số đi ra ngoài, Tô Mật, người nói cái kia thế giới ngầm đại hội, khi nào bắt đầu? Ta yêu cầu chuẩn bị cái gì? Thành phố núi, một nhà tư nhân nghiên cứu trung tâm nội. Lão đại, hiện tại ta tiến hành khí thể phóng thích, người nếu cảm giác có cái gì không thích hợp, liền lập tức nói cho ta. Tương lai đứng ở một khối màn hình lớn trước, nàng trước người bày vô số tinh vi dụng cụ, phức tạp đến làm người xem một cái liền cảm giác đầu đại. Bạch Trì đứng ở tương lai bên người. Chính vẻ mặt khẩn trương nhìn phòng thí nghiệm nội Trương Huyền. Trương Huyền vị trí phòng, ở bên trong nhìn không tới bên ngoài, chỉ có thể thấy bạch bạch vách tường, mà ở bên ngoài, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong đã phát sinh hết thảy. Trương Huyền trần trụi thượng thân, xuyên một cái rộng thùng thình quần dài, đi chân trần đứng ở nơi đó, có thể nhìn thấy, Trương Huyền trên người, che kín dữ tợn vết sẹo. Đến đây đi, Trương Huyền ở phòng thí nghiệm đáp lại một tiếng. Tương lai bắt lấy trước mặt một cây tay hãm, chậm rãi thúc đẩy, theo tương lai trên tay động tác, nàng trước mặt trên màn hình, xuất hiện một cái 1% ký hiệu, đại biểu cho kia khối tiểu tinh thể nội đưa ra khí thể ở phòng thí nghiệm nội chiếm ước lượng. Lão đại, thế nào? Chỉ đẩy đến 1%, tương lai liền không dám lại có mặt khác động tác, khẩn trương hỏi. Này khối tinh thể nội ẩn chứa năng lượng thật sự quá thật lớn, hơi có không chú ý, khả năng liền sẽ làm Trương Huyền lâm vào hiểm cảnh. Nàng không thể không coi trọng. Cảm giác không có gì hai dạng, tiếp tục,
Trương Huyền hít sâu một hơi, nói. Tương Lai gật gật đầu, lại lần nữa thúc đẩy tay hãm, trên màn hình con số lại lần nữa gia tăng 1%. Lão đại, hiện tại đâu? Tương Lai lại lần nữa hỏi. Tiếp tục, Trương Huyền quơ quơ đầu. Trên màn hình con số, vẫn luôn thêm đến 5%. Đứng ở phòng thí nghiệm chung Trương Huyền, hít sâu một hơi, hắn có một loại miệng khô lưỡi khô cảm giác, đồng thời cảm giác được một trận ngực buồn, giống như là ở cái loại này không thông gió hoàn cảnh chung đãi lâu rồi giống nhau, đầu cũng có chút hôn mê. Lại tăng lớn một chút, lần này không đợi Tương Lai hỏi, Trương Huyền chủ động mở miệng, ta làm ngươi đình thời điểm, ngươi lại đình, mỗi lần gia tăng đo, trung gian chờ thượng 10 giây. Tương Lai gật gật đầu, nhiều năm như vậy, nàng đã sớm cùng Trương Huyền hình thành một loại ăn ý, mỗi lần đến thực nghiệm cuối cùng, chủ đạo quyền đều sẽ nắm giữ ở Trương Huyền trong tay. Theo đo gia tăng, Trương Huyền cảm giác chính mình đầu càng ngày càng trầm, ngực buồn khó chịu, liền hô hấp đều có chút không thông thuận. Hành, trước đình. Trương Huyền mở miệng, hắn chậm rãi động hạ thân thể, có một loại đang ở trong nước ảo giác, giống như thân thể bốn phía tràn ngập nào đó lực áp bách giống nhau. Trương Huyền nâng lên hai tay, dùng sức chém ra một quyền. Không đúng, không phải ảo giác. Trương Huyền tại đây một quyền chém ra nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên một ngưng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình ra quyền khi, gặp tới rồi nào đó lực cản. Trương Huyền đứng ở nơi đó, chậm rãi làm hít sâu, vừa mới kia hai chỉ chuột bạch phát sinh đột biến, là bởi vì hút vào loại này khí thể, hiện tại Trương Huyền cũng muốn chậm rãi thích ứng loại cảm giác này. Theo không ngừng hô hấp, Trương Huyền cảm giác thân thể chung quanh cái loại này vô hình lực cản nhỏ rất nhiều, chỉ là ngực càng ngày càng nặng nề. Phòng thí nghiệm ngoại, Bạch Trì nhìn trên màn hình 16% con số, chau mày, lão đại sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tương Lai chậm rãi lắc đầu, hẳn là không có việc gì, lão đại thân thể tố chất viễn siêu thường nhân, hắn cơ bắp cường độ, cốt cách cứng rắn độ, đều không phải người khác có thể so sánh với, cho nên hắn thừa nhận năng lực càng thêm cường. Trương Huyền đứng ở phòng thí nghiệm nội, hắn làn da có chút phiếm hồng, hô hấp càng ngày càng gian nan, đang lúc hắn cảm giác chính mình sắp thở không nổi, muốn rời đi phòng thí nghiệm thời điểm, một loại phóng thích cảm, đột nhiên đánh úp lại. Loại này phóng thích cảm, giống như là bị cảm cái mũi không thông khí, lại ở trong nháy mắt kia đột nhiên có thể hô hấp giống nhau vui sướng. Trương Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được, có một cổ dòng khí, ở chính mình trong cơ thể chậm rãi lưu động, liền cùng uống xong một ngụm nước ấm. Có thể cảm giác được nước ấm chảy tới dạ dày giống nhau, loại này dòng khí, mang cho Trương Huyền một cổ xúc động, một cổ điên cuồng muốn phát lực xúc động. Cũng tại đây một khắc, Trương Huyền minh bạch, vì cái gì kia hai chỉ chuột bạch sẽ đến hồi tán loạn, bởi vì lực lượng, toàn thân, đều tràn ngập một loại dùng không xong lực lượng. Loại này lực lượng đọng lại ở trong cơ thể, muốn tìm một chỗ phát tiết. Trương Huyền lại lần nữa hít sâu một hơi, quyền phóng vòng eo, chát khởi mã bộ. Theo sau bước chân chìa thoái phía sau, lấy đai lưng lực, nhắm ngay trước mặt vách tường, một quyền thật mạnh oanh ra. Ở oanh ra này một quyền thời điểm, Trương Huyền có một loại nói không nên lời sung sướng cảm, đồng thời, toàn thân sở hữu sức lực, đều theo này một quyền bị rút cạn. Tại đây một khắc, Trương Huyền khẳng định, đây là chính mình này hơn 20 năm qua, đánh ra quá uy lực lớn nhất một cái trọng quyền. Chương 463 thực nghiệm kết quả. Trương Huyền ở oanh ra này một quyền khi... Trong lòng tràn ngập một loại cường đại tự tin, phảng phất giờ phút này trước mặt cho dù có thượng một chiếc xe thiết giáp, chính mình cũng có thể đem này cấp đánh cái đối xuyên. Đứng ở phòng thí nghiệm ngoại Tương Lai chừng lớn đôi mắt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình số liệu, ở Trương Huyền đánh ra này một quyền đồng thời, toàn bộ phòng thí nghiệm nội không khí, đều ở chiều Trương Huyền quyền mặt chỗ tụ tập, có thể nói, nếu Trương Huyền bên cạnh còn đứng một người nói, ở Trương Huyền oanh quyền nháy mắt, người kia sẽ vô pháp hô hấp. Bởi vì sở hữu không khí, đều bị rút cạn. Oanh! Một đạo mãnh liệt âm lãng tiếng vang lên. Trương Huyền trơ mắt nhìn, chính mình trước mặt vách tường, sinh sôi ao hãm đi vào một khối to, đây chính là có thể kinh được đạn đạo oanh tạc cao cường độ tài chất A, thế nhưng bị một quyền đánh biến hình. Hơn nữa, càng làm cho Trương Huyền kinh ngạc chính là, này một quyền đánh ra đồng thời, chính mình nắm tay căn bản là không có bất luận cái gì đau đớn, nói đúng ra. Vách tường là ở chính mình nắm tay va chạm trước, liền trước tiên ao hãm đi xuống. Bạch Trì trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền nắm tay sở đập địa phương, trong mắt toàn là khó có thể tin. Tương Lai không ngừng phân tích các hạng số liệu, trong miệng nhắc mãi. Tốc độ 108, đập giá trị 121, lực lượng cường độ 106. Sao có thể,
Bạch Chỉ đương trường phát ra âm thanh, tương lai, người xác định ngươi không nhìn lầm. Không có, tuyệt đối không có. Tương lai trong mắt, tràn ngập một loại xưa nay chưa từng có hưng phấn, không thể tưởng tượng, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Phòng thí nghiệm đại môn phát ra một tiếng dày nặng trầm đục, Trương Huyền từ bên trong cánh cửa chậm rãi đi ra, có thể nhìn đến, Trương Huyền có vẻ phi thường mỏi mệt, chỉ là đi đường liền cảm giác phá lệ khó khăn, mí mắt càng là gục xuống. Lão đại, người hiện tại cảm giác thế nào? Tương lai trước tiên chiều Trương Huyền chạy tới. Vây, Trương Huyền chỉ phun ra một chữ, thân thể liền hướng phía trước tải đi. Vừa mới kia một quyền, bất thời giờ hắn toàn bộ sức lực, giống như là cùng người đánh một hồi trận đánh ác liệt, lại ngao mấy ngày mấy đêm không ngủ giống nhau. Đương Trương Huyền tỉnh lại thời điểm, trước mắt là màu trắng trần nhà, hắn đang nằm ở một trương trên cái giường lớn mềm mại, Tương Lai cùng Bạch Chỉ phân biệt ngồi ở hai bên. Lão đại, người tỉnh, Tương Lai ánh mắt lộ ra một tia vui sướng. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, hoạt động hạ tứ chi, cảm giác vẫn là có chút hư nhuyễn vô lực, xoa xoa đôi mắt, ta ngủ đã bao lâu? 3 cái giờ, Tương Lai xem cũng chưa xem biểu, phải trả lời nói, nàng cơ hồ mỗi một phút, đều ở tính toán thời gian. Thí nghiệm kết quả thế nào? Trương Huyền hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Tốc độ 108, đập giá trị 121, lực lượng cường độ 106. Tương Lai đem phía trước đến ra số liệu nói cho Trương Huyền. Nằm ở trên giường Trương Huyền, ở nghe được này số liệu sau, sắc mặt ngẩn ra. Ở phòng thí nghiệm chung, cho tới nay, Trương Huyền sở có được này tam hạng số liệu, tất cả đều ở 60 tả hữu, đây cũng là Tương Lai cho rằng, nhân thể có thể phát huy ra tới cực hạn lực lượng, đã có thể ở vừa mới, này đó số liệu, tất cả đều bị phá kỷ lục, tốc độ giá trị cùng đập giá trị siêu gần gấp đôi, mà lực lượng cường độ, còn lại là đạt tới nguyên bản gần gấp 3. Lão đại, có phải hay không cảm giác được phi thường không thể tưởng tượng? Tương Lai biểu hiện phi thường hưng phấn, ở Trương Huyền ngủ say này 3 cái giờ giữa, nàng vẫn luôn đều ở vào một cái phấn khởi trạng thái. Trương Huyền gật gật đầu, không nói gì. Lão đại, này liền chứng minh, này đó khí thể, là hoàn toàn có thể bị nhân thể hấp thu, người có hay không cảm giác được thân thể có này đó không khỏe. Trương Huyền lắc đầu, chính là mỏi mệt. Tương Lai từ bên cạnh kéo qua một đài dụng cụ, lão đại, ta hiện tại phải cho ngươi làm toàn thân kiểm tra, nếu không có vấn đề nói, liền bắt đầu đệ nhị giai đoạn thực nghiệm. Tương Lai ở nghiên cứu hạng nhất không biết đồ vật thời điểm, là phi thường chấp nhất cùng cuồng nhiệt. Trương Huyền đồng dạng cũng bức thiết muốn biết, này khối tinh thể rốt cuộc là cái thứ gì, vì cái gì lần trước kia một nam một nữ như vậy chấp nhất muốn được đến, gần nhất một đoạn thời gian, làm Trương Huyền nghi hoặc đồ vật thật sự là quá nhiều, Trương Huyền có một loại trực giác, chính mình có thể tại đây khối tinh thể chung, tìm được sở hữu đáp án. Trương Huyền cấp Lâm Thanh Hạm đã phát một cái chính mình tạm thời sẽ không hồi Ngân Châu tin tức sau, liền đãi ở nghiên cứu trung tâm nội, mỗi ngày chính là đối tinh thể nội năng lượng thí nghiệm. Ban đầu, Tương Lai làm này đó năng lượng lấy khí thể hình thức dung nhập trong không khí, Trương Huyền thông qua hô hấp tới đem này đó khí thể hút vào trong cơ thể. Vài lần thực nghiệm sau, Tương Lai bắt đầu đem loại này năng lượng lấy chất lỏng phương thức tinh luyện ra tới, lẫn vào bình thường đường gluco chung. Thông qua khẩu phục phương thức, nhìn xem loại này năng lượng đối nhân thể nội sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Liền ở như vậy thực nghiệm chung, 5 ngày thời gian thoảng qua. Trương Huyền chỉ ăn mặc một cái góc bẹt quần, nằm ở to rộng kiểm tra đo lường trên đài, vài tên thân xuyên áo blau trắng nhân viên nghiên cứu không ngừng ở kiểm tra đo lường trên đài thao tác cái gì. Tương Lai ngồi ở một đống màn hình trước, quan sát đến mỗi hạng nhất số liệu. Vài phút sau, Tương Lai cầm một phần báo biểu đi đến Trương Huyền trước mặt, mở miệng nói, lão đại, người cốt cách cường độ, cùng với nội tạng cường độ, đều có tiểu bộ phận tăng lên, lúc này đây, người thật là tìm được bảo a. Tuy rằng hiện tại còn làm không rõ ràng lắm này tinh thể nội năng lượng là cái gì, nhưng thông qua này 5 ngày tới thực nghiệm, có thể khẳng định, loại này năng lượng, đối nhân thể tuyệt đối là trăm lợi mà không một làm hại, tinh luyện ra tới chất lỏng năng lượng lẫn vào đường gluco chung, lấy khẩu phục phương thức ăn vào. Có thể coi như tốt nhất dinh dưỡng phẩm tới sử dụng, mà sinh ra khí thể năng lượng, có thể ở quá ngắn thời gian nội phát huy ra cường đại uy lực. Tương Lai nhìn trong tay này phân báo biểu, nàng chính mình đều có một loại không chân thật cảm giác, này đã vượt qua nàng nghiên cứu phạm trù. Lão đại, mấy ngày nay, người có cái gì bất đồng cảm giác sao? Trương Huyền vặn vẹo cổ, mỗi ngày ra mồ hôi ra phi thường lợi hại, hơn nữa tổng cảm giác trên người dơ hề hề. Đó là ngươi thân thể tạp chất bị bài xuất, cụ thể này tinh thể năng lượng là cái gì,
còn phải yêu cầu tiếp tục nghiên cứu mới được. Tương lai giải thích một phen, lão đại, thực nghiệm đến này giai đoạn có thể trước hoãn một chút, ta hiện tại đến cẩn thận nghiên cứu một chút này tinh thể năng lượng rốt cuộc là cái gì, này tinh thể lại là như thế nào chứa đựng như thế cuồn cuộn năng lượng nguyên. Trương Huyền gật gật đầu, từ thực nghiệm trên đài ngồi dậy, tùy tiện khoác một kiện quần áo, hướng phòng tắm đi đến. Lão đại, Trương Huyền chính đi tới đâu, liền nghe được phía sau vang lên Bạch Chỉ thanh âm. Làm sao vậy, Trương Huyền nghỉ chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lão đại, người đi nhanh như vậy làm gì a? Bạch Chỉ một đường chạy chậm theo đi lên. Ta đi thực mau sao? Trương Huyền sờ sờ cái mũi, vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có gì sự đâu. Bạch Chỉ chỉ phía sau, ngươi từ thực nghiệm đài đến này, 4-5 giây liền đi tới. Trương Huyền nhìn mắt thực nghiệm đài, khoảng cách chính mình ở địa phương, có hơn 30 mễ. Chương 464 tái ngộ mưa thu. 4-5 giây đi hơn 30 mễ khoảng cách, đều mau đuổi kịp một người bình thường 100 mét lao tới tốc độ, mà Trương Huyền cảm giác, chính mình chỉ là giống thường lui tới giống nhau đi đường mà thôi. Lão đại, mới vừa nghe tương lai nói, thực nghiệm kết thúc, người phải về Ngân Châu sao? Bạch Chỉ hỏi một tiếng. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, này đều rời đi mấy ngày rồi, cũng nên trở về một chuyến. Kia buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi, người tới thành phố núi một chuyến. Không ăn cái lẩu lại trở về ít nhiều a. Bạch Chỉ giơ lên di động, ta đi đính cái ghế lô, người tắm rửa xong chúng ta liền xuất phát. Hành, liền chúng ta trước kia già đi kia ra đi, đã nhiều năm không đi, người này vừa nói, thật là có điểm tưởng. Trương Huyền hồi ức nói. Yên tâm đi lão đại, chính là kia ra. Trương Huyền rửa mặt xong sau, tương lai đã thay một thân thường phục chờ. Ba người cùng nhau chiều phòng thí nghiệm ngoại đi đến. Tương lai khấu khấu ngón tay, lão đại, về tinh thể nghiên cứu, một chốc khẳng định vô pháp đến ra cái gì kết quả, ta tính toán đem đồ vật bắt được trên đảo đi. Hành, đúng rồi, có hai người giúp ta tra một chút. Trương Huyền lấy ra di động, đem một chương ảnh chụp phân biệt chia Bạch Chỉ cùng tương lai, trên ảnh chụp người, đúng là ngày đó ở gara ngầm cùng Trương Huyền tranh đoạt này khối tinh thể một nam một nữ. 24 giờ nội, cho ngươi hồi đáp. Bạch Chỉ đem này bức ảnh gửi đi đi ra ngoài, tự tin nói. Trương Huyền cùng tương lai hoàn toàn không có hoài nghi Bạch Chỉ nói, bởi vì Bạch Chỉ có thực lực này. Ba người đi một nhà tiệm lẩu, môn cửa hàng không phải rất lớn, trên dưới 2 tầng lâu, thêm lên diện tích không đến 200 cái bình phương. Hô, Trương Huyền nhìn tiệm lẩu môn đầu, thở phào một hơi, môn cửa hàng cũng chưa biến, vẫn là trước kia như vậy a. Trương Huyền còn nhớ rõ trước kia. Chính mình tới thành phố núi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tổng muốn tới này ăn thượng một đốn cái lẩu, một lần không ăn, liền cảm giác khuyết điểm cái gì giống nhau. Đang lúc ba người chuẩn bị cất bước đi vào tiệm lẩu thời điểm, một trận chói tai tiếng thắng xe, từ phía sau vang lên. Thảo, người hắn sao không muốn sống nữa? Một trận tiếng quát mắng truyền đến từ vừa mới phanh gấp tên kia ô tô tài xế. Trương Huyền ba người theo bản năng quay đầu vừa thấy. Đương Trương Huyền nhìn đến kia đứng ở đường cái thượng thân ảnh khi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đó là một cái nữ hài, có thể nhìn đến, nữ hài lớn lên rất đẹp, lưu trữ một đầu sóng vai tóc ngắn, tinh xảo ngũ quan, chỉ là nàng giả dạng có vẻ phi thường nghèo túng. Nữ hài trên mặt tràn ngập hoảng loạn, không màng ô tô tài xế quát mắng, quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Thành phố núi làm hoa hạ thành phố trực thuộc trung ương, dòng xe cộ lượng phi thường thật lớn. Đi ngang qua đường cái, là cực kỳ nguy hiểm, nữ hài mới vừa đi phía trước chạy 2 bước, một chiếc chạy nhanh xe Việt dã liền từ nữ hài bên cạnh người bay nhanh xử tới, xem tốc độ này, xe Việt dã tài xế liền tính tưởng giảm tốc độ đều không còn kịp rồi. Đang đứng ở tiệm lẩu cửa Trương Huyền một cái bước nhanh nhằm phía lộ trung gian, một phen ôm nữ hài eo nhỏ, hai chân bỗng nhiên nhảy, hiểm chi lại hiểm tránh thoát này chiếc chạy nhanh mà đến xe Việt dã. Xe Việt dã tài xế bỗng nhiên một cái phanh lại. Nghĩ đến cũng là bị dọa đến không nhẹ. Cảm ơn ngươi, nữ hài thở hổn hển, cũng là bị vừa mới tình huống dọa tới rồi, biểu tình nhút nhát ngẩng đầu, nhìn mắt Trương Huyền, ánh mắt đột nhiên dừng hình ảnh, xuất hiện hoảng loạn, Trương ca. Trương Huyền trong lòng ngực nữ hài, đúng là lúc trước lặng yên rời đi mưa thu. Trương Huyền cau mày nhìn trong lòng ngực người như thế nào làm thành này phúc chật vật dạng. Mưa thu tóc dính thành một sợi, quần áo có chút rách nát. Ta, mưa thu nhấp nhấp môi khô khốc, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, Trương Huyền phía sau, truyền đến một trận tiếng mắng.
Tiểu tiện hóa, lão tử làm ngươi chạy, xem lão tử không đánh gãy chân của ngươi, ngươi hướng nào chạy. Trương Huyền quay đầu vừa thấy, liền thấy ba gã tráng hán chính vẻ mặt sát khí đi tới. Là tới tìm ngươi, Trương Huyền hướng Mưa Thu hỏi một tiếng. Ân, Mưa Thu nhút nhát gật gật đầu. Ngươi có sai sao? Trương Huyền lại hỏi. Mưa Thu khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo sợ hãi thần sắc. Thấy Mưa Thu phủ nhận, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, hướng Bạch Trì nói, đem ba người kia chân tá. Bạch Trì gật gật đầu, không nói gì, bay thẳng đến kia ba người đi đến. Tiểu tử, người hắn sao tính làm? Ba gã tráng hán nghe được Trương Huyền nói cái gì, vừa muốn mở miệng quát mắng, Bạch Trì liền đi đến ba người trước người, khinh phiêu phiêu tam nhớ thủ đao đi lên, ba người trước mắt tối sầm, liền hướng phía trước tải đi. Ba gã tráng hán, mỗi một cái quang xem dáng người, ít nói có 180 cân, Bạch Trì liền như vậy nắm ba người cổ áo, đem ba người chiều tiệm lẩu sau hẻm nhẹ nhàng kéo đi. Một phút sau, Bạch Trì vỗ vỗ tay đi ra. Lão đại, đi rồi, ăn lẩu, quang nghe này vị, ta đều thèm đã chết. Tương Lai đứng ở tiệm lẩu cửa tiếp đón một tiếng. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu, hướng Mưa Thu nói, đi thôi, ăn cơm trước, vừa ăn cơm vừa nói. Ân. Mưa Thu gật gật đầu. Mấy người vào tiệm lẩu, Bạch Trì đã sớm đính hảo ghế lô, đại gia điểm chút đồ ăn, thực mau đồ ăn liền thượng bàn. Mưa Thu nhìn nhìn trên người mình, giơ hề hề, ngồi ở chỗ kia, cũng không dám đi lấy chiếc đũa. Ta làm người tặng quần áo lại đây, hẳn là lập tức liền đến, tỷ tỷ, ngươi không cần câu thúc, ngươi là lão đại bằng hữu, chính là bằng hữu của chúng ta, nhanh ăn đi. Tương Lai gắp một khối xuyến thịt dê phóng tới Mưa Thu trước mặt trong chén. Chính là, ăn cơm trước, gì sự có thể có ăn cơm quan trọng a. Bạch Trì cũng ha hả cười, duỗi tay chiều trên mặt đất lau một phen hôi, hướng chính mình trên mặt một đồ, theo sau kẹp lên một miếng thịt, mồm to ăn lên. Trương Huyền xoa xoa Mưa Thu đầu, nhà đầu, ăn cơm quan trọng nhất, tới, nhanh ăn đi. Trương Huyền nói xong, đem chiếc đũa ngạnh nhét vào Mưa Thu trong tay, ngươi nếu không ăn, chúng ta cũng không ăn, bồi ngươi cùng nhau bị đói. Mưa Thu ngẩng đầu. Nhìn đã đem chiếc đũa buông Tương Lai cùng Bạch Trì, hốc mắt xoát một chút liền đỏ, nước mắt từ hốc mắt giữa dòng hạ, đứng dậy, hướng Trương Huyền ba người thật sâu cúc một cung, Trương ca, cảm ơn các ngươi. Được rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi, từ từ ăn xong rồi đi đem quần áo thay, lại biến thành cái kia tiểu mỹ nữ. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lôi kéo Mưa Thu cánh tay, làm nàng ngồi vào trên chỗ ngồi. Mưa Thu cầm lấy chiếc đũa, đem trong chén xuyến thịt dê bỏ vào trong miệng. Trương Huyền phát hiện, Mưa Thu thật là đói lả, ăn cái gì thời điểm ăn ngấu nghiến, cái này làm cho Trương Huyền phi thường nghi hoặc, nhà đầu này rốt cuộc đã trải qua cái gì, nàng rời đi Ngân Châu cũng không bao lâu thời gian, trên người còn có tiền thưởng 100 vạn tiền tiết kiệm, liền tính là thế phụ thân xem bệnh phải dùng một tuyệt bút tiền, nhưng không nên nghèo túng thành như vậy mới đúng. Mưa Thu cũng có chút ý thức được chính mình ăn cơm hình tượng, ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn mắt Trương Huyền, Trương ca, ta có phải hay không ăn quá nhanh? Không mau, ngươi lúc này mới nào đến nào a, nắm chặt ăn đi, bằng không ngươi một ngụm đều lạc không dưới. Trương Huyền nói, cho chính mình vớt một chén lớn thịt, một ngụm toàn bộ nhét vào trong miệng. Chương 465 ra chính công ty. Chính là, tỷ tỷ ngươi mau ăn, ta cho ngươi nói a, lão đại cùng tên ngốc này nhưng một chút thân sĩ phong độ đều không có, ăn cái gì trước nay đều không bận tâm chúng ta này đó nữ sinh. Tương Lai cũng học Trương Huyền bộ dáng, vớt lên một chén xuyến thịt. Ăn ngấu nghiến lên. Bạch Trì nghe được lời này, bĩu môi, ngươi tính cái gì nữ sinh a? Tương Lai hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Trì liếc mắt một cái. Bạch Trì vội vàng rụt rụt cổ, không dám nói lời nào. Trương Huyền ha hả cười, Bạch Trì, liền ngươi này túng kính, bị nhà ngươi tổ tiên đã biết, đến khí băng ra tới. Lão đại, ta liền nói, nàng không tính nữ sinh. Bạch Trì thực khẳng định nói. Mưa Thu nhìn mấy người đấu võ mồm bộ dáng, che miệng cười, kia mặt mới lạ cũng hòa tan không ít. Thực mau, Tương Lai làm người đưa quần áo liền đưa đến, Mưa Thu vội vàng đi phòng vệ sinh cầm quần áo thay. Này quần áo là Tương Lai dựa theo Mưa Thu dáng người tới mua, phi thường vừa người. Ân, thật xinh đẹp sao, không phải vừa mới cái kia tiểu hoa miêu. Trương Huyền uống lên nước miếng, tới, nhà đầu, nói cho ta nghe một chút đi sao lại thế này. Người lúc ấy đi rất quyết đoán a, đem ta bạn tốt xóa, điện thoại cũng thay đổi. Thực xin lỗi a Trương ca, ta chỉ là không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Mưa Thu thật ngượng ngùng nói. Trương Huyền vẫy vẫy tay,
được rồi, ta tha thứ ngươi xóa ta bạn tốt sự, nói một chút đi, người này gặp được cái gì khó khăn? Mưa Thu ngồi ở chỗ kia, thấp hèn đầu, mở miệng nói, ta tìm được ta mẹ. Trương Huyền còn nhớ rõ Mưa Thu phía trước nói qua, bởi vì Mưa Thu phụ thân thích đánh bạc, Mưa Thu mẫu thân đã nhiều năm trước liền rời đi. Ta mẹ đi rồi nhiều năm như vậy, nghe được ta ba xảy ra chuyện sau, ta mẹ cũng thực lo lắng, khiến cho ta đem ta ba đưa tới thành phố núi tới, còn giúp ta ba tìm bác sĩ. Nhiều năm như vậy, ta mẹ quá cũng không tốt, kết quả tìm cái kia bác sĩ, căn bản là cái kẻ lừa đảo, đem tiền toàn lừa đi rồi, ta mẹ cũng không có cách nào, ta ba mỗi ngày tiền thuốc men đối ta cùng ta mẹ tới nói, đều là bút cự khoản, ta chỉ có thể đánh chút việc vặt. Trương Huyền tuy rằng không biết Mưa Thu lúc ấy bị lừa sau, là cái dạng gì, nhưng đại khái cũng có thể nghĩ đến, này tương đương với đem một người toàn bộ hy vọng làm hỏng, Mưa Thu một cái nữ hải có thể căng xuống dưới, cũng không dễ dàng. Kia hôm nay đâu, hôm nay là chuyện như thế nào? Trương Huyền hỏi. Ta tìm một cái gia chính công ty làm kiêm chức, hôm nay là đi quét tước vệ sinh, nói một buổi sáng quét tước sạch sẽ liền cấp 800 đồng tiền, ta liền đi, kết quả không nghĩ tới, kia căn bản là không phải đi quét tước vệ sinh, mà là. Mưa Thu nói một nửa, không có nói xong, Trương Huyền đại khái cũng có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Ngươi không chịu cái gì ủy khuất đi. Trương Huyền nhìn Mưa Thu. Sợ nha đầu này bị cái gì ủy khuất, chính mình luẩn quẩn trong lòng. Không, Mưa Thu một cái kính lắc đầu, chỉ là vừa mới ra chính công ty cho ta gọi điện thoại, làm ta chạy nhanh trở về, bằng không ta áp 1.000 đồng tiền tiền thế chấp liền không lùi cho ta. Hành đi, ăn cơm trước, chờ cơm nước xong, chúng ta cùng đi cái kia ra chính công ty. Trương Huyền vỗ vỗ Mưa Thu phía sau lưng. Mưa Thu một cái kính lắc đầu, Trương ca, vẫn là không đi đi. Cái kia công ty giống như có hắc đạo bối cảnh, chúng ta không thể trêu vào. Bạch Trí nghe, cười khúc khích, mỹ nữ, người cứ yên tâm đi, còn không có hắc đạo so với chúng ta lão đại hắc đâu. Hừ, tương lai đôi tay hướng trước người một ôm, ta liền cảm thấy lão đại nhưng ôn nhu, là cái hảo nam nhân. Được rồi, nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta qua đi nhìn xem. Mấy người Mỹ từ từ ăn đốn cái lẩu, vốn dĩ Trương Huyền là chuẩn bị hôm nay liền về trước Ngân Châu. Bất quá nếu gặp Mưa Thu, phải trước đem Mưa Thu bên này sự cấp giải quyết. Trương Huyền nhìn mắt di động, hắn mấy ngày nay cấp Lâm Thanh Hạm phát tin tức, Lâm Thanh Hạm một cái đều không có hồi phục. Một đốn cái lẩu ăn xong, mấy người rời đi tiệm lẩu, chiều Mưa Thu nói cái kia ra chính công ty tìm đi. Ăn cơm thời điểm, Mưa Thu di động liền không ngừng vang, là cái kia ra chính công ty đánh tới, không ngừng thúc giục Mưa Thu trở về. Bạch Trì, nên tìm người đều tìm sao? Trương Huyền hỏi một tiếng. Đều liên hệ lão đại, toàn bộ thành phố núi lớn lớn bé bé sở hữu bang hội, ta đều đã làm người thông chi tới rồi, từ từ liền đến. Bạch Trì gật đầu. Hành, Trương Huyền khóe miệng treo lên một nụ cười, ra chính công ty, như vậy cái treo đầu dê bán thịt chó địa phương, cũng có thể ở thành phố núi sinh tồn đi xuống. Mưa Thu nói cho Trương Huyền, cái kia ra chính công ty khoảng cách nàng trụ địa phương cũng không xa. Trương Huyền tới rồi vừa thấy. Mưa Thu trụ địa phương, liền cùng nàng ở Ngân Châu trụ địa phương không có gì hai dạng, thuộc về một loại nghèo khó khu, ở hiện tại cái này cao ốc building san sát thời đại, Mưa Thu trụ địa phương, đều làm Trương Huyền có loại cửa sổ lọt gió ảo giác. Thượng thế kỷ thập niên 70 cái loại này nhà cũ, bởi vì quanh thân thật sự không có gì phát triển, đến bây giờ đều không có phá bỏ và di rời, nơi này tiền thuê nhà tiện nghi, không có bất động sản phí, ở nơi này, đều là một ít sinh hoạt gian khổ người. Trương ca, chính là kia. Mưa Thu cấp Trương Huyền duỗi tay chỉ một chút. Trương Huyền nhìn đến, một chàng độc lập tiểu nhị lâu đang ngồi dừng ở này phiến lão phòng khu trước, thượng viết thanh niên ra chính công ty 6 cái chữ to. Lão đại, người đừng nói, nhà này chính công ty, trang còn giống như vậy hồi sự. Ra chính công ty thượng, viết cái gì rửa sạch sàn nhà, rửa sạch máy hút khói linh tinh chữ, nhưng xuất nhập ra chính công ty người, trung niên nam nhân. Trương Huyền lắc lắc đầu. Như vậy một chỗ, chính là chuyên môn lừa những cái đó không có gì xã hội kinh nghiệm nữ sinh, hơn nữa ra chính công ty chạy đến nơi này, cũng là kết luận ở nơi này người không có gì bối cảnh, bọn họ mới có thể tùy ý làm bậy. Ở nhà chính công ty trước cửa, đứng hai gã tráng hán, vừa thấy đến Mưa Thu, hai gã tráng hán lập tức chiều bên này chạy tới. Tiểu tiện hóa, người rốt cuộc đã trở lại, tới, theo ta đi. Một người tráng hán, duỗi tay liền chiều Mưa Thu trên người chụp tới. Trương Huyền một cái cất bước, che ở Mưa Thu trước người, chụp bay tráng hán duỗi tới tay, có chuyện gì, cho ta nói.
Tráng hán mắt lé nhìn Trương Huyền, tiểu tử, ngươi ai a ngươi? Đây là ta muội muội. Trương Huyền vỗ vỗ Ngư Thu bả vai. Nga, ngươi muội muội a. Tráng hán đánh giá liếc mắt một cái Trương Huyền, nói như thế, hôm nay làm ngươi muội đi làm việc, nàng đem người cố chủ cấp bị thương, ngươi nói đi, này bút chướng như thế nào tính? Không phải, Ngư Thu vội vàng lắc đầu, là hắn muốn cưỡng bách ta, ta chạy thời điểm chính hắn ngã xuống thang lầu. A, tráng hán cười lạnh một tiếng, chính mình ngã xuống thang lầu. Chúng ta cắt cử các ngươi là đi làm việc, không phải cho các ngươi cùng cố chủ tự tìm phiền phức. Tráng hán vừa dứt lời, liền nghe kia gia chính công ty trước cửa truyền đến tiếng la. Kia tiểu tiện nhân ở đâu đâu? Ở đâu đâu? Đem nàng cho ta mang lại đây. Trương Huyền mấy người chiều thanh âm truyền đến địa phương vừa thấy, liền thấy một người 40 tới tuổi trung niên nam nhân, đính một cái bụng to, ở vài tên tráng hán nâng hạ chiều bên này đi tới. Chương 466 Phùng Nhiên tiên sinh ở sao? Trương Huyền nhìn cái này trung niên nam nhân, quay đầu lại hỏi Thanh Mưa Thu, là hắn sao? Ân, Mưa Thu nhược nhược gật gật đầu, Trương ca, hắn thật là chính mình chạy xuống thang lầu té ngã. Không sao cả, Trương Huyền nhún vai, liền tính hắn không quăng ngã, từ từ cũng hảo không được. Mưa Thu nghe được lời này, còn có chút không rõ Trương Huyền ý tứ, bất quá Trương Huyền bên người Bạch Chỉ cùng tương lai nhưng thật ra rất rõ ràng Trương Huyền chỉ chính là cái gì. Có thể nhìn đến. Trung niên nam nhân đi đường đều không có phương tiện, đùi ở phía trước té bị thương, ở hai gã tráng hán nâng hạ, trung niên nam nhân đi tới, tiểu tiện nhân, làm bị thương lão tử, phóng lão tử bồ câu, còn hắn sao đi bớt thời giờ thay đổi thân quần áo. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, tương lai mày nhăn lại. U, trung niên nam nhân nhìn đến tương lai, trước mắt sáng ngời, còn có cái xinh đẹp muội muội a, hảo, phi thường hảo. Trung niên nam nhân nhìn về phía kia trong nhà trung tâm người. Quát, đem các người giám đốc kêu ra tới. Vương lão bản, Vương lão bản, này nào dùng đến ngài kêu ta a, ta chủ động liền tới rồi. Trung niên nam nhân thanh âm vừa ra, liền thấy một người hơn 30 tuổi nữ nhân, vẻ mặt cười nịnh chạy tới. Vương lão bản hừ lạnh một tiếng, lão tử cho các người 3.000 đồng tiền, các người chính là như vậy làm việc. Vương lão bản, thật sự ngượng ngùng, là chúng ta sai, lập tức liền cho ngài xử lý. Gia chính công ty giám đốc hướng Vương lão bản lấy lòng cười cười, theo sau một đôi mắt tràn ngập nghiêm khắc chừng mắt Mưa Thu, người sao lại thế này, kia 1.000 đồng tiền tiền thế chấp còn có nghĩ muốn. Gia chính công ty giám đốc, là đoan chắc ở tại này phụ cận người không có tiền, cho nên lấy kia 1.000 đồng tiền uy hiếp Mưa Thu thời điểm, có vẻ tự tin 10 phần. Không phải giám đốc, Mưa Thu liên tục lắc đầu, hắn không phải muốn ta đi quét tước vệ sinh, hắn là muốn ta. Câm miệng đi ngươi. Giám đốc không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Mưa Thu liếc mắt một cái, 800 khối quét tước một buổi sáng vệ sinh. Người nói cho ta đi đâu tìm như vậy tốt sự, người tại đây cho ta giả ngu giả ngơ đâu. Đứng ở một bên Bạch Trì ha hả cười, người khác cho các người 3.000 khối, các người mới lấy 800 ra tới, này Triều Thành cũng quá cao đi. Giám đốc nhìn Trương Huyền cùng Bạch Trì, một bộ không để bụng tư thái, hai cái soái ca, các ngươi là tới làm gì? Giúp các ngươi bằng hữu xuất đầu. Ngươi đem ta muội kia 1.000 đồng tiền tiền thế chấp lui nàng, chúng ta liền đi, việc này cùng ngươi không quan hệ. Trương Huyền nhìn giám đốc liếc mắt một cái. Lui, giám đốc cười nhạo một tiếng, nàng bị thương chúng ta Vương lão bản, chúng ta xem nàng đáng thương, không hỏi nàng muốn tiền thuốc men đều không tồi, còn đem tiền thế chấp lui nàng, ngươi cho chúng ta là làm từ thiện a. Lão tử cũng không cần tiền thế chấp, chỉ cần này hai nữ bồi lão tử chơi một chút, lão tử một người cấp 5.000. Vương lão bản hào khí nói, ta dựa, tương lai, người như vậy đáng giá a. Bạch Trì há to miệng, một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn tương lai. Muốn chết a ngươi, tương lai hung hăng một chân đạp lên Bạch Trì mu bàn chân thượng. Bạch Trì đau một trận nhe răng trợn mắt. Giám đốc nhìn mắt Trương Huyền, tiểu tử, lão nương lăn lộn nhiều năm như vậy, người người như vậy, lão nương thấy nhiều, đơn giản chính là nghĩ đến vớt điểm biên sao, nột, này đó cho ngươi, đủ rồi sao. Giám đốc trực tiếp vứt ra 500 đồng tiền. Vương lão bản một đôi mắt không ngừng trong tương lai cùng Mưa Thu trên người nhìn quét, trong đầu đã ảo tưởng khởi một ít bất kham hình ảnh. Trương Huyền xem cũng không xem kia 500 khối liếc mắt một cái, ta chỉ nghĩ làm ngươi đem ta muội tiền thế chấp lui, đến nỗi tiền thuốc men, chính hắn té ngã, tiền thuốc men cũng muốn chúng ta bỏ ra sao. Thật là khôi hài, giám đốc đôi tay chống nạnh, này đồ đê tiện nếu không chạy,
chúng ta Vương lão bản có thể đi truy nàng sao? Người quả thực là vô sỉ, Tương Lai phồng lên quai hàm. Vô sỉ, tiểu muội muội, ta từ từ khiến cho ngươi trông thấy càng vô sỉ, hắc hắc. Vương lão bản nhìn Tương Lai, phát ra đáng khinh tiếng cười. Trương Huyền thở sâu, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, này tiền, ngươi trở về là không lùi. U, uy hiếp ta. Giám đốc vẻ mặt khinh thường cười nói, nàng lấy ra bộ đàm, hướng bộ đàm trung hô một tiếng đều lại đây. Giám đốc vừa mới đem bộ đàm buông, liền thấy người môi giới công ty nội, một chút liền trào ra mười mấy danh tinh tráng hán tử, mỗi người trong tay đều cầm côn bổng linh tinh đồ vật, chiều bên này đi tới, trong nháy mắt liền đem Trương Huyền mấy người bao quanh vây quanh. Giám đốc nhìn Trương Huyền, mở miệng, ta này tiền, nếu không lui, người còn có thể đem ta thế nào? Trương Huyền lắc lắc đầu, không có lại cùng giám đốc nói chuyện, mà là hướng Bạch Trì nói, này cửa hàng, đừng làm cho khai đi, sở hữu có quan hệ người, toàn bộ xử lý rớt. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, giám đốc lập tức phát ra tiêm tế tiếng cười, thật lớn khẩu khí, này thành phố núi, còn không có người ta nói dám để cho chúng ta cửa hàng không khai đâu. Tương Lai tràn ngập chán ghét nhìn Vương lão bản liếc mắt một cái, ngu ngốc, đem hắn cũng cho ta phế đi, ta nhìn ghê tởm. Phế ta, Vương lão bản giống như nghe được đời này lớn nhất chê cười giống nhau, liền các ngươi này đó tiểu bụi đời, còn tưởng đối ta thế nào, biết sao? Lão tử là cùng chim ngói. Vương lão bản giọng nói vừa mới lạc, một bên liền vang lên một đạo thanh âm. Như thế nào, chim ngói thực cuồng sao? Khi nào cùng người của hắn, cũng trở nên như vậy kiêu ngạo. Thanh âm này vừa ra. Vương lão bản cùng gia chính công ty giám đốc, liền chiều người nói chuyện nhìn lại. Ở nhìn đến nói chuyện người nháy mắt, Vương lão bản cùng giám đốc đồng thời kinh ngạc một chút, lập tức lộ ra một bộ hiến tốt biểu tình. Chí Minh ca, là cái gì phong đem ngài cấp thổi tới a? Vương lão bản vội vàng đẩy ra nâng chính mình hai gã trắng hán, bước nhanh đi qua. Hắn nhưng phi thường rõ ràng, vị này Chí Minh ca, là chim ngói ca lão đại. Bị gọi Chí Minh ca, là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, hắn nhìn mắt Vương lão bản, không có đi lý, mà là lớn tiếng nói, vị nào là Phùng Nhiên Phùng tiên sinh. Trương Huyền đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Bạch Trì, hắn còn tưởng rằng cái này cái gì Chí Minh ca là Bạch Trì gọi tới người đâu. Bạch Trì lắc lắc đầu, hắn cũng không quen biết gọi là gì Phùng Nhiên. Chí Minh ca thanh âm vừa mới lạc, bên cạnh lại nghĩ tới một đạo thanh âm, xin hỏi, Phùng Nhiên Phùng tiên sinh ở sao? Vương lão bản cùng giám đốc lại triều tân nói chuyện người nọ nhìn lại. Đây là, hắc hổ sẽ lão đại. Vương lão bản cùng giám đốc không khỏi run lập cập, giám đốc càng là chạy nhanh ý bảo chính mình người đem trên tay đồ vật thu hồi tới. Này hắc hổ sẽ đại ca, cùng Chí Minh ca chính là cùng cái cấp bậc. Chí Minh ca nhìn thấy hắc hổ sẽ đại ca sau, hướng đối phương gật đầu ý bảo. Năm chiếc Audi xe chạy nhanh mà đến, ngừng ở nơi này, cửa xe mở ra, mỗi chiếc xe thượng đều xuống dưới năm tên hắc y đại hán, này đó đại hán trong tay toàn cầm khảm đao, trong đó dẫn đầu một người lớn tiếng nói, Phùng Nhiên Phùng tiên sinh ở đâu, chúng ta lão đại làm ta dẫn người lại đây, là ai đắc tội Phùng Nhiên Phùng tiên sinh a? Vương lão bản cùng giám đốc vừa thấy này năm người, vội vàng rụt rụt cổ, đây là tạ lão đại người. Chương 467 tất cả đều là đại ca. Này đã đến mấy nhóm người, trong miệng tất cả tại nhắc mãi Phùng Nhiên tiên sinh. Làm Vương lão bản cùng giám đốc nghi hoặc, vị này kêu Phùng Nhiên, rốt cuộc là cái gì đại nhân vật, có thể làm nhiều như vậy đại lão thay hắn ra mặt. Thậm chí liền tạ lão đại người đều tới, này tạ lão đại, là này một mảnh hoàn toàn xứng đáng địa đầu xã. Còn không đợi Vương lão bản cùng giám đốc lại nhiều khiếp sợ cái gì, lại có 5 chiếc màu đen chạy băng băng xe xử tới, mỗi một chiếc giá cả, đều ở trăm vạn trở lên. Vừa mới cưỡi Audi xa tiền tới người. Híp mắt nhìn mấy chiếc chạy băng băng xe, tình huống như thế nào, nơi này sự tình, quan hệ lão Tống bên kia chuyện gì? Chẳng lẽ, chính là bọn họ muốn đối phó Phùng Nhiên tiên sinh? Mấy chiếc chạy băng băng xe dừng lại, cửa xe mở ra, động tác nhất trí đi ra một đám tráng hán. Ai hắn sao dám động Phùng Nhiên tiên sinh? Lại là Phùng Nhiên. Vương lão bản cùng giám đốc liếc nhau, đều ở kỳ quái, này Phùng Nhiên rốt cuộc là ai, bọn họ liền tại đây một mảnh trà trộn. Không có nghe nói qua tên này a, đặc biệt là, lần này nhiều như vậy đại nhân vật, còn tập trung tại đây gian gia chính công ty trước. Mấy chiếc chạy băng băng xe mới vừa nghe, lại nghe một trận tiếng còi. Phía trước người, hắn sao nhường một chút, đem này đổ này làm gì? Mười mấy chiếc Land Rover lái qua đây.
Người hắn sao nói chuyện liền nói lời nói, cấp lão tử nói nhỏ thôi. Chạy băng băng xe người mắng một tiếng. Nhỏ giọng, tại đây thành phố núi, còn không có người có thể làm ta tệ ảnh nhỏ giọng. Land Rover trên xe truyền đến như vậy thanh âm. Tệ ảnh, tề lão đại, thành bắc lớn nhất xã đoàn. Chạy băng băng xe người vội vàng cả kinh, nói, tề lão đại, ngượng ngùng, ta là tống lão đại người, tới này xử lý chút việc, này liền cho ngươi tránh ra. Mấy chiếc chạy băng băng xe vội vàng tránh ra lộ, những người này vốn tưởng rằng Land Rover đoàn xe chỉ là đi ngang qua mà thôi. Kết quả, Land Rover đoàn xe cũng ngừng ở nơi này, cửa xe mở ra, một đám người từ trên xe xuống dưới. Xin hỏi Phùng Nhiên tiên sinh là vị nào? Chúng ta lão đại làm ta lại đây giúp Phùng Nhiên tiên sinh giải quyết vấn đề. Tề lão đại xuống xe sau, thực khách khí lớn tiếng nói. Vẫn là Phùng Nhiên. Nghe được tề ảnh nói, ở đây người đều ngốc, nguyên bản chỉ là hai cái xã đoàn tiểu đầu đầu, theo sau tới người thế lực càng lúc càng lớn, liền địa đầu xa đều tới. Đến bây giờ, toàn bộ thành phố núi thành bắc xã đoàn đương ra, đều tự mình dẫn người lại đây, mà nghe tề lão đại nói, vị này Phùng Nhiên tiên sinh. Nhận thức chính là tề lão đại đại ca. Tề lão đại đại ca là cái gì nhân vật? Đó là dậm chân một cái đều sẽ làm thành phố núi chấn động đại ca. Ở Land Rover đoàn xe tới sau, lại là một số lớn đoàn xe tới rồi, cuồn cuộn không ngừng, tất cả đều ngừng ở nơi này. Phùng Nhiên tiên sinh ở sao? Phùng Nhiên tiên sinh, ta là thành nam lão què ca người. Phùng Nhiên tiên sinh. Phùng Nhiên tiên sinh ngài hảo. Vừa mới còn kiêu ngạo dị thường vương lão bản cùng giám đốc, giờ phút này nhìn đã đến này đó đại lão, liền lời nói cũng không dám nói, run run rẩy rẩy đứng ở một bên, quang như vậy một hồi, nơi này liền tụ tập mấy trăm hào người, hơn nữa nhân số còn ở gia tăng, mỗi tới một cái người, đều ở tìm Phùng Nhiên tiên sinh. Hơn nữa phải biết rằng, này mấy trăm hào người, còn không phải bình thường xã đoàn tiểu đệ, mỗi một cái đi ra ngoài, kia đều là xã đoàn tiểu lãnh đạo cấp bậc. Phóng tới nhà này ra chính trong công ty, tùy tiện tới một cái, đều đến làm giám đốc trịnh trọng đối đãi, đều phải làm vương lão bản bồi thượng gương mặt tươi cười. Tính một chút, này đó xã đoàn đại ca, cơ hồ là trải rộng toàn bộ thành phố núi, này Phùng Nhiên tiên sinh, là đem toàn bộ thành phố núi toàn bộ lão đại đều tìm tới a. Ra chính công ty trước cửa, đen nghìn nghịt vây quanh mấy trăm hào người, làm người thường cũng không dám tùy tiện hướng nơi này đi, thậm chí liền xem cũng không dám nhiều xem một cái. Tới, nhường một chút a, đen nghìn nghịt trong đám người, vang lên một đạo thanh âm. Liền thấy một người hơn 20 tuổi thanh niên, đẩy ra đám người, đã đi tới, hắn ở trong đám người tìm tòi một vòng, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới bạch trì trên người, hô to một tiếng, bạch lão đại, bạch lão đại. Thanh niên vội vàng chiều bạch trì bên này chạy tới. Bạch trì nhíu nhíu mày, quát lớn một tiếng, nhỏ giọng điểm. Thanh niên vội vàng gật đầu, không dám ra tiếng. Bạch trì chỉ hạ Trương Huyền, hướng thanh niên nói, đây là ta lão đại, ngươi kêu Trương ca là được. Trương ca hảo, Trương ca hảo, thanh niên vội vàng hướng Trương Huyền vấn an. Lão đại, tiểu tử này là thành phố núi nhà giàu số một con một, kêu cái gì? Cái gì, Bạch trì lộ ra một bộ suy tư bộ dáng, như thế nào cũng nghĩ không ra. Kêu ta tiểu ngũ là được, thanh niên bày ra một bộ gương mặt tươi cười. Một chút cũng chưa bởi vì Bạch Trì không nhớ kỹ hắn tên sự mà sinh khí. Nếu bị quen thuộc tiểu ngũ người, nhìn đến tiểu ngũ dáng vẻ này, nhất định sẽ kinh rớt trong mắt. Làm thành phố núi nhà giàu số một con một, tiểu ngũ đi đến nơi nào không phải tiền hô hậu ủng, ở thành phố núi, chưa từng có người dám đắc tội hắn, nhưng hiện tại, hắn lại như là một cái chó săn giống nhau. Trương Huyền gật gật đầu, ân, ngươi hảo. Đối với tiểu ngũ loại này nhân vật, Trương Huyền cũng không có quá nhiều để ý tới, thành phố núi nhà giàu số 1, ở Trương Huyền trong mắt, cũng liền như vậy. Bạch trì vẻ mặt bất mãn nhìn tiểu ngũ, ta làm ngươi kêu người đâu. Này đó đều là ta gọi tới người a. Tiểu ngũ duỗi tay chỉ một vòng. Vương lão bản cùng gia chính trung tâm giám đốc trạm ly Trương Huyền mấy người rất gần, vừa nghe đến tiểu ngũ nói, trực tiếp cười ra tiếng tới. Vương lão bản mở miệng, tiểu tử, người hắn sao là sống ở trong mộng đâu đi. Này đó đại ca, đều là ngươi gọi tới. Tiểu ngũ nhíu mày nhìn về phía vương lão bản, ngươi là cái thứ gì? Dám cùng lão tử nói như vậy. Tiểu ngũ ở bạch trì trước mặt cung kính, ở người khác trước mặt đó là phá lệ kiêu ngạo, này đó xã đoàn lão đại, ở vương lão bản trong mắt, đó là cao không thể phàn tồn tại, nhưng đối với tiểu ngũ tới nói, bất quá chính là một đám đưa tiền làm việc người mà thôi.
Trước hết đã đến kia Chí Minh ca nghe được Tiểu Ngũ nói, vội vàng hỏi, xin hỏi ngươi là Phùng Nhiên tiên sinh sao? Phùng Nhiên là ai? Tiểu Ngũ vẻ mặt nghi hoặc. Vừa nghe Tiểu Ngũ phủ nhận, Chí Minh ca tiếc nuối lắc lắc đầu. Vương lão bản cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ta nói cho ngươi, này đó đại ca, tất cả đều là nhân gia Phùng Nhiên tiên sinh tìm tới, ngươi nói là ngươi tìm tới, ngươi liền Phùng Nhiên tiên sinh là ai cũng không biết, trang cái gì bức đâu. Bạch Trì bất mãn nhìn mắt Tiểu Ngũ, làm sao bây giờ sự? Bạch Trì cùng Trương Huyền quan hệ thực hảo, mọi người đều là cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ, nhưng Trương Huyền giao cho Bạch Trì nhiệm vụ, Bạch Trì trước nay đều là làm được xinh xinh đẹp đẹp, không có giống hôm nay như vậy quá. Tiểu Ngũ vừa thấy Bạch Trì có chút tức giận, vội vàng mở miệng, Bạch lão đại, ngươi đừng nóng giận, những người này ta ngày thường cũng không sao tiếp xúc, giao cho bí thư đi làm, ta hiện tại liền gọi điện thoại hỏi. Tiểu Ngũ mới vừa lấy ra di động, liền nghe một trận nặng nề tiếng còi xe hơi vang lên. Một chiếc treo 5-8 biển số xe Rolls Royce, xử tiến đám người giữa. Này đó đã đến xã đoàn đại ca, ở nhìn đến 5-8 biển số xe Rolls Royce khi, đều thu hồi chính mình ngạo khí, trong lòng biết treo loại này biển số xe người, không phải chính mình có thể chọc đến khởi. Nguyên bản muốn gọi điện thoại Tiểu Ngũ, cũng thu hồi di động, này chiếc xe, đúng là hắn làm chính mình bí thư mở ra. Chương 468 hoa danh Phùng Nhiên. Này chiếc Rolls Royce chậm rãi xử nhập đám người, ở Tiểu Ngũ trước mặt dừng lại. Cửa xe mở ra, một người thân xuyên màu đen tây trang trung niên nam nhân từ trên xe đi xuống tới. Này trung niên nam nhân chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một cổ uy nghiêm cảm. Chung quanh xã đoàn đại ca, ánh mắt tất cả tại tên này trung niên nam nhân trên người đánh giá. Tiểu Ngũ đi lên trước, một cái tát phiến đến trung niên nam nhân cái ót thượng. Mắng, ta hắn sao làm ngươi tìm người đâu? Ngươi làm sao bây giờ sự? Trung niên nam nhân khóc tang một khuôn mặt, thần sắc ủy khuất nói, thiếu gia, này đó đều là ta tìm tới a. Ngươi tìm tới, ta đi ngươi sao? Tiểu Ngũ một chân đá vào trung niên nam nhân trên người, người khác nói là cái gì Phùng Nhiên tìm tới, ngươi hắn sao kêu Phùng Nhiên? Tiểu Ngũ hiện tại một bụng lửa giận, chính mình này Bạch lão đại, chính là chính mình hoa thật lớn quan hệ mới leo lên. Hiện tại thật vất vả có thể làm chính mình làm một chuyện, chính mình còn cấp làm thành như vậy, làm Bạch lão đại đều không vui. Phùng Nhiên, trung niên nam nhân vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhíu mày hướng trong xe hỏi một tiếng, sao lại thế này? Rolls Royce chủ điều khiển môn mở ra, một người hơn 30 tuổi nam nhân đi xuống xe, hướng Tiểu Ngũ cúi đầu khom lưng, thiếu gia hảo, thiếu gia hảo. Trước hắn sao cho ta các vị đại ca vấn an, Tiểu Ngũ một chân đá đến này tài xế trên người. Người cái không nhãn lực giới đồ vật. Tài xế vội vàng hướng Trương Huyền mấy người vấn an. Trung niên nam nhân bất mãn nhìn tên này tài xế, ta làm ngươi kêu người đâu. Nhân gia nói là Phùng Nhiên tìm tới. Tài xế ngượng ngùng hướng trung niên nam nhân cười cười, chủ bí thư, ta ở bên ngoài hoa danh, đã kêu Phùng Nhiên. Cách gần nhất Chí Minh ca vừa nghe lời này, đột nhiên cả kinh, đi lên trước tới, thật cẩn thận hỏi, ngài chính là Phùng Nhiên tiên sinh. Ngài nhận thức chúng ta lão đại Cường ca. Cường ca, cường tử gì thời điểm cũng dám xưng ca. Tài xế ngạo nghễ nhìn mắt Chí Minh ca. Chí Minh ca thân thể chấn động, ở trên đường, rất ít có người dám kêu chính mình đại ca kêu cường tử, dám như vậy xưng hô chính mình đại ca, kia đều là có uy tín danh dự nhân vật. Phùng Nhiên tiên sinh, ngài rốt cuộc tới. Kia thành Bắc đại ca Tề Ảnh, vội vàng bước nhanh đi tới, đến tài xế trước mặt, Phùng tiên sinh, ngài còn nhớ rõ ta sao? Ta là lão bát người, lần trước bữa tiệc thượng gặp qua ngài một lần. Thành Bắc đại ca Tề Ảnh ở tài xế trước mặt biểu hiện phi thường cung kính. Tài xế gật gật đầu, ân, có điểm ấn tượng. Phùng Nhiên tiên sinh, ta là lão què ca người, lão què ca kêu ta tới. Phùng Nhiên tiên sinh, ta là Thành Đông A Đao. Thành Đông Đao ca, là thành phố núi mặt đông lớn nhất xã đoàn xã trưởng. Phùng Nhiên tiên sinh, ta là... Tài xế vừa nói ra bản thân danh hào, những cái đó xã đoàn đại ca, toàn bộ đều đi lên kỳ hảo. Phùng Nhiên tiên sinh, ngài là gặp được chuyện gì sao? Thành Bắc đại ca Tề Ảnh thật cẩn thận hỏi. Tài xế nghe thấy cái này, sắc mặt biến đổi, không phải ta có việc, là nhà của chúng ta thiếu gia có việc. Ta xem các ngươi này đó xã đoàn, cũng nên suốt, thủ hạ người đều là bộ dáng gì, liền chúng ta thiếu gia đều dám trêu. Này đó xã đoàn đại ca trong lòng giật mình. Liền Phùng Nhiên tiên sinh đều xưng hô vì thiếu gia người đều dám trêu, ai như vậy đuôi mù.
nay đến trở thành toàn thành phố núi xã đoàn công địch. Này đó các đại ca ánh mắt toàn chiều Tiểu Ngũ trên người nhìn lại. Tiểu Ngũ bĩu môi, các ngươi hắn sao đừng nhìn ta, là chọc ta Bạch lão đại. Này đó xã đoàn đại ca vừa nghe, thân mình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất, này chọc đến còn không phải Phùng Nhiên tiên sinh thiếu gia, mà là Phùng Nhiên tiên sinh thiếu gia đại ca a. Này hắn sao, không phải tìm chết sao? Kia gia chính công ty giám đốc cùng Vương lão bản sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch, hai người bọn họ nhìn chằm chằm Trương Huyền mấy người, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng có tầng này thân phận. Làm chút làm chính mình đủ để nhìn lên, một ngón tay đầu là có thể bóp chết chính mình xã đoàn đại ca, liền nhân ra tiểu đệ đều không xứng. Mưa Thu trừng lớn đôi mắt nhìn bên cạnh Trương Huyền, nàng biết Trương Huyền rất có bản lĩnh, nhưng không nghĩ tới, ở rời xa Ngân Châu thành phố núi cũng lợi hại như vậy. Trương Huyền cấp Bạch Trì đưa mắt ra hiệu. Bạch Trì gật gật đầu, Lãng Thịnh nói, ta hỏi các ngươi, nhà này ra chính công ty, là ai quản? Chí Minh ca vừa nghe, vội vàng run run rẩy rẩy đứng ra, là ta thủ hạ một tiểu đệ xem bãi. Bạch Trì vừa nghe, cười một chút, trận này tử thật đúng là lợi hại a, liền ta lão đại muội muội đều xem khi dễ. Cái gì? Chí Minh ca thân thể chấn động, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đem ánh mắt phóng tới Vương lão bản cùng gia chính công ty giám đốc trên người, ở hắn vừa tới thời điểm, chính là tận mắt nhìn thấy đến hai người bọn họ dẫn người cầm côn bổng vây quanh ở nơi này. Còn lại xã đoàn đại ca, tất cả đều dùng một bộ thương hại ánh mắt nhìn Chí Minh ca. Nhìn dáng vẻ, lão bát cũng hỗn không nổi nữa. Hắn thủ hạ người quản lý không tốt, đắc tội như vậy đại nhân vật, sớm muộn gì bị thay thế được. Vương lão bản cùng gia chủ công ty giám đốc sợ tới mức cả người phát run, bọn họ sao có thể nghĩ đến, một cái ở tại này lão phòng khu nghèo nha đầu, sẽ có cái thế lực lớn như vậy ca. Nhìn chung quanh những cái đó xã đoàn lão đại đầu tới bất thiện ánh mắt, Vương lão bản cùng gia chính công ty giám đốc hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, hai người bọn họ chính là rất rõ ràng, bị này đó đại ca theo dõi, đừng nói chính mình về sau còn có thể hay không hỗn, ngay cả ngày mai buổi sáng Thái Dương còn có thể hay không thấy, đều không nhất định. Vương lão bản cùng gia chính công ty giám đốc, giờ phút này căn bản bất chấp cái gì mặt mũi linh tinh vấn đề, đầu không ngừng chiều trên mặt đất khái đi. Đại ca, thực xin lỗi, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Đại ca, người tạm tha chúng ta lúc này đây đi, chúng ta cũng không dám nữa, người đòi tiền, ta cho ngươi, ta đem tiền toàn cho ngươi được không? Đối mặt Vương lão bản cùng gia chính công ty giám đốc xin tha thanh, Bạch Trì xem đều không xem một cái, vẫy vẫy tay, đều giải quyết đi. Vừa nghe Bạch Trì lời này, Vương lão bản cùng gia chính công ty giám đốc sắc mặt khó coi tới rồi vài giờ, này giải quyết hai chữ, bên trong chính là ẩn chứa rất nhiều ý tứ a. Này đó xã đoàn đại ca, liền giống như nhìn thẳng dương đàn dã lang giống nhau, trước mặt này hai người, chính là bọn họ tốt nhất biểu hiện cơ hội a, có thể ở Phùng Nhiên tiên sinh thiếu gia đại ca trước mặt biểu hiện một phen, này đối chính mình tới nói, là lớn lao chuyện tốt. Trương Huyền đi đến gia chính công ty giám đốc trước mặt, lắc lắc đầu, ta chỉ là muốn hồi ta muội kia 1.000 khối tiền thế chấp, người một hai phải đem sự tình làm thành cái dạng này, hà tất đâu. Đại ca, thực xin lỗi, ta thật biết sai rồi. Thực xin lỗi. Gia chính công ty giám đốc không ngừng dập đầu. Đem tiền thế chấp lui đi, Trương Huyền nhàn nhạt nói. Gia chính công ty giám đốc nào còn dám có dư thừa nói, vội vàng đem tiền đem ra. Trương Huyền cố ý đếm một chút, xác định là 1.000 khối không có lầm sau, đem tiền giao cho Mưa Thu, vỗ vỗ Mưa Thu phía sau lưng, rời đi nơi này. Trương Huyền chân trước mới vừa đi, gia chính công ty giám đốc cùng Vương lão bản đã bị một đám xã đoàn lão đại bao quanh vây quanh, thực mau, liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 469 phòng khám. Mưa Thu nghe được phía sau tiếng kêu thảm thiết, còn có chút lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mưa Thu đầu vừa mới chuyển tới một nửa, đã bị Trương Huyền giữ chặt cánh tay, nhà đầu, cho ta nói hạ, người cái kia tiền, là như thế nào bị lừa. Trương Huyền vừa hỏi việc này, Mưa Thu lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn lại đây. Cái kia bác sĩ là ta mẹ một cái thân thích giới thiệu, ta mẹ thực tín nhiệm đối phương, ta lúc ấy cũng sốt ruột cho ta ba chữa bệnh, liền không tưởng nhiều như vậy, kết quả. Mưa Thu nói, trên mặt lộ ra một mặt tức giận. Cái loại này quá mức tin tưởng người khác mà dẫn tới bị lừa cảm giác, sẽ làm nhân cách ngoại khó chịu. Vậy các ngươi không báo nguy sao? Trương Huyền kỳ quái hỏi. Báo nguy, Mưa Thu gật đầu,
chính là không có chứng cứ, cảnh sát cũng vô pháp quản. Trương Huyền lắc lắc đầu, đối với vô pháp quản, không muốn quản, lười đến quản, này chi gian khác nhau, có thể tùy ý biến hóa, hắn lại hỏi Mưa Thu, kia a gì cái kia thân thích, hiện tại ở đâu? Nàng ở trong thành ở, cái kia giả bác sĩ đem chúng ta tiền lừa đi ngày hôm sau, nàng liền thay đổi chiếc hảo xe. Mưa Thu cắn chặt ngân nha, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, nàng mẫu thân kia thân thích mua xe tiền là từ đâu tới, kia chính là Mưa Thu phụ thân cứu mạng tiền. Trương Huyền trầm ngâm 2 giây, ngươi có thể liên hệ thượng sao, mang ta đi tìm nàng. Ta mẹ có thể, Mưa Thu gật gật đầu, bất quá Trương ca, chúng ta không có bất luận cái gì chứng cứ, này tiền rất khó phải về tới. Không có việc gì, ta có biện pháp, Trương Huyền an ủi một tiếng. Bạch Chỉ cùng Tương Lai liếc nhau, theo sau mở miệng, lão đại, ta đây cùng Tương Lai liền về trước trên đảo, cái kia đồ vật đến nắm chặt thời gian nghiên cứu, hơn nữa hiện tại nhật tử cũng mau tới rồi, nên chuẩn bị đại hội sự. Bạch Chỉ vừa nhắc nhở, Trương Huyền mới nhớ tới, này đều mau đến thế giới ngầm đại hội nhật tử, hắn trong khoảng thời gian này, đều thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên, lần này thế giới ngầm đại hội tổ chức địa điểm, chính là ở Quang Minh đảo thượng. Trương Huyền gật gật đầu, kia hành, các ngươi liền đi về trước đi. Lão đại, kia lần này đại hội, ngươi sẽ tham gia sao? Bạch Chỉ hỏi một tiếng, phía trước có kia giới thế giới ngầm đại hội, Trương Huyền liền không có ra mặt. Đến lúc đó xem đi, Trương Huyền cũng không xác định trả lời. Bạch Chỉ cùng Tương Lai hướng Mưa Thu từ biệt sau, nhanh chóng rời đi. Trương Huyền cùng Mưa Thu, tắc trực tiếp đi bệnh viện. Kỳ thật nói là bệnh viện, chỉ bằng nói là một gian phòng khám, Mưa Thu phụ thân liền ở tại này gian tiểu phòng khám chung, bệnh viện sang quý nằm viện phí cùng trị liệu phí, căn bản là không phải Mưa Thu hai mẹ con hiện tại có thể gánh vác. Mưa Thu phụ thân loại trạng thái này, phòng khám y sư cũng không có thể ra sức, thậm chí đều không muốn làm Mưa Thu phụ thân trụ hạ, một khi ra cái gì không hay xảy ra, phòng khám y sư cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Thẳng đến Mưa Thu mẫu thân hoàn toàn thanh minh, cố ý ngoại không cần phòng khám gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm, thả mỗi ngày đều sẽ phó giường ngủ phí cùng dinh dưỡng phí thời điểm, phòng khám y sư mới miễn cưỡng làm Mưa Thu phụ thân ở nơi này. Trương Huyền nhìn đến, phòng khám y sư là cái gần 50 tuổi nam nhân, mang một cái mắt kính, thân cao có cái 1m8, có vẻ thực gầy yếu. Phòng khám nội hoàn cảnh thực đơn sơ, chỉ có 5 chương giản dị giường bệnh, giờ phút này chỉ có một chương mặt trên nằm người, còn lại giường ngủ đều không. Kia nằm người một chiếc giường, chính là Mưa Thu phụ thân trụ, Mưa Thu mẫu thân ngồi ở mép giường, là một cái ăn mặc thực giản dị phụ nhân, trên tay che kín vết chai, cũng là không ăn ít khổ. Mưa Thu, người đã đến rồi. Mưa Thu tiến phòng khám, một người diện mạo bình thường, ước 23 đến 24 tuổi thanh niên liền vẻ mặt vui vẻ đã đi tới. Mưa Thu gật gật đầu, hướng Trương Huyền nói, Trương ca, đây là Ninh Điền, Ninh bác sĩ nhi tử. Ninh bác sĩ, chính là khai này gian phòng khám bác sĩ. Ngươi hảo, Trương Huyền hướng đối phương gật gật đầu. Ninh Điền sắc mặt có chút bất thiện nhìn Trương Huyền, hỏi, Mưa Thu, này ai a? Ninh Điền gia cảnh giống nhau, diện mạo giống nhau, bằng cấp cũng thực bình thường, hắn liền như đại đa số nhất bình phàm người giống nhau, sẽ tìm cái bình thường công tác, hoặc là kế thừa này gian phòng khám, tìm tới một cái cùng chính mình các phương diện điều kiện không sai biệt lắm bạn gái, quá thượng cả đời. Ninh Điền vẫn luôn cũng đều là như vậy tưởng, nhưng thẳng đến Mưa Thu xuất hiện, đương Ninh Điền biết Mưa Thu một nhà trạng thái sau, hắn liền bắt đầu theo đuổi Mưa Thu, liền bình thường tình huống tới nói, lấy Mưa Thu bộ dạng, dáng người, Ninh Điền tuyệt đối vô pháp tìm được một cái như vậy mỹ nữ đảm đương lão bà, nhưng hiện tại, Ninh Điền thực ôm hy vọng. Hôm nay nhìn thấy Mưa Thu bên người đột nhiên nhiều ra tới một cái xa lạ nam nhân, Ninh Điền một chút liền có nguy cơ cảm. Ta là Mưa Thu trước kia ở Ngân Châu đồng sự. Trương Huyền không chờ Mưa Thu trả lời, liền trước cười đáp, tới thành phố núi đi công tác, thuận tiện nhìn xem Thu Thúc Thúc thế nào. Nga, Ninh Điền nghe Trương Huyền nói như vậy, mới yên lòng, bất quá một đôi mắt tổng ở không ngừng đánh giá Trương Huyền. Ngồi ở phòng khám nội Ninh bác sĩ đi tới, mở miệng nói, Mưa Thu a, người hôm nay buổi sáng cho ta nói đi chủ tiền, này tiền chủ tới rồi sao? Người ba ba mỗi ngày phải dùng dinh dưỡng dịch thật sự là quá nhiều. Ba. Người lão để tiền làm gì a? Ninh Điền trách cứ nhìn mắt chính mình phụ thân. Mưa Thu mẫu thân lúc này cũng từ giường bệnh biên đứng lên, đã đi tới, nhà đầu, người làm đến tiền sao? Mưa Thu gật gật đầu, đem vừa mới ra chính công ty giám đốc lui về tới 1.000 đồng tiền đem ra.
Ninh bác sĩ nhìn Mưa Thu trong tay này 1.000 đồng tiền, nhíu nhíu mày, Mưa Thu nha đầu, chút tiền ấy nhưng không đủ a. Người bà quang phía trước 4 ngày thiếu hạ giường ngủ phí liền mau 1.000, kia 4 ngày dinh dưỡng phí cũng có hơn 800 khối. Ba, người có thể hay không không cần như vậy chui vào lỗ đồng tiền a, Thu thúc thúc đều như vậy, Mưa Thu ra tình huống chúng ta cũng biết, người làm gì một hai phải tính như vậy rõ ràng. Ninh Điền lôi kéo chính mình phụ thân ống tay áo, lớn tiếng nói. Ninh bác sĩ thở dài, không phải ba ba chui vào lỗ đồng tiền, người cũng không nhỏ, là thời điểm tìm cái bạn gái kết hôn. Ba này không phải cũng là vì ngươi được chứ, đến lúc đó tìm bạn gái đòi tiền, mua phòng cũng muốn tiền, ta khai cái này phòng khám, lại không phải làm từ thiện. Ninh Điền vẻ mặt sốt ruột, đích xác không phải làm từ thiện, nhưng Mưa Thu cùng A Di cùng chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy, liền cùng người nhà giống nhau, chẳng lẽ còn muốn hỏi chính mình người nhà đòi tiền sao? Ninh bác sĩ lắc lắc đầu, nếu thật là người một nhà, ta khẳng định sẽ không so đo này đó tiền trinh, nhưng vấn đề liền ở chỗ. Chúng ta không phải người một nhà a, nếu không ngươi hỏi một chút, Mưa Thu nha đầu này có nguyện ý hay không gả cho ngươi, nếu nàng nguyện ý, này thông ra tiền thuốc men, ta khẳng định toàn bao. Ninh bác sĩ nói xong, một đôi mắt nhìn chằm chằm Mưa Thu. Ninh Điền cũng là một bộ chờ mong bộ dáng, Mưa Thu, ta. Trương ca, ngươi có thể trước cho ta mượn điểm tiền sao? Mưa Thu nhìn về phía Trương Huyền. Ninh Điền nghe được Mưa Thu thanh âm, tức khắc tiết một hơi. Nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt, càng thêm khó chịu. Chương 470 hiệp nghị. Trương Huyền ở trong xã hội trà trộn nhiều năm như vậy, này Ninh gia hai cha con tiểu tâm tư, hắn lại thấy thế nào không ra, hiển nhiên là muốn kịch bản Mưa Thu. Trương Huyền gật gật đầu, hành, ngươi muốn nhiều ít. 2.000 được không, Mưa Thu thật cẩn thận nói ra cái này con số. Hành, Trương Huyền gật đầu, ngươi đem ta bạn tốt thêm trở về đi, ta di động chuyển cho ngươi. Trương Huyền đương trường cùng Mưa Thu lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt, cấp Mưa Thu xoay 2.000 đồng tiền qua đi. Trương Huyền cũng không có nhiều chuyện, hắn biết Mưa Thu người này lòng tự trọng trọng. Trương ca, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ cách trả lại ngươi. Mưa Thu vẻ mặt cảm kích hướng Trương Huyền nói. Trương Huyền khẽ lắc đầu, nhà đầu này vẫn là như vậy, đối ai đều như vậy khách khí, không muốn chiếm người khác tiện nghi. Ninh bác sĩ, ta đem tiền chia ngươi. Còn có hậu mặt mấy ngày dinh dưỡng phí cùng giường ngủ phí. Mưa Thu thu khoản sau, cấp Ninh bác sĩ chuyển khoản. Có thể nhìn đến, Ninh bác sĩ sắc mặt rõ ràng có chút không vui. Ta nói Mưa Thu a, trong khoảng thời gian này, ngươi lại ở chúng ta này kéo chướng, mẹ ngươi buổi tối cũng ở chúng ta này mượn giường ngủ, cảm tình ngươi còn vẫn luôn đem chúng ta đưa người ngoài đâu. Ninh bác sĩ hắc một khuôn mặt, đem tiền thu, bên ngoài cái nào phòng khám có thể mạo lớn như vậy nguy hiểm làm ngươi ba trụ hạ. Trương Huyền cười cười, Ninh bác sĩ, theo ta được biết, thành phố núi phòng khám giường ngủ phí, là căn cứ phiến khu tới phân chia, ngươi này phòng khám giường ngủ phí, một ngày hẳn là 80 đồng tiền, mà ngươi dùng dinh dưỡng dịch. Trương Huyền nói đến này thời điểm, ánh mắt chiều Mưa Thu phụ thân nằm trên giường bệnh nhìn lại, nơi đó chính treo một lọ dinh dưỡng dịch, mặt trên viết anh văn. Trương Huyền đôi mắt nheo lại, chai hút tam, này dinh dưỡng dịch, 5 ngày hẳn là không có 800 khối. Người nói Mưa Thu phụ thân 5 ngày dinh dưỡng dịch cùng giường ngủ phí liền 1.000 nhiều khối. Người biết cái gì, không hiểu đừng nói bậy. Ninh bác sĩ vẻ mặt bất mãn bộ dáng, đây là Ma Di quốc nhập khẩu dinh dưỡng dịch. Đúng không, Trương Huyền nghi hoặc một tiếng, chai hút tam, phiên dịch lại đây chính là thơ ấu thời gian, loại này dinh dưỡng dịch, ta nhớ rõ trên mạng có thể trực tiếp mua được, một ngày liều thuốc đại khái phải dùng một lọ, giá cả là 103, mua mãn 1.000 còn bao ship. Ninh bác sĩ vừa nghe lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì Trương Huyền nói, cùng hắn sở mua sắm đến giống nhau như đúc, đây là phi thường giá rẻ dinh dưỡng dịch. Ninh bác sĩ tay áo vung, như thế nào? Chúng ta phòng khám không kiếm tiền. Ta nói cho các ngươi, ái trụ liền trụ, không được cút đi. Mưa Thu mẫu thân vừa thấy Ninh bác sĩ sinh khí, vội vàng nói, Ninh bác sĩ, ngươi đừng nóng giận, người trẻ tuổi sao, không hiểu chuyện, liền thích nói bậy, ngươi đừng để trong lòng. Ta cũng không phải nói liền tại đây ăn vạ chiếm nhà ngươi tiện nghi, chủ yếu Mưa Thu nha đầu này còn nhỏ đâu, nàng năm nay mới từ trường học ra tới, liền bằng tốt nghiệp cũng chưa lấy thượng, nói nữa, cảm tình thứ này, không được chậm rãi bồi dưỡng sao, về sau nhà của chúng ta Mưa Thu cùng các ngươi gia Ninh Điền tiếp xúc cơ hội còn nhiều đâu. Đứng ở một bên Ninh Điền vừa nghe lời này, trên mặt vui vẻ, thật là như vậy, trước mặt người này, bất quá là tới thành phố núi đi công tác, có thể đãi mấy ngày.
liền Mưa Thu phụ thân như vậy, chính mình về sau cùng Mưa Thu tiếp xúc nhật tử còn trường đâu, cũng không tin không có cơ hội. Mưa Thu mẫu thân nói xong, đi lên trước lôi kéo Mưa Thu ống tay áo, không ngừng cấp Mưa Thu xử ánh mắt, kia ý tứ là làm Mưa Thu cơ linh một chút, không cần chọc Ninh bác sĩ sinh khí, rốt cuộc trừ bỏ Ninh bác sĩ bên ngoài, Mưa Thu mẫu thân thật sự không biết còn có thể đem Mưa Thu phụ thân đưa đến nào đi, làm bác sĩ kiếm ít tiền liền kiếm điểm đi. Lúc trước rời đi, Mưa Thu mẫu thân là chịu không nổi Mưa Thu phụ thân thích đánh cuộc, nhiều năm như vậy, hai người cũng không ly hôn, Mưa Thu mẫu thân cũng không tìm người khác, này liền thuyết minh, nàng trong lòng vẫn là có Mưa Thu phụ thân. Mưa Thu đều không phải là nhìn không ra tới mẫu thân ý tứ, nhưng nàng thật sự là không tiếp thu được, trong khoảng thời gian này, Ninh Điền cùng Ninh bác sĩ cũng không ngừng một lần cấp Mưa Thu ám chỉ quá, chỉ có đại gia thành người một nhà, kia tiền thuốc men gì đó đều không hề là vấn đề. Nhưng cố tình, Mưa Thu tưởng tượng đến chính mình cùng Ninh Điền ở bên nhau trường hợp, liền cảm thấy cả người không thích hợp, không riêng gì Ninh Điền, nàng chỉ cần nghĩ đến chính mình cùng bất luận cái gì một người nam nhân ở bên nhau, đều sẽ không thoải mái, duy độc chỉ có người kia, có thể làm chính mình toàn thân tâm tiếp thu, mà người kia, hiện tại liền đứng ở chính mình bên người, tuy rằng, hắn đã kết hôn, hơn nữa kết hôn đối tượng, là như vậy ưu tú, làm chính mình chỉ có thể nhìn lên. Được rồi. Có phần văn kiện cho các ngươi thêm một chút. Ninh bác sĩ vung tay áo, đi đến chính mình hỏi khám trước bàn, ở trên bàn cầm lấy một phần văn kiện, mặt trên viết trách nhiệm gánh vác thư. Ninh bác sĩ, đây là cái gì a? Mưa Thu mẫu thân khó hiểu hỏi. Một phần hiệp nghị, nếu ngươi lão công ở chúng ta này xảy ra chuyện, chúng ta không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm, đây cũng là chúng ta phía trước nói tốt. Ninh bác sĩ giải thích một phen. Nga, Mưa Thu mẫu thân gật gật đầu. Hướng Mưa Thu nói, nhà đầu, người nương ta không biết chữ, người đi ký đi. Mưa Thu cầm lấy bút, liền chuẩn bị chiều trách nhiệm phân chia thư thượng ký tên. Đang lúc Mưa Thu muốn viết thượng chính mình tên thời điểm, nàng ngọc cổ tay đột nhiên bị một con bàn tay to bắt lấy. Này hiệp nghị, thiêm không thành, Trương Huyền hướng Mưa Thu lắc lắc đầu. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai a? Ta nói cho các ngươi, không thiêm này hiệp nghị, cũng đừng ở ta này trụ, ta không nghĩ đến lúc đó chọc một thân tao. Ninh bác sĩ trực tiếp phẫn nộ phất tay, Ninh Điền, mau đem giường ngủ cấp triệt, đem bọn họ cho ta đuổi ra ngoài. Đừng an Ninh bác sĩ, Mưa Thu mẫu thân vội vàng mở miệng, nàng hướng Trương Huyền nói, tiểu tử, đây là ta phía trước cùng Ninh bác sĩ nói tốt, này hiệp nghị chúng ta khẳng định là muốn thiêm. Tốt nhất là ký, Ninh bác sĩ đôi tay ôm ngực, bằng không ta còn tưởng rằng các ngươi là tới ngoa ta đâu. Trương Huyền dùng dư quang nhìn mắt Ninh bác sĩ, mở miệng nói. Ngoa người đảo không đến mức, này hiệp nghị, dù sao không thể thiêm. Mưa Thu đối Trương Huyền, đó là 100% tín nhiệm, trực tiếp buông bút, Trương ca, này hiệp nghị có vấn đề sao? Trương Huyền gật gật đầu, ân, trước báo nguy đi. Ninh bác sĩ cùng Ninh Điền vừa nghe Trương Huyền nói muốn báo nguy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ninh bác sĩ hét lớn một tiếng, như thế nào, cho các ngươi thêm cái hiệp nghị còn muốn báo nguy, được rồi, đừng ký. Chạy nhanh cút đi, ta này không thu lưu các ngươi. Ninh bác sĩ nói, duỗi tay liền chiều Mưa Thu trên tay hiệp nghị chộp tới. Trương Huyền đã sớm dự đoán được Ninh bác sĩ sẽ làm như vậy, dành trước một bước đem này phân hiệp nghị cướp được trong tay, dơ dơ lên, như thế nào, Ninh bác sĩ, cứ như vậy cấp phá hủy chứng cứ. Cái gì phá hủy chứng cứ? Ta không hiểu ngươi có ý tứ gì, nếu không thiêm, liền đem hiệp nghị cho ta đi, mặt trên có chúng ta phòng khám trương, ngươi không quyền lợi cầm. Ninh bác sĩ cho chính mình nhi tử đưa mắt ra hiệu. Ninh Điền bay thẳng đến Trương Huyền phóng đi, muốn đem hiệp nghị đoạt lấy tới. Trương Huyền tùy tay liền đem Ninh Điền đẩy ra, Trương Huyền tùy tay lực lượng, khiến cho Ninh Điền ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Chương 471 ta là nàng bạn trai. Hảo a các ngươi, Ninh bác sĩ hô to một tiếng, duỗi tay chỉ vào Mưa Thu cùng này mẫu thân, các ngươi này hai cái lấy oán trả ơn người, chúng ta hảo tâm thu lưu các ngươi. Chịu tiếp nhận cái này nửa chết nửa sống người, các ngươi thế nhưng còn đánh ta nhi tử. Không phải, Ninh bác sĩ, ngươi đừng hiểu lầm. Mưa Thu mẫu thân vội vàng mở miệng, muốn giải thích, liền nghe một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Lấy oán trả ơn, Trương Huyền cười lạnh một tiếng, dùng tay tại đây phân hiệp nghị tầng ngoài một xé, các ngươi này cũng coi như, đối nàng hai có ân. Ở Trương Huyền đem này phân hiệp nghị tầng ngoài xé xuống tới sau, tầng ngoài cái đáy. Một lần nữa lộ ra một phần nội dung, này nội dung cùng vừa mới kia phân hiệp nghị hoàn toàn bất đồng, nhưng lại yêu cầu ký tên địa phương, còn giống nhau như đúc.
Mưa Thu nhìn xuất hiện ở tầng ngoài phía dưới mới tinh nội dung, kia bảo hiểm được lợi chuyển nhượng thư mấy cái chữ to, khắc ở nàng xinh đẹp trong mắt. Tại đây phân được lợi người chuyển nhượng thư thượng, người mua bảo hiểm, đúng là Mưa Thu phụ thân, mà được lợi người, đổi thành Ninh gia phụ tử, nếu Mưa Thu vừa mới đem tự ký, một khi nàng phụ thân xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, kia Ninh gia hai cha con, sẽ đạt được một bút thật lớn bồi thường. Đến nỗi ngoài ý muốn, Mưa Thu phụ thân ở phòng khám ở, Ninh bác sĩ muốn cho này ngoài ý muốn khi nào phát sinh, ngoài ý muốn khi nào liền sẽ tới. Mưa Thu mẫu thân tuy rằng không biết chữ, nhưng nhìn đến này hiệp nghị phía dưới còn cất giấu đồ vật, cũng ý thức được không thích hợp, mở miệng hỏi, nữ nhi, đây là cái gì a? Mưa Thu làm cái hít sâu, chịu đựng trong lòng tức giận, đêm này phân bảo hiểm được lợi người chuyển nhượng thư giảng giải cho chính mình mẫu thân. Mưa Thu mẫu thân vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi, hướng Ninh bác sĩ quát, hảo ngươi cái thiên đao vạn quả, ngươi lại là như vậy đối đãi với chúng ta hai mẹ con, các ngươi vẫn là người sao? Vẫn là sao? Ninh bác sĩ thấy sự tình bại lộ, cũng không tiếp tục lại chứa đi, hướng Mưa Thu hai mẹ con liên tục phất tay, cút đi, các ngươi có cái gì chứng cứ nói đây là chúng ta làm, lăn lăn lăn. Trương Huyền nhìn về phía Mưa Thu, nhà đầu, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Mưa Thu vừa mới đã kiến thức tới rồi Trương Huyền năng lượng, chút nào không nghi ngờ Trương Huyền có thể làm này hai người trả giá đại giới, nhưng tâm tính nhu nhược nàng vẫn là lắc lắc đầu, thôi bỏ đi Trương ca, lúc ấy nếu không phải cái này phòng khám tiếp nhận ta phụ thân, đến bây giờ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này phòng khám tiếp nhận Mưa Thu phụ thân, đơn giản là coi trọng ích lợi mà thôi, theo chân bọn họ hảo tâm không có gì quan hệ, bất quá nếu Mưa Thu đều không muốn truy cứu, Trương Huyền cũng lười đến chọc cái này phiền toái, quay đầu lại làm Bạch Chỉ cho hắn cái kia tiểu đệ nói một tiếng, đem này gian phòng khám làm đảo liền xong rồi. Mưa Thu mẫu thân chạm kia không ngừng lau nước mắt, thượng một lần liền bởi vì chính mình, làm hại nữ nhi gần 100 vạn bị người lừa đi rồi, lúc này đây, lại thiếu chút nữa làm sai sự. Hảo, A Di, không có gì sự, người thu thập một chút đồ vật, ta cấp thúc thúc tìm cái tốt chỗ ở. Trương Huyền đi qua đi, vỗ vỗ Mưa Thu mẫu thân bả vai. Ai, Mưa Thu mẫu thân gật gật đầu, lau một phen trên mặt đục nước mắt, tiểu tử, người người hảo, người tên là gì? Kêu ta tiểu Trương là được, Trương Huyền trả lời một tiếng, đi qua đi, đem nằm ở trên giường vô pháp thức tỉnh Mưa Thu phụ thân bế lên, đi ra phòng khám. Đứng ở phòng khám bên ngoài, Mưa Thu cùng nàng mẫu thân trên mặt, đều tràn ngập bất lực, không biết nên đi con đường nào. Trương Huyền trước đánh chiếc xe, mấy người đi trước gần nhất một gian bệnh viện, cấp Mưa Thu phụ thân làm nằm viện thủ tục, nằm viện tiền Trương Huyền cũng trước lót thượng. Tiểu Trương, chúng ta không thể dùng ngươi tiền A, này nhưng không được, không được. Mưa Thu mẫu thân ở Trương Huyền muốn trả tiền thời điểm, vội vàng lại đây ngăn lại, ta làm kia nha đầu từ Ninh bác sĩ kia đem tiền muốn lại đây. Trương Huyền nhìn Mưa Thu mẫu thân bộ dáng, cuối cùng minh bạch Mưa Thu vì cái gì như vậy khách khí, tất cả đều là bị nàng mẫu thân sở nhuộm đẫm. A Di, ta cùng Mưa Thu quan hệ thực tốt, coi như là ta trước mượn cho nàng, quay đầu lại nàng kiếm lời trả lại cho ta thì tốt rồi, lợi tức ta cũng chiếu thu. Trương Huyền vẫy vẫy tay, không thèm để ý nói. Này không được, thật không được, Mưa Thu mẫu thân lại lần nữa ngăn trở, đồng thời đối vừa mới xong xuôi nằm viện thủ tục đi tới Mưa Thu nói, nữ nhi, người mau tới cấp tiểu Trương nói, ta không thể như vậy a. Trương Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm cái lý do, nói, A Di, ta lời nói thật cho ngươi nói đi, ta là Mưa Thu bạn trai, thúc thúc bệnh sớm một chút hảo, đối ta cũng có chỗ lợi a, tiền của ta chính là Mưa Thu tiền, ngươi không cần thiết phân như vậy thanh. A, Mưa Thu mẫu thân vừa nghe, thần sắc sửng sốt, vừa mới ở phòng khám, không phải nói như vậy a. Mưa Thu mẫu thân nhìn chính mình nữ nhi, hỏi, nhà đầu, người cùng tiểu Trương là làm đối tượng đâu? Mưa Thu sắc mặt bá một chút liền đỏ, vừa muốn phủ nhận, Trương Huyền liền trước mở miệng, A Di, người có phải hay không chướng mắt ta a, người muốn xem không thượng ta, ta liền đi trước. Không thể không thể không thể, Mưa Thu mẫu thân liên tục xua tay, vừa mới Trương Huyền giúp các nàng lớn như vậy một cái vội, hơn nữa nàng xem Trương Huyền, kỳ thật trong lòng cũng rất vừa lòng, này tiểu tử tuấn tú lịch sự, cùng chính mình nữ nhi thực xứng đôi. Chính yếu chính là, Mưa Thu mẫu thân ăn qua khổ, nàng có thể nhìn ra tới, Trương Huyền cũng là ăn qua khổ người, người như vậy, so với kia chút cái gì đại công tử phú nhị đại muốn kiên định nhiều. A Di, kia này tiền ta liền trước lót thượng, người đừng cùng ta khách khí a. Trương Huyền trực tiếp cấp bệnh viện soát tạp.
Mưa Thu mẫu thân gật gật đầu, bất quá vẫn là có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Trương, ngươi đừng lót quá nhiều, làm nàng ba trụ hạ liền thành, quay đầu lại chúng ta đem tiền cho ngươi. Hành, Trương Huyền lên tiếng, hướng bệnh viện thu bạc nói, vậy trước soát 2.000 đồng tiền vào đi thôi. Trương Huyền nói xong, đem tiền soát đi vào. Thu bạc đem postcơ tiểu phiếu lấy ra cấp Trương Huyền, làm Trương Huyền ký tên. Trương Huyền soát viết thượng vài nét bút, đem tiểu phiếu đưa cho Thu bạc. Thu bạc ở nhìn đến tiểu phiếu thời điểm, trong mắt xuất hiện một mạt khiếp sợ. Ở tiểu phiếu thượng, viết có mấy chữ. Lại soát 50 vạn, đừng làm cho bên cạnh A-di cùng nữ hải biết. Thu bạc nhìn về phía Trương Huyền chính hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười. Thu bạc trong lòng thầm than, loại này trộm trợ giúp người, không cầu hồi báo người, thế nhưng thật đúng là tồn tại, xem bên cạnh kia nữ hải tướng mạo, chỉ sợ có thể làm không ít người động oai tâm tư đi, nhưng trước mặt người nam nhân này, một chút khác tạp niệm đều không có, giống nhau tưởng khoe ra người, soát cái 5-6 ngàn hận không thể toàn thế giới người đều biết. 50 vạn cái này con số, cũng là Trương Huyền tự hỏi quá, hắn không có soát quá nhiều, sợ Mưa Thu không tiếp thu được, cũng không hướng quá ít soát. Rốt cuộc chính mình ở thành phố núi đãi không được mấy ngày, không nghĩ chính mình đi rồi sau, nhà đầu này lại như vậy đáng thương hề hề. Trương Huyền nhớ lại lúc ấy ở Ngân Châu bệnh viện nhìn đến theo dõi, Mưa Thu dùng nàng này nho nhỏ thân hình đem phụ thân khiêng đến xe taxi thượng, trên mặt kia mặt kiên nghị, làm người cảm thấy đau lòng. Chương 472 đi đòi tiền. Đem Mưa Thu phụ thân dàn xếp hảo sau, lại xem thời gian, đã không sai biệt lắm mau buổi chiều 4 điểm. Trương Huyền lần này tới, chỉ là trùng hợp gặp được phòng khám sự, quan trọng nhất mục đích, vẫn là dò hỏi về cái kia kẻ lừa đảo bác sĩ sự. Ngồi ở phòng bệnh chung, Trương Huyền hỏi Mưa Thu mẫu thân kia 100 vạn bị lừa sự. Mưa Thu mẫu thân lắc lắc đầu, đầy mặt tiếc nuối thở dài, ai, liền trách ta quá ngốc, quá tin tưởng người khác. Trương Huyền nghe được lời này, không tỏ ý kiến, ở hiện tại xã hội này, thiện lương đã bị người trở thành ngốc, không thể tranh luận chính là, Mưa Thu cùng nàng mẫu thân. Đều là thiện lương người. Mưa Thu mẫu thân nói cho Trương Huyền, nàng đi vào thành phố núi sau, vẫn luôn cùng chính mình đại tỷ, cũng chính là Mưa Thu gì cả, cùng nhau ở một nhà xưởng làm sống, làm trang bị đinh ốc kia một loại, một tháng đại khái có cái 3.000 nhiều khối, nhà xưởng bao ăn ở, liền như vậy qua đã nhiều năm. Khoảng thời gian trước, Mưa Thu mang theo phụ thân tìm lại đây, Mưa Thu mẫu thân nghe được Ngân Châu tao ngộ sau, lập tức cùng nhà xưởng thỉnh nghỉ dài hạn. Trước dàn xếp Mưa Thu phụ thân, tìm địa phương xem bệnh. Mưa Thu mẫu thân tuy rằng ở thành phố núi đãi đã nhiều năm, nhưng vẫn luôn đều ở nhà xưởng, không có gì nhận thức người, cũng tìm không thấy cái gì tốt bác sĩ, liền tìm Mưa Thu gì cả hỗ trợ hỏi một chút, còn nói Mưa Thu kia có gần 100 vạn sự. Mưa Thu gì cả nói cho nàng, chính mình vừa vặn nhận thức một cái cũng không tệ lắm bác sĩ, đề cử Mưa Thu mẫu thân có thể thử xem. Lúc ấy cái kia bác sĩ tới. Nhìn hạ Mưa Thu phụ thân tình huống, liền vỗ ngực, nói 100% có thể trị liệu, bất quá yêu cầu Mưa Thu trước tiên chi trả tiền thuốc men, bởi vì hắn yêu cầu từ nước ngoài đem dược nhập khẩu lại đây, này bút tiền thuốc men trực tiếp liền phải 90 vạn. Lúc ấy Mưa Thu cùng này mẫu thân nghe được có thể thành công chữa khỏi thời điểm, phá lệ vui vẻ, bất quá trả tiền thời điểm, vẫn là do dự, nhưng Mưa Thu gì cả nói, làm các nàng yên tâm đem tiền lấy ra đi, không có việc gì. Mưa Thu mẫu thân lúc này mới hung hăng tâm, đem tiền lấy ra đi phó rớt. Phó rớt tiền sau mấy ngày, Mưa Thu phụ thân vẫn luôn đều ở bệnh viện ở, mà Mưa Thu mẫu thân tắc mỗi ngày đều đang hỏi Mưa Thu gì cả, kia dược khi nào có thể tiến vào. Mưa Thu gì cả vẫn luôn đều thoái thác, nói nhanh, kia bác sĩ đã đi Ma Di Quốc. Kết quả đột nhiên có một ngày, Mưa Thu gì cả nói cho Mưa Thu mẫu thân, chính mình cũng liên hệ không thượng cái kia bác sĩ hẳn là chạy. Làm Mưa Thu mẫu thân lại nghĩ cách đi. Cũng liền tại đây cùng một ngày, Mưa Thu gì cả hoàn toàn từ đi nhà xưởng công tác, hơn nữa ngày hôm sau liền đi mua một chiếc hơn 30 vạn hảo xe, còn thuê một cái căn phòng lớn, nghe nói một năm tiền thuê liền 3 vạn nhiều. Có thể tìm được nàng sao? Trương Huyền nghĩ nghĩ hỏi. Đối phó loại người này, Trương Huyền căn bản không tính toán tìm cái gì chứng cứ, trực tiếp đánh cho nhận tội, tuy rằng tiền khả năng nếu không trở về. Nhưng loại người này khẳng định sẽ không đem tiền toàn xài hết, sẽ cho chính mình lưu một đại bộ phận sinh hoạt, đến nỗi kia xe, mua mới không mấy ngày, vẫn là mới tinh. Mưa Thu mẫu thân lắc lắc đầu nói, nàng trong khoảng thời gian này đều không tiếp ta điện thoại, bất quá hôm nay buổi tối, Mưa Thu đại cứu thỉnh ăn cơm, người kia hẳn là cũng sẽ đi,
bất quá chúng ta là không tính toán đi, bằng không khẳng định sẽ bị bọn họ cười nhạo. A Di, đêm nay đi, cần thiết đi, ta và các ngươi cùng nhau. Trương Huyền đem tay đặt ở Mưa Thu mẫu thân trên vai. Tiểu Trương, chúng ta đi kia làm gì a? Kia khách sạn lớn đồ ăn là ăn ngon, nhưng qua đi tổng cảm giác cả người đều không thoải mái. Đi đem tiền phải về tới. Trương Huyền sắc mặt kiên định nói. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Trương Huyền cùng Mưa Thu hai mẹ con từ bệnh viện ra tới, hướng khách sạn đi. Mưa Thu nói cho Trương Huyền, nàng đại cứu ở thành phố núi hỗn thực không tồi, là một cái tiểu điền sản công ty lão tổng. Mỗi lần Mưa Thu nhìn thấy nàng đại cứu, đều sẽ bị răn dậy vừa lật, nói cái gì không làm linh tinh. Mưa Thu đại cứu có cái nữ nhi, là con gái một, cũng cảm giác về sự ưu việt 10 phần, sẽ ở Mưa Thu trước mặt biểu hiện, thường xuyên châm chọc mỉa mai, cho nên Mưa Thu cùng nàng mẫu thân, đều không muốn thấy nàng đại cứu một nhà, huống chi lần này còn có Mưa Thu nàng gì cả. Trương Huyền phát hiện, Mưa Thu nói chuyện thời điểm, ngữ khí tràn ngập một loại cảm giác tự ti, nghĩ đến là bị Mưa Thu nàng đại cứu một nhà ảnh hưởng tới rồi. Chẳng sợ một thiên tài, nếu mỗi ngày bị người ta nói bổn, cũng sẽ hoài nghi, chính mình có phải hay không thật sự bổn. Hiện tại Mưa Thu chính là như vậy, nàng cảm giác chính mình thật là một chút dùng đều không có, chỉ biết cho người khác thêm phiền toái. Trương Huyền vươn tay, xoa xoa Mưa Thu đầu, nhà đầu, đừng nghe người khác nói cái gì, đừng quên, người lúc trước chính là một ngày liền kiếm lời một chiếc 100 vạn siêu xe thêm hơn 20 vạn trích phần trăm, không thể so bọn họ lợi hại nhiều. Mưa Thu lắc lắc đầu, đó là ta vận khí tốt, còn có Trương ca ngươi giúp ta, nếu không có ngươi, ta sao có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Sai rồi, Trương Huyền đi đến Mưa Thu trước người, duỗi tay bắt lấy Mưa Thu hai vai, hai mắt nhìn thẳng Mưa Thu, nhà đầu, mỗi người đều có vận khí tốt thời điểm, nhưng muốn xem có thể hay không nắm chắc trụ, ngươi cố nhiên là vận khí tốt, nhưng lúc ấy nếu ngươi không có nỗ lực học tập pháp ngữ, không có nỗ lực học tập pháp quốc lễ nghi, không có nỗ lực nghiên cứu cái kia hạng mục. Ngươi cũng không có khả năng nói xuống dưới như vậy một cái đơn tử, tin tưởng ta, ngươi so với ta nhìn thấy rất nhiều người đều phải ưu tú. Mưa Thu bị Trương Huyền như vậy thẳng lăng lăng nhìn, một trương mặt đẹp bá một chút liền đỏ. Trương ca, ngươi, Mưa Thu thấp hèn đầu, ngươi đừng như vậy khen ta. Không phải khen ngươi, ta chỉ là nói một ít việc thật mà thôi, chính ngươi đầu tiên liền phải tỉnh lại lên, lúc trước cái kia ở Ngân Châu ngươi. Đặt ở thành phố núi, giống nhau có thể xông ra chính mình một mảnh thiên. Trương Huyền phi thường khẳng định nói. Thật vậy chăng? Ân. Mưa Thu mẫu thân ở một bên, nhìn hai người nói chuyện, khóe miệng lộ ra một mạt vui mừng tươi cười. Nàng tuy rằng cùng Trương Huyền tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra, đứa nhỏ này tâm tính không xấu, kiên định, đem nữ nhi giao cho hắn, chính mình cũng coi như là có thể yên tâm. Ba người muốn đi khách sạn. Khoảng cách bệnh viện có 7 km tả hữu khoảng cách, vốn dĩ Trương Huyền là muốn đánh xe, nhưng Mưa Thu mẫu thân chết sống không muốn. Tiểu Trương A, chúng ta đánh xe qua đi, đến 17 đồng tiền đâu, một kẹt xe, đều đến 18-19, này có thẳng tới giao thông công cộng, chúng ta ba người mới hoa 3 đồng tiền, dư lại kia 10+ đồng tiền, đều đủ mua 2 ngày đồ ăn, không đánh xe. Mưa Thu mẫu thân một cái kính xua tay. Trương Huyền thấy Mưa Thu mẫu thân như vậy kiên trì. Cũng liền không nói thêm cái gì. Ba người đến giao thông công cộng trạm đợi đại khái có cái 5 phút, giao thông công cộng liền tới rồi. Trương Huyền vừa thấy giao thông công cộng thượng người này số, liền cảm khái rốt cuộc là thành phố lớn. Ngân Châu giao thông công cộng, ở đi làm cao phong kỳ là người nhiều, nhưng cũng không như thế nào chen chúc, ngày thường trong xe chỗ ngồi vừa vặn đủ dùng, nhưng này thành phố núi xe buýt, kia thật là người tễ người. Xe buýt dừng lại, cửa xe vừa mở ra. Mưa Thu mẫu thân liền tễ đi lên, hơn nữa cấp Trương Huyền tiếp đón. Mau, Tiểu Trương, mau lên xe, tiếp theo tranh đến hơn 20 phút đâu. Mưa Thu đi theo mẫu thân phía sau, Trương Huyền tắc đi ở Mưa Thu phía sau, Trương Huyền lúc này mới vừa chuẩn bị lên xe, liền cảm giác một trận cự lực truyền đến, quay đầu nhìn lại, 3-4 người chính đồng thời từ cửa xe hướng lên trên tễ đâu. Tại đây đồng thời, một trận mềm mại từ Trương Huyền trước người truyền đến. Chương 473 Mưa Thu gì cả. Lúc này Trương Huyền, đang đứng ở giao thông công cộng thượng vừa lên môn vị trí, ở hắn phía sau, 2-3 cái người đang ở dùng sức hướng lên trên tễ. Mà xe buýt bên trong, cũng là chạm tràn đầy, căn bản đi không đi vào. Mặt sau người đẩy, người trước mặt lại vô pháp động, làm kia trận mềm mại lập tức liền dán đến Trương Huyền trên người. Đứng ở Trương Huyền trước người Mưa Thu đỏ bừng một khuôn mặt, dính sát vào ở Trương Huyền ngực thượng.
căn bản vô pháp nhúc nhích, cũng không địa phương nhúc nhích. Nguyên bản liền như vậy đứng cũng khá tốt, cố tình Trương Huyền phía sau người một cái kính đẩy hắn. Một người thanh niên xô đẩy Trương Huyền sau eo, anh em, mau, hướng trong đi một chút. Trương Huyền sau eo bị như vậy đẩy, trước người lại là mưa thu, nữ nhân trên người mang theo một cổ nhàn nhạt u hương, truyền tiến Trương Huyền hơi thở. Trương Huyền có chút xấu hổ cười cười, quay đầu lại nói thanh, anh em, trước đừng đẩy, bên trong vào không được. Vậy chen vào đi a. Mặt sau kia thanh niên đánh vừa nói nói. Này chen vào đi ba chữ, ở hiện tại loại tình huống này nghe tới, phi thường không thích hợp, lúc này, Trương Huyền phía sau người lại ở không ngừng đẩy hắn sau eo, làm Trương Huyền đều có thể cảm nhận được trước người cái kia tròn xoe sau khe hở. Một phen xô đẩy sau, cửa xe rốt cuộc đóng lại. Trương Huyền thật vất vả bắt lấy một cái tay vịn, mưa thu căn bản không địa phương chạm, chỉ có thể đứng ở Trương Huyền trong lòng ngực. Xe buýt một đường đi đi dừng dừng, thỉnh thoảng còn sẽ khẩn cấp phanh lại một chút, mưa thu vô pháp đứng vững, liên tiếp chiều Trương Huyền trong lòng ngực đảo đi. Này một chuyến hành trình đối Trương Huyền tới nói, đã là dày vò, cũng là một loại hưởng thụ. Thiếu nữ hơi thở mang theo một loại thanh thuần, ngượng ngùng ngọt ngào, thỉnh thoảng đánh sâu vào Trương Huyền. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, từ hắn góc độ, vừa vặn có thể theo mưa thu cổ áo, thấy chút cái gì. Bạch bạch, hơn 40 phút qua đi, xe buýt cuối cùng đến trạm. Xuống xe sau, mưa thu một khuôn mặt đỏ lên, liền ở vừa mới, nàng rõ ràng cảm giác được phía sau khác thường. Trương Huyền đi xuống xe, ở giao thông công cộng trạm ngồi hơn nửa ngày, cảm giác được bình phục rất nhiều, lúc này mới đứng dậy. Tiểu Trương, người này không được a. Mới ngồi như vậy một lát liền say xe. Mưa thu mẫu thân mở miệng nói. Trương Huyền cười khổ một tiếng, đem ánh mắt chiều mưa thu trên người nhìn lại. Mưa thu ngượng ngùng thấp hèn đầu, xoay người sang chỗ khác, lưu lại một bóng dáng cấp Trương Huyền. Nhưng vừa thấy đến mưa thu kia mạn diệu bóng dáng, Trương Huyền lại nghĩ đến vừa mới ở trên xe một màn, chạy nhanh lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, không hề suy nghĩ, bằng không từ từ lại muốn ra khứu. Thành phố núi thế giới khách sạn. Tập dừng chân, hưu nhàn, giải trí, mỹ thực vì nhất thể siêu khách sạn lớn, này khách sạn đặt ở toàn bộ thành phố núi, kia cũng là số 1 số 2. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu tầng cao nhất, xa hoa trang trí, khí phái bãi đỗ xe, thiếp vàng khách sạn đại môn, đều hướng người triển lãm này khách sạn xa hoa trình độ. Mưa thu mẫu thân đi vào thế giới khách sạn trước, đi đường tốc độ đều thả chậm không ít, ở nhìn đến loại này khách sạn lớn thời điểm, mưa thu mẫu thân liền có một loại sợ hãi cảm. Cảm thấy chính mình cùng này hết thảy đều không hợp nhau. Ba người mới vừa đi đến khách sạn cửa, đang chuẩn bị đi vào, một chiếc bảo mã BMW, tam hệ một cái phanh gấp, ngừng ở trước cửa. Cửa xe mở ra, một người hơn 50 tuổi phụ nữ vẻ mặt ngạo nghễ từ trong xe đi ra, đem chìa khóa xe tùy tay ném cho chờ ở khách sạn cửa bảo an. Phụ nữ ăn mặc một cái màu đỏ rực váy, trên tay mang một khối giá trị gần vạn kim biểu, trên cổ mang một chuỗi dài trân châu vòng cổ. Sống thoát thoát giống cái nhà giàu mới nổi. Phụ nữ trên mặt mang theo một bộ kính râm, nàng khoan thai đem kính râm chạm hạ, đầu uốn éo, thấy được mưa thu hai mẹ con. Phụ nữ làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình, ai nha, các ngươi đều tới rồi a. Khi nào ngồi giao thông công cộng cũng nhanh như vậy, ta khai bảo mã BMW, đều phải không ít thời gian đâu, kia chính là hơn 30 vạn xe a, đủ ngươi ngồi cả đời giao thông công cộng. Trương ca, đây là ta mẹ cái kia thân thích. Mưa thu thấp giọng hướng Trương Huyền nói, mưa thu căn bản không xưng hô đối phương gì cả linh tinh, đối với loại này lừa chính mình người nhà thân thích, mưa thu là căm thù đến tận xương tủy, nàng phụ thân biến thành hiện tại cái dạng này, cũng là bị loại này thân thích làm hại. Trương Huyền gật gật đầu, liền tính là mưa thu không nói, hắn cũng có thể nhìn ra tới. Mưa thu mẫu thân nhìn chằm chằm mưa thu gì cả, tuy rằng rất muốn chất vấn nàng này xe là từ đâu ra, nhưng vẫn là nhìn xuống không có mở miệng, chỉ là nói. Nếu chúng ta tiền không có bị lừa, cũng có thể mua nổi này chiếc xe. Thực sự có ý tứ. Mưa thu gì cả cười một tiếng, các ngươi chính mình xuẩn, tiền bị người khác lừa, còn có thể quái ai? Nếu không phải ngươi, chúng ta tiền sao có thể bị lừa đi? Mưa thu nhìn không được ra tiếng. Ô ô ô, nhìn ngươi lời này nói, liền cùng ta đem ngươi tiền lừa giống nhau. Mưa thu gì cả bĩu môi, ta nói các ngươi hai cái da mặt thật là dày a. Đại ca chỉ là tùy tiện mời một chút hôm nay cùng nhau ăn cơm, hai người thật đúng là tới. Loại rượu này cửa hàng, là hai người các ngươi có thể tiến sao? Cho nhân ra mà đều dẫm ổ uế. Mưa thu mày nhăn lại,
vừa muốn mở miệng. Trương Huyền vỗ vỗ Mưa Thu bả vai, ý bảo Mưa Thu tạm thời đừng nóng nảy, hắn đi lên trước, mở miệng nói, Hoa Hạ có câu nói, kêu Hoàng thượng không vội thái giám cấp, không bằng ta đem khách sạn giám đốc tìm tới, hỏi một chút hắn chúng ta có thể hay không đi vào. Ngươi lại là ai a? Mưa Thu gì cả vẻ mặt khinh thường nhìn Trương Huyền. Đây là nữ nhi của ta bạn trai. Mưa Thu mẫu thân kiêu ngạo nói, ở vừa mới tới trên đường, nàng cũng hỏi chút Trương Huyền cơ bản tình huống, Trương Huyền không nhiều lời, liền nói chính mình cũng khai cái tiểu công ty, mỗi tháng thu vào cũng không tệ lắm. Ở Mưa Thu mẫu thân trong mắt, như vậy tuổi trẻ liền có chính mình công ty, đó là tương đương thành công, về sau khẳng định so với chính mình đại ca còn lợi hại đâu, chính mình nữ nhi tìm cái như vậy có bản lĩnh nam nhân, thật là không tồi. Nga, một cái bụi đời a. Mưa Thu gì cả bĩu môi, người này miệng lưỡi sắc bén, hy vọng từ từ còn có thể như vậy. Mưa Thu gì cả nói xong, phủi tay chiều khách sạn đi đến, nàng nhưng rất rõ ràng, một khi chính mình kia cháu ngoại gái nhìn thấy Mưa Thu một nhà, tuyệt đối sẽ châm chọc mỉa mai, đến lúc đó có bọn họ mất mặt. Mưa Thu mẫu thân đứng ở nơi đó, đầy mặt tức giận, nàng cùng Mưa Thu gì cả cùng nhau ở nhà xưởng thủ công đã nhiều năm, ngày thường nàng có cái gì đồ tốt, đều sẽ cấp Mưa Thu gì cả chia sẻ, kết quả cuối cùng là, lại đổi đến như vậy cái kết quả. A Di, đừng nóng giận, ta sẽ nghĩ cách làm nàng đem tiền còn trở về. Trương Huyền đi đến Mưa Thu mẫu thân trước người, mở miệng nói. Mưa Thu mẫu thân gật gật đầu. Ba người đi đến cửa thang máy, đi thang máy lên lầu. Mưa Thu đại cứu định ghế lô, ở khách sạn lầu 2, là một cái đại bao. Có thể tại đây ra thế giới khách sạn đính thượng đại bao người, kia ở toàn bộ thành phố núi, đều là có uy tín danh dự nhân vật. Mưa Thu đại cứu tuy rằng khai ra công ty, nhưng còn không có có thể đính thượng đại bao tư cách. Hắn sở dĩ có thể đính thượng cái này ghế lô, vẫn là bởi vì hắn nữ nhi ở chỗ này đương một cái tiểu thợ cả, cấp giám đốc nói không ít lời hay. Lúc này mới đính thượng. Chờ Trương Huyền ba người đi vào ghế lô ngoại thời điểm, nghe được ghế lô nội đã truyền đến từng đợt ồn ào thanh. Tới, uống. Quách tổng, ta kính ngươi một ly. Ha ha ha. Nghe bên trong tiếng cười, Trương Huyền nhíu nhíu mày. Chương 474 coi khinh. Mưa Thu đại cứu, là kêu Mưa Thu một nhà tới liên hoan, bất quá nghe bên trong thanh âm này, giống như người không ít, hơn nữa đã ăn thượng. Là cái này ghế lô sao? Trương Huyền có chút không xác định hỏi một tiếng. Đúng vậy, chính là cái này. Mưa Thu gật gật đầu, nàng cũng nghe đến bên trong thanh âm. Trương Huyền đem ghế lô môn đẩy ra, vừa vào mắt, liền nhìn đến vừa mới ở khách sạn đại môn chỗ nhìn thấy Mưa Thu gì cả. Giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh bàn, ăn đồ vật, sai sử ghế lô nội người phục vụ cho nàng đem rượu đảo thượng. Trương Huyền nhìn mắt, này ghế lô nội, giờ phút này ngồi phân biệt không nhiều lắm 10 cái người. Thức ăn trên bàn đã ăn hơn phân nửa. Ghế lô môn đẩy ra, ghế lô nội người cơ hồ đồng thời chiều bên này nhìn lại đây. Ngồi ở chủ vị thượng, là một cái hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, tấp đầu, mang đại dây xích vàng, đúng là Mưa Thu đại cứu, Quách Học. Mưa Thu đại cứu nhìn đến Mưa Thu hai mẹ con thời điểm, nhíu nhíu mày, hắn chỉ là khách khí phát ra một cái mời, nói tại thế giới khách sạn đính cái đại bao, càng nhiều cũng chỉ là khoe ra. Không nghĩ tới chính mình này hai cái bà con nghèo thật đúng là tới, dĩ vãng chính mình mời, hơi chút hảo điểm khách sạn, các nàng cũng chưa mặt tới, lần này như thế nào tới. Không phải cho chính mình mất mặt sao? Mưa Thu mẫu thân đối Mưa Thu đại cứu cười cười, hô một tiếng, đại ca. Ân, Mưa Thu đại cứu tức giận lên tiếng, gật đầu, hướng bên cạnh chu chu môi, tìm địa phương ngồi đi. Mưa Thu cùng Mưa Thu mẫu thân nhìn thoáng qua, trên bàn vị trí cơ hồ đều bị ngồi đầy. Căn bản là không địa phương ngồi xuống, những cái đó ngồi ở bên cạnh bàn người, cũng đều vẫn không nhúc nhích, không muốn nhường ra điểm vị trí, nàng hai đứng ở nơi đó, nhất thời xấu hổ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mưa Thu gì cả nhìn nàng hai, liền cùng chế giễu giống nhau. Người phục vụ, cho chúng ta thêm tam đem ghế dựa. Trương Huyền lúc này mở miệng, theo sau mang theo Mưa Thu cùng Mưa Thu mẫu thân đi đến bên cạnh bàn, tùy cơ đi đến ngồi ở bên cạnh bàn không xa nhúc nhích hai người trước người. Nói, tới phiền toái cấp làm điểm vị trí. Kia hai người bất mãn nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, chậm gì gì dịch khai vị trí. Đây là ai a? Mưa Thu đại cứu nhìn mắt Trương Huyền, bất mãn hỏi. Mưa Thu này đại cứu vừa hỏi ra tới, Mưa Thu gì cả liền nói, đại ca, đây chính là ngươi này nhị muội hảo con rể, nhưng miệng lưỡi sắc bén đâu. Nga, Mưa Thu đại cứu gật gật đầu, hướng Trương Huyền răn dậy một tiếng, người trẻ tuổi liền phải có tuổi trẻ người giác ngộ.
nói chuyện đạt được trường hợp cùng chủ yếu và thứ yếu, biết sao? Đại ca, đừng nóng giận, Tiểu Trương hắn còn trẻ, không hiểu chuyện, không hiểu chuyện. Mưa Thu mẫu thân liên tục nói. Lúc này, người phục vụ dọn Tam Trương ghế dựa lại đây, vừa muốn buông. Mưa Thu gì cả liền trước mở miệng, hòa thuốc vào nước phụ viên quát lớn nói, ai làm ngươi dọn ghế dựa lại đây? Ngươi nhìn xem này còn có thể buông sao? Đi đổi thành ghế. Người phục vụ có chút khó xử đứng ở nơi đó, cuối cùng nhìn về phía Mưa Thu đại cứu. Mưa Thu đại cứu phất phất tay, đi đổi thành ghế đi, ghế dựa xác thật không bỏ xuống được. Chủ nhân đều nói như vậy, người phục vụ khẳng định là muốn nghe chủ nhân nói, thực mau liền thay đổi Tam Trương ghế lại đây. Trương Huyền khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, cũng không nói chuyện, ngồi vào nơi đó. Mưa Thu hai mẹ con liền ngồi ở Trương Huyền bên người, có vẻ phi thường câu nệ. Đúng rồi, người phục vụ, kia vài đạo đồ ăn đều ăn xong rồi, mau cấp triệt đi. Mưa Thu đại cứu phất phất tay, hắn nói làm triệt kia vài đạo đồ ăn, đúng là bãi ở Trương Huyền ba người trước người vài đạo. Người phục vụ thực đi mau đi lên, đem đồ ăn toàn bộ triệt bỏ. Trên thực tế, này một bàn đồ ăn, cũng đều ăn không sai biệt lắm. Người phục vụ dò hỏi Mưa Thu đại cứu còn muốn thêm đồ ăn sao? Đại gia ăn như thế nào muốn? Nếu không lại đến điểm tôm hùm linh tinh, Mưa Thu đại cứu nhìn về phía chính mình người bên cạnh, hỏi. Không được, Quách Tổng, này ăn cũng ăn được, đại gia liền ngồi một khối tâm sự, uống chút rượu là được. Đúng vậy Quách Tổng, hôm nay đều như vậy phong phú, ta còn là lần đầu tiên ngồi thế giới khách sạn đại bao đâu, vẫn là Quách luôn có mặt mũi a. Không tồi, này ghế lâu người bình thường sao có thể đính đến a. Đồ ăn liền từ bỏ, chúng ta uống chút rượu, tâm sự liền hảo. Mưa Thu đại cứu hỏi một bàn người, duy độc xẹt qua Trương Huyền ba người không hỏi, nghe tới một bàn đều nói ăn no sau, Mưa Thu đại cứu hòa thuốc vào nước phụ viên vẫy vẫy tay, được rồi, đồ ăn liền không bỏ thêm, người đi ra ngoài đi. Người phục vụ gật gật đầu, ra ghế lô. Lúc này, trên bàn còn có chút thừa đồ ăn, liền Trương Huyền ba người trước mặt là trống trơn, bãi ở ba người trước mặt bộ đồ ăn phi thường sạch sẽ ngăn nắp. Một bàn người, giống như không thấy được Trương Huyền ba người giống nhau. Lo chính mình trò chuyện, căn bản không ai để ý tới bọn họ ba cái. Nhưng thật ra Mưa Thu gì cả, còn có thể cùng những người này cho tới cùng nhau. Mưa Thu đại cứu khai cái tiểu công ty, thân gia có cái mấy trăm vạn, dư lại những người đó cũng đều không sai biệt lắm. Mưa Thu gì cả đem chính mình bảo mã, BMW, chìa khóa xe hướng trên bàn một phóng, tuy rằng cùng những người này so còn có chênh lệch, nhưng rốt cuộc cũng có thể ở một vòng tròn nói chuyện. Tới, đây là Quách Tổng cháu ngoại gái đi. Cùng nhau uống một chén, một người mau 50 tuổi trung niên nam nhân đem ánh mắt phóng tới Mưa Thu trên người, trong mắt tràn ngập một loại xâm lược tính, nói chuyện thời điểm, chiều Mưa Thu kia trắng nõn tay nhỏ chộp tới. Mưa Thu tránh thoát đối phương móng heo, lắc lắc đầu, ngượng ngùng, ta sẽ không uống rượu. Không uống rượu tới này làm gì, tên kia trung niên nam nhân thấy Mưa Thu một chút đều không cho chính mình mặt mũi, bất mãn nói một tiếng, theo sau không bao giờ đi xem Mưa Thu. Mưa Thu mẫu thân ngồi ở chỗ kia, một câu đều không cổ họng. Mưa Thu tiểu nắm tay nắm chặt gắt gao, lại thiện lương người, bị như vậy khi dễ, cũng sẽ chịu không nổi. Ghế lô môn lại một lần bị người mở ra, một người thân xuyên chức nghiệp chế phục tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Ai nha, đây là Quách chất nữ a, hiện tại thật là tuấn tú lịch sự a. Tên kia tuổi trẻ nữ nhân vừa vào cửa, ghế lô nội liền có người mở miệng. Quách tổng, người này nữ nhi. Chính là chỗ mã đến càng ngày càng xinh đẹp a. Không riêng xinh đẹp, còn có bản lĩnh, còn có bằng cấp. Quách tổng, chúng ta phòng khám hâm mộ ngươi a. Ghế lô nội vang lên từng đợt khen tặng thanh, này đi vào tới tuổi trẻ nữ nhân, đúng là Quách học con gái một, tại thế giới khách sạn đương một cái thợ cả. Trương ca, đây là Quách Văn Kỳ. Mưa Thu nhỏ giọng cấp Trương Huyền nói một chút. Trương Huyền phóng nhãn nhìn lại, này Quách Văn Kỳ, lớn lên chỉ có thể nói là phi thường giống nhau. Quách Văn Kỳ cười cười, cảm ơn các vị thúc thúc khích lệ. Quách Văn Kỳ ở ghế lô nội nhìn thoáng qua, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Mưa Thu trên người, lộ ra một bộ nghi hoặc ánh mắt, cố ý nói, gì? Mưa Thu, người như thế nào tại đây đâu? Người lúc này không nên ở nhà chính công ty cho người khác quét tước vệ sinh sao? Như thế nào, một ngày 100 đồng tiền sống không làm? Quách Văn Kỳ nói chuyện thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Mưa Thu gật gật đầu, đã không làm, đem tiền thế chấp đều lui. Ta thiên nột,
như vậy tốt công tác ngươi không làm. Quách Văn Kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Chương 475 10 tỷ. Trương Huyền vừa nghe này Quách Văn Kỳ khẩu khí, liền biết nàng không nghẹn cái gì lời hay, quả nhiên. Quách Văn Kỳ dùng kia phúc kinh ngạc ngữ khí tiếp tục mở miệng, một ngày 100 khối, một tháng 3.000 khối, như vậy nhẹ nhàng sống ngươi nói không làm liền không làm. Ngươi nhìn xem ta, tuy rằng liền so ngươi đại một tuổi, nào có mạng ngươi hảo, ta này sống quá mệt mỏi, mỗi ngày được với 8 giờ ban, một tháng mới 8.000 nhiều đồng tiền, năm hiểm một kim giao cũng không phải rất nhiều, cả người đều vòng tại đây, ai? Quách Văn Kỳ nói, đó chính là phi thường rõ ràng khoe ra, liền nàng tuổi này, rất ít có người nói một tháng có thể khai 8.000, còn có năm hiểm một kim. Mưa Thu nghe được lời này, thần sắc ảm đạm rồi rất nhiều. Quách Văn Kỳ một cái kính ở kia thở ngắn than dài, ai, ngươi làm ta nói như thế nào ngươi hảo đâu, thật là, đang ở phúc chung không biết phúc a. Quách Văn Kỳ sau khi nói xong, Trương Huyền nhìn đến, những cái đó ngồi ở trên bàn Mưa Thu đại cứu bằng hữu, trên mặt tất cả đều lộ ra cười nhạo biểu tình, có chút người càng là vẻ mặt ghét bỏ, phảng phất cùng một cái cho người ta làm ra chính lâm thời công ngồi ở trên một cái bàn, đều là ném người một nhà giống nhau. Gì, này lại là ai? Quách Văn Kỳ lại đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Đây là nhà của chúng ta Mưa nhỏ bạn trai. Mưa Thu mẫu thân trả lời nói. Bạn trai, cũng không như thế nào sao? Quách Văn Kỳ đôi tay ôm ngực, người đang làm gì a? Một tháng kiếm bao nhiêu tiền, cũng dám tìm bạn gái. Trương Huyền mỉm cười lắc đầu, kiếm không được mấy cái tiền, miễn cưỡng ấm no đi. Quách Văn Kỳ cười lạnh một tiếng, miễn cưỡng ấm no cũng có mặt tìm bạn gái, bất quá sao? Quách Văn Kỳ cố ý trầm ngâm một chút, theo sau tiếp tục mở miệng, bất quá ngươi tìm này bạn gái, cũng không ra sao, một cái nghèo nha đầu, ngươi một tháng cho nàng 500 đồng tiền tiêu vặt đều có thể đuổi rồi, nếu là ta a, tìm cái bạn trai nói, hắn mỗi tháng không kiếm cái 2-3 vạn, nuôi sống ta đều khó. Không phải, Mưa Thu mẫu thân liên tục xua tay, nhà của chúng ta Mưa nhỏ không cần Tiểu Trương nuôi sống, chính chúng ta có thể nuôi sống chính mình, Tiểu Trương hắn là làm công ty. Hiện tại còn ở gây dựng sự nghiệp giai đoạn, về sau khẳng định sẽ tốt. Làm công ty, Quách Văn Kỳ ngoài ý muốn nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, ở đâu làm công ty a? Làm cái gì công ty? Mưa Thu đại cứu, cùng với Mưa Thu đại cứu những cái đó bằng hữu cũng đều đem ánh mắt thả lại đây. Quách Văn Kỳ ở nghe được Trương Huyền là làm công ty thời điểm, nói chuyện ngữ khí giữa mang theo không ít ghen tuông, ở nàng xem ra, Mưa Thu dựa vào cái gì tìm một cái làm công ty? Ở Ngân Châu, Trương Huyền trả lời nói. Ngân Châu, một cái tam tuyến tiểu thành thị. Quách Văn Kỳ nghe được Trương Huyền sau khi trả lời, yên tâm không ít, kia tiểu thành thị làm cái gì công ty a? Có thể làm gì, nhiều ít tài sản a mới. Kia thành thị ta biết, một nam nhân trung niên mở miệng, thành thị không lớn, rất nhỏ, một người mỗi tháng kiếm 3.000 đồng tiền liền thấy đủ không được, ta phỏng chừng có cái mấy chục thượng trăm vạn tài sản liền khó lường. Mấy chục thượng trăm vạn. Quách Văn Kỳ nhướng mày, lắc đầu, ta không tin. Quách Văn Kỳ vừa mới liền ở quan sát Trương Huyền ăn mặc, đương nàng nhìn đến Trương Huyền kia một thân bình thường quần áo sau, tức khắc yên tâm không ít, liền xuyên thành người như vậy, làm cái công ty có thể làm thành cái dạng gì. Hơn nữa vẫn là ở Ngân Châu cái loại này tiểu địa phương, liền cái loại này tam tuyến thành thị, chỉ sợ làm cái cửa hàng, đều dám nói chính mình là làm thương mậu công ty đi. Người này tiếng nói vừa dứt, tức khắc đưa tới một trận cười vang thanh. Trương Huyền lắc lắc đầu, đích xác không phải mấy chục thượng trăm vạn. Đó là nhiều ít, nói ra cho ta được thêm kiến thức bái. Quách Văn Kỳ đôi tay ôm ngực, một bộ buồn cười bộ dáng, muốn cho Trương Huyền mất mặt. Từ nhỏ, Quách Văn Kỳ các phương diện thân thế đều so Mưa Thu muốn hảo, nhưng duy độc ở diện mạo cùng dáng người phương diện, bị Mưa Thu kéo thật lớn một đoạn, này vẫn luôn là Quách Văn Kỳ trong lòng một đạo không qua được khảm, nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn thấy Mưa Thu. Nàng đều muốn cho Mưa Thu đâu đâu mặt. Trương Huyền vươn tay phải, chậm rãi duỗi khởi vẫn luôn ngón tay. 10 vạn, Quách Văn Kỳ cười lớn một tiếng, 10 vạn đồng tiền, công ty gây dựng sự nghiệp, ha ha ha. Tiểu tử, 10 vạn khối, kia không gọi gây dựng sự nghiệp, cũng không gọi công ty. Một nam nhân trung niên mở miệng, kia kêu tiền tiêu vặt. Không tồi, ta thật muốn không thông, 10 vạn khối cũng kêu gây dựng sự nghiệp. Ngân Châu kia địa phương thật sự là quá có ý tứ đi. 10 vạn khối muốn đều tính làm công ty nói, kia thành phố núi khắp nơi đều có lão tổng. Không phải Ngân Châu có ý tứ, ta xem là này người trẻ tuổi có ý tứ a,
hiện tại này người trẻ tuổi, đều là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chính mình làm điểm cái gì, vừa mới khởi bước, thậm chí liền khởi bước cũng chưa khởi bước, liền tự xưng là vì ngàn vạn lão tổng. Mưa thu đại cứ uống lên khẩu rượu, nhìn về phía Trương Huyền, giáo dục nói, ta lúc ấy gây dựng sự nghiệp, cầm 50 vạn ra tới, từng bước một đi đến hôm nay, người này 10 vạn khối, cũng kêu công ty. Không biết trời cao đất dày đồ vật. Trương Huyền lắc lắc đầu, kỳ quái nói, ta khi nào nói là 10 vạn. Kia có thể là nhiều ít, còn có thể là trăm vạn không thành. Quách Văn Kỳ một bộ không tin bộ dáng. Trương Huyền như cũ lắc lắc đầu, đại khái 10 tỷ đi. 10 tỷ. Trương Huyền nói, làm đang ngồi người, bao gồm Mưa Thu mẫu thân, đều là một trận ngây người. 10 tỷ, đó là cái gì khái niệm? Bọn họ cho rằng, chính mình đời này, đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền, chính là đang ngồi mọi người tài sản thêm lên thừa lấy 10, cũng không có nhiều như vậy. Trương Huyền nói này 10 tỷ, chính là Lâm Thị, đây là hắn có thể nghĩ đến một cái nhỏ nhất công ty, phía trước hắn danh nghĩa những cái đó công ty, tất cả đều đưa cho người khác, quy mô nhỏ nhất, kia đều là hơn 100 tỷ tài sản, một ít thậm chí đều lũng đoạn nào đó quốc gia nguồn năng lượng ngành sản xuất, nói phú khả địch quốc đều là xem thường Trương Huyền. Ngây người qua đi, Mưa Thu gì cả cái thứ nhất phản ứng lại đây, trực tiếp ra tiếng, 10 tỷ, ngươi lừa ai đâu ngươi. Mưa Thu gì cả vừa nói lời nói, Quách Văn Kỳ cũng phản ứng lại đây, mở miệng nói, chính là, mạnh miệng ai sẽ không nói a, ta còn nói nhà ta tài sản có 100 tỷ đâu. Như thế nào, hữu dụng sao? Mưa Thu gì cả bĩu môi, ta thật sự rất bội phục loại người này, liền chính mình đều lừa, nhìn xem chính mình xuyên quần áo trên người, nhìn xem chính mình cái kia bộ dáng, ngươi cảm thấy ngươi nơi nào xứng 10 tỷ. Mưa Thu đại cứu cũng phản ứng lại đây, lắc lắc đầu, người trẻ tuổi, người bình thường cùng chúng ta nói chuyện phiếm, chúng ta còn có thể tiếp thu, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta dễ dàng như vậy lừa, ngươi như vậy ái nói mạnh miệng, vậy ngươi hiện tại có thể cút đi. 10 tỷ, hắn sao, lão tử thiếu chút nữa thật tin, hiện tại này người trẻ tuổi a, gì lời nói đều dám nói. Một nam nhân trung niên nói, ngươi hắn sao phải có 10 tỷ, lão tử liền có 20 tỷ, thảo. Thứ gì, khoác lác chạy chúng ta trước mặt thổi tới. Từng đạo tràn ngập không tin tức giận mắng tiếng vang lên, không ai nguyện ý tin tưởng, Trương Huyền sẽ có 10 tỷ. Mưa Thu mẫu thân lôi kéo Mưa Thu ống tay áo, thấp giọng nói, nhà đầu, ngươi làm tiểu trương không cần nói bậy a, này 10 tỷ, như thế nào có thể tùy tiện nói ra đâu. Chương 476 ít nói mạnh miệng. Đối với Mưa Thu mẫu thân tới nói, 10 tỷ là cái dạng gì khái niệm? Kia tuyệt đối là một cái siêu cấp con số thiên văn, chẳng sợ liền tưởng, cũng không dám tưởng. Mưa Thu hướng này mẫu thân lắc lắc đầu, mẹ, hắn không có nói bừa, hắn công ty, thật giá trị 10 tỷ. Không cần nói hưu nói vượn, Quách Văn Kỳ hét lớn một tiếng, trên mặt mang theo tức giận, Mưa Thu, người cảm thấy tại đây khoác lác rất có ý tứ sao? Quách Văn Kỳ không biết sao lại thế này. Tuy rằng không tin Mưa Thu cái này bạn trai công ty tổng tài sản thực sự có nhiều như vậy, nhưng vừa nghe đến cái này, vẫn là sẽ sinh khí, chỉ cần cái này Mưa Thu quá thoải mái, nàng liền khó chịu. Được rồi, chúng ta này không chào đón các ngươi loại người này, đi ra ngoài đi. Mưa Thu đại cứu phất phất tay, là muốn đuổi đi người. Chính là, cút đi, tại đây trang cái gì đâu trang, thật như vậy có tiền, đừng tới này ăn cơm thừa a, chính mình muốn một bàn tốt đi. Mưa Thu gì cả nói. Trương Huyền cười cười, nhìn chằm chằm Mưa Thu gì cả, mở miệng nói, chúng ta tới đâu, không phải ăn cơm, chính là muốn hỏi một chút, người lừa đi kia 90 vạn, tính toán xử lý như thế nào? Lừa, 90 vạn, có ý tứ gì? Quách Văn Kỳ sửng sốt một chút, ai có 90 vạn? Đương nhiên là chúng ta 90 vạn, Mưa Thu mẫu thân một chút không nhịn xuống, đứng lên lớn tiếng nói, đại tỷ, ta như vậy tin tưởng ngươi, ngươi liền như vậy lừa gạt chúng ta. Kia 90 vạn là lão Thu cứu mạng tiền a. Mưa Thu gì cả sắc mặt biến đổi, vừa mới uống rượu thời điểm, Quách học này đó bằng hữu hỏi nàng là làm gì đó, nàng phải trả lời làm điểm tiểu sinh ý, hiện tại bị người như vậy hô lên lừa 90 vạn, làm nàng cảm thấy thật mất mặt. Mưa Thu gì cả vừa muốn mở miệng, liền nghe Quách Văn Kỳ thanh âm từ một bên vang lên, đại cô lừa các ngươi 90 vạn. Các ngươi cũng quá khôi hài đi, không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương. Nhìn xem các ngươi nơi nào giống 90 vạn. Quách Văn Kỳ tiếng nói vừa dứt, ghế lô nội vang lên một trận cười vang thanh. Mưa Thu gì cả cũng không cổ tình cảm, trực tiếp xé rách ra mặt, lớn tiếng mắng, người cái không biết xấu hổ đồ vật, nói lão nương lừa ngươi 90 vạn.
muốn tìm xem lừa gạt ngươi người đi, tại đây cùng lão nương la lối khóc lóc. Mưa Thu hốc mắt một chút liền đỏ, chính là ngươi, ngươi tìm tới cái kia giả bác sĩ, đem chúng ta tiền lừa đi rồi. À, Mưa Thu gì cả khẽ cười một tiếng, chứng cứ đâu? Trương Huyền lắc lắc đầu, ta không có chứng cứ, ta chỉ biết là ngươi liên hợp người lừa đi, ta cho ngươi một cơ hội, này tiền, ngươi còn không còn. Ha ha ha, Mưa Thu gì cả cười lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Huyền, ngươi uy hiếp ta. Ngươi tin hay không, ta hôm nay làm ngươi đi không ra cái này khách sạn. Mưa Thu gì cả nói, liền lấy ra di động, lần trước liên hợp nàng cùng nhau lừa Mưa Thu ra tiền, là một cái xã đoàn đại ca. Bên này lời nói còn nói, ghế lô môn bị người một phen đẩy ra, là một người người phục vụ. Quách Học Thần sắc không vui nhìn mắt đẩy cửa ra người, quát lớn nói, có hay không quy củ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Người phục vụ vội vàng nói, ta là có quan trọng sự cấp Quách thợ cả nói. Ngươi nói, Quách Văn Kỳ nhìn mắt người phục vụ. Người phục vụ hướng Quách Văn Kỳ mở miệng nói, Quách thợ cả, mũ thiếu tới. Quách Văn Kỳ vừa nghe lời này, sắc mặt biến đổi, cũng bất chấp châm chọc Trương Huyền bọn họ, vội vàng chiều ghế lô ngoại đi đến, lâm ra ghế lô thời điểm, Quách Văn Kỳ chuyên môn hướng nàng phụ thân nói thanh, ba, tiểu cô các nàng thật vất vả tới một chuyến, cũng đừng làm cho tiểu cô các nàng đi rồi, nhiều ngồi một hồi, lại điểm chút đồ ăn. Nói xong, Quách Văn Kỳ bước nhanh rời đi. Mưa Thu đại cứu vẻ mặt kỳ quái nhìn chính mình nữ nhi, không rõ chính mình nữ nhi như thế nào đột nhiên đổi tính, cấp Mưa Thu các nàng toàn ra gọi món ăn. Uy cầu cũng so cho các nàng ăn cường a. Thế giới khách sạn trước cửa, một chiếc màu đỏ Lamborghini dừng lại, cửa xe mở ra, một người thanh niên từ trên xe đi xuống tới. Ở Lamborghini ghế phụ, còn xuống dưới một người trang điểm xinh đẹp mỹ nữ. Ngũ thiếu, ngài đã tới. Thế giới khách sạn trước cửa bảo an xếp thành hai liệt, sở hữu thợ cả giám đốc đều ra cửa nghênh đón. Tên này bị gọi Ngũ thiếu thanh niên, đúng là Trương Huyền bọn họ giữa trưa mới nhìn thấy Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ tùy tay đem chìa khóa xe hướng bên cạnh một ném, chỉ cùng chính mình xuống xe mỹ nữ nói, cho nàng tìm một chỗ trụ, làm nàng trước đừng tới phiền ta. Hảo, thế giới khách sạn giám đốc gật gật đầu, hướng kia mỹ nữ nói, nữ sĩ, thỉnh bên này. Giám đốc sai người cấp tên này mỹ nữ dẫn đường. Mỹ nữ hướng Ngũ thiếu vứt cái mặt mày, thiếu gia, ta đi trước rửa sạch sẽ nga. Mỹ nữ nói xong, bước miêu bộ, chiều một bên đi đến. Tiểu Ngũ bước đi đến khách sạn, những cái đó nhân viên công tác tất cả đều thật cẩn thận đi theo phía sau, bọn họ chính là phi thường rõ ràng vị này thiếu Đông gia tính tình, hơi chút muốn chọc đến thiếu Đông gia không vui điểm, chính mình này bát cơm đã có thể ném. Toàn bộ thế giới khách sạn, đều là Tiểu Ngũ gia sản nghiệp. Tiểu Ngũ phất phất tay, sắc mặt có chút không kiên nhẫn nói, cái kia người phục vụ, họ quét cái gì, kêu cái gì tới, nàng người đâu. Khách sạn đại đường giám đốc lấy lòng cười nói, Ngũ thiếu, ngài nói chính là cái kia Quách Văn Kỳ đi, nàng là lầu 2 phục vụ bộ chủ quản. Ta quản nàng là cái gì ngoạn ý? Tiểu Ngũ trừng mắt nhìn giám đốc liếc mắt một cái, nàng người đâu, làm nàng lại đây. Giám đốc vội vàng phất tay, làm người đi đem Quách Văn Kỳ gọi tới, mười mấy giây sau, liền thấy Quách Văn Kỳ một trận chạy mau mà đến. Ngũ thiếu, ngài tìm ta. Quách Văn Kỳ vẻ mặt lấy lòng nhìn Ngũ thiếu, nhà nàng tuy rằng có cái tiểu công ty, nhưng nàng minh bạch. Chính mình ra công ty, cùng Ngũ thiếu so sánh với, thí đều không tính. Tiểu Ngũ nhìn Quách Văn Kỳ, trên mặt mang theo bất mãn, đúng vậy, liền ngươi lần trước không phải cho ta nói, ngươi có cái đường muội không tồi, trả lại cho ta nhìn cái ảnh chụp sao, ta đã sớm nói làm ngươi mang lại đây, người đâu? Ngươi chơi ta. Quách Văn Kỳ vừa thấy Tiểu Ngũ sinh khí, vội vàng nói, thực xin lỗi Ngũ thiếu, ta cái kia đường muội hiện tại liền tại đây, chỉ là nàng người này. Nàng đem nàng bạn trai cũng mang đến, ta sợ ta kêu bất động nàng. Đại đường giám đốc đi ra phía trước, một cái tát liền chịu đến Quách Văn Kỳ trên mặt, nổi giận nói, làm sao bây giờ sự. Ngươi nói ngươi kêu bất động, chẳng lẽ làm Ngũ thiếu tự mình đi kêu sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Quách Văn Kỳ đầu một thấp, liên tục xin lỗi. Vậy ngươi muốn thế nào? Liền cho ta nói một tiếng, làm ta nhìn xem ảnh chụp liền xong rồi. Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm Quách Văn Kỳ, hỏi. Quách Văn Kỳ lắc lắc đầu, không phải, Ngũ thiếu, ta mới vừa làm người cho nàng thêm đồ ăn, từ từ đồ ăn hạ điểm đồ vật, ta bảo đảm, chờ một lát một hồi, nàng liền ngoan ngoãn bỏ đến ngươi trên giường. Tiểu Ngũ vừa nghe hạ dược hai tự, cả người không tự giác đánh cái một cái run run,
hắn còn nhớ rõ thượng một lần, chính mình nhận thức Bạch lão đại, chính là ở một cái rượu trong sân, một thân phận không thua gì chính mình đại thiếu gia làm trò Bạch lão đại mặt, cấp một cái cô nương hạ dược, kết quả đêm đó đã bị Bạch lão đại phế đi tứ chi, từ đây rốt cuộc nghe không được cái kia đại thiếu tên. Chương 477 Ngũ thiếu tới. Tiểu Ngũ còn nhớ rõ Bạch lão đại nói qua, hắn bình sinh hận nhất chính là cấp nữ nhân hạ dược nam nhân. Hiện tại tuy rằng Bạch Trì không ở nơi này, nhưng Tiểu Ngũ như cũng không dám có nửa điểm phương diện này ý tưởng. Tiểu Ngũ đi ra phía trước, đối với Quách Văn Kỳ trên người chính là một chân đá tới, mắng, hắn sao, hạ dược, lão tử là hắn sao hạ dược người sao, đi, người đường muội ở đâu ăn cơm đâu, mang lão tử đi xem một chút. Liền ở trên lầu, Quách Văn Kỳ duỗi tay chỉ. Tiểu Ngũ hai lời chưa nói, đi nhanh chiều trên lầu đi đến. Quách Văn Kỳ đi theo Tiểu Ngũ phía sau nửa thước chỗ, cấp Tiểu Ngũ chỉ lộ. Ngũ thiếu, ta cái kia đường muội, nàng bạn trai giống như rất có bản lĩnh, nói có ra công ty, thị giá chỉ có chục tỷ đâu. Quách Văn Kỳ xe mau đến ghế lô, cố ý nói một tiếng. Chục tỷ, rất nhiều sao, Tiểu Ngũ khinh thường cười một tiếng. Cùng Ngũ thiếu so sánh với là cái gì đều không tính, chính là. Quách Văn Kỳ lộ ra vẻ mặt khó xử. Chính là cái gì, nói. Tiểu Ngũ nhíu hạ mi. Chính là nàng cái kia bạn trai rất ngạo, ta liền sợ hắn không cho Ngũ thiếu ngươi mặt mũi. Quách Văn Kỳ nói như vậy. Tiểu Ngũ vừa nghe, đầy mặt khinh thường, ngạo. Tại đây thành phố núi, còn không có người dám cùng ta họ Vân Vân ngạo. Quách Văn Kỳ vừa nghe lời này, sắc mặt vui vẻ, nhìn dáng vẻ, lần này mưa thu cái kia bạn trai, nên chịu khổ lạc. Được rồi, Tiểu Ngũ phất phất tay, người kia đừng muội. Muốn thực sự có ngươi cho ta xem cái kia tư sắc, ngày mai ngươi đi nhân sự bộ, làm người cho ngươi thăng giám đốc. Đa tạ Ngũ thiếu, đa tạ Ngũ thiếu. Quách Văn Kỳ vừa nghe, liên tục nói lời cảm tạ, chính mình không phải vì cái này sao, đến nỗi kia mưa thu bị Ngũ thiếu chơi xong sẽ thế nào, chính mình nhưng quản không đến. Nói nữa, nàng cái loại này nghèo nha đầu bị Ngũ thiếu chơi một lần, đó là nàng vinh hạnh. Thực mau, Quách Văn Kỳ mang theo Tiểu Ngũ đi vào ghế lô trước cửa. Tiểu Ngũ phía sau còn mang theo một đám người. Ở ghế lô cửa, Tiểu Ngũ căn bản không có bất luận cái gì khách khí bộ dáng, trực tiếp đẩy ra ghế lô môn. Ghế lô Quách Học đám người, vừa thấy đẩy cửa Tiểu Ngũ, đều không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Quách Văn Kỳ sợ chính mình phụ thân nói sai lời nói, vội vàng từ nhỏ Ngũ phía sau đứng dậy, lớn tiếng nói, ba, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Ngũ thiếu, thế giới khách sạn thiếu đông gia. Quách Văn Kỳ lời này vừa ra, ghế lô nội người, đồng thời hít hà một hơi. Thế giới khách sạn thiếu đông gia, kia cũng chính là thành phố núi vị kia nhà giàu số một con một lạc. Còn ngồi ở chỗ kia Quách Học đám người, vội vàng đứng dậy. Ngũ thiếu ngài hảo, ta là Quách Học, Văn Kỳ nhà đầu này là nữ nhi của ta, tại đây cho ngài thêm phiền toái. Quách Học đi đến Tiểu Ngũ trước người, hướng Tiểu Ngũ vươn đôi tay. Tiểu Ngũ xem đều lười đến xem Quách Học liếc mắt một cái. Người nữ nhi như thế nào cùng ta có gì quan hệ, ta này dưỡng cẩu nhiều đi, chẳng lẽ mỗi một cái đều phải ta nhọc lòng. Tiểu Ngũ nói phi thường không khách khí, còn mang theo một loại trào phúng. Nhưng Quách Học nghe được lời này, không những không có một chút tức giận, ngược lại nói, những cái đó ít nhiều Ngũ thiếu ngài có thể thưởng nàng khẩu cơm ăn. Quách Học biết, nếu liền xí nghiệp tới nói, nếu đem Ngũ thiếu vây hảo, tùy tiện móng tay phùng khấu ra một chút, đều đủ Quách chính mình ăn cả đời. Còn lại người, cũng đều mượn cơ hội này, sôi nổi giới thiệu chính mình, mặc kệ Tiểu Ngũ có thể hay không nghe được đi vào. Được rồi, Tiểu Ngũ không kiên nhẫn mở miệng, ta quản các ngươi là ai. Cái kia Quách Văn cái gì ngoạn ý, người nói người ở đâu đâu. Liền cái kia, Quách Văn Kỳ duỗi tay, chiều ghế lô tận cùng bên trong chỉ một chút. Tiểu Ngũ theo Quách Văn Kỳ chỉ phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở kia Trương Huyền ba người. Tiểu Ngũ thấy Trương Huyền nháy mắt, thân sắc sửng sốt, này không phải Bạch lão đại đại ca sao, thiên A, Bạch lão đại đại ca đến chính mình ra khách sạn ăn cơm. Chính mình cũng quá vinh hạnh đi. Tiểu Ngũ ngây người bộ dáng bị Quách Văn Kỳ xem ở trong mắt, nàng trong lòng vui sướng, nhìn dáng vẻ, Ngũ thiếu đây là coi trọng. Quách Văn Kỳ hướng Tiểu Ngũ nói, Ngũ thiếu, cái kia chính là ta đường muội, bên cạnh cái kia, chính là nàng bạn trai, kiêu ngạo thực, kêu gào cái gì chính mình có chục tỷ tài sản. Tiểu Ngũ không để ý đến Quách Văn Kỳ, bước đi đến Trương Huyền trước người, cong lưng, vươn đôi tay, Trương ca, ngài như thế nào tới, này tới như thế nào cũng không thông chi tiểu đệ một tiếng đâu, tiểu đệ làm cho người chiêu đãi ngài a.
Tiểu Ngũ ở Trương Huyền trước mặt, không dám lấy ra một chút đại thiếu tư thái. Bạch Trì thủ đoạn, Tiểu Ngũ đã từng gặp qua, có thể bị Bạch Trì xưng hô vì đại ca người, kia đến nhiều lợi hại a, nghiền chết chính mình, không cho nghiền chết một con kiến giống nhau. Trương Huyền nhìn Tiểu Ngũ, rất kỳ quái nói, thông chí ngươi. Đây là nhà ta khai a, đại ca. Tiểu Ngũ cùng Trương Huyền nói xong, lại nhìn về phía Mưa Thu, mỹ nữ, ngài còn nhớ rõ ta sao, hôm nay ở nhà chính công ty cửa. Ta nhớ rõ, ngươi là cái kia kêu Tiểu Ngũ đúng không? Mưa Thu hồi ức nói. Đúng đúng đúng, Tiểu Ngũ liên tục gật đầu, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta, thật sự là quá vinh hạnh. Tiểu Ngũ cùng Mưa Thu đánh cái thanh tiếp đón, lại nhìn về phía Mưa Thu mẫu thân, vị này, ngài hảo, ngài là. Đây là ta mụ mụ, Mưa Thu nói một tiếng. A Di, ngài hảo, ngài hảo, ngài kêu ta Tiểu Ngũ là được. Tiểu Ngũ nắm lấy Mưa Thu mẫu thân tay, một cái kính vấn an, hắn thấy hắn cha cũng chưa như vậy tôn kính. Mưa Thu mẫu thân nhìn trước mắt, có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Vừa mới Tiểu Ngũ cùng Trương Huyền lời nói, nàng nghe được rành mạch, thế giới này khách sạn, chính là trước mặt thanh niên này ra khai, mà thanh niên này, đối chính mình lại là như vậy cung kính khách khí. Cái này làm cho Mưa Thu mẫu thân, cảm thấy phá lệ không chân thật. Mưa Thu đại cứu những người đó, đứng ở một bên, trừng lớn đôi mắt, trong mắt đều là tràn ngập không thể tin tưởng, này tình huống như thế nào. Bọn họ cùng Ngũ Thiếu nhận thức. Không, không riêng gì nhận thức, xem Ngũ Thiếu bộ dáng, đối bọn họ còn như vậy cung kính. Quách Văn Kỳ duỗi tay véo véo chính mình đùi, một trận cảm giác đau đớn đánh úp lại, nói cho nàng này không phải nằm mơ, là thật sự. Sao có thể, không có khả năng a. Quách Văn Kỳ một cái kính lắc đầu, không muốn tin tưởng chính mình nhìn đến đồ vật, cái này Mưa Thu, sao có thể cùng Ngũ Thiếu nhận thức, nàng dựa vào cái gì? Nàng đời này nên khốn cùng thất vọng. Trương Huyền nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Ngũ, hỏi, ngươi như thế nào biết ta tại đây? Ta, Tiểu Ngũ há miệng thở dốc, câu nói kế tiếp không dám nói ra. Nói, Trương Huyền nhíu mày, quát lớn một tiếng, hắn cảm giác này Tiểu Ngũ có điểm không thích hợp. Tiểu Ngũ đầu một thấp, Trương ca, không dám lừa ngài, là cái này kêu Quách Văn gì đó, nói nàng có cái đường muội có thể giới thiệu cho ta, phía trước liền nhìn ảnh chụp, cho nên liền mang ta tới, Trương ca, ta thật sự không biết nàng đường muội là ngài nữ nhân a, nếu không ngài mượn ta 100 gan, ta cũng không dám có bất luận cái gì ý tưởng không an phận a. Nga, Trương Huyền nhướng mày, người hứa hẹn cho nàng cái gì chỗ tốt? Làm nàng đương giám đốc, Tiểu Ngũ sắc mặt trắng bệch, sợ Trương Huyền trách tội chính mình. Trương Huyền cười, Quách Văn Kỳ, ngươi liền vì một cái giám đốc vị trí, liền đem ngươi muội bán,